Trương Khắc lén đưa chân đá Đỗ Phi một cái, không cho hắn nói tiếp nữa, hôm kia y mới lấy chìa khóa từ chỗ Tạ Vãn Tình, hôm qua đi lên tỉnh thành đón Hứa Tư, chiếc xe này chỉ có chị em Hứa Tư biết, Hứa Tư là cô gái nhìn một lần khó quên được, Đỗ Phi đã gặp rồi, vậy chắc chắn là gặp phải Hứa Duy. Đỗ Phi lúc này ngậm miệng không còn kịp nữa, Đường Thanh đã liếc xéo qua, dí sát mặt vào mặt Trương Khắc, đôi mắt quyến rũ kia lúc này rất đáng sợ nhìn y chằm chằm. Tốn bao nhiêu công sức như vậy dạy học cho bạn, bạn mà thi không hợp cách, thì đợi đấy mà xem. Hình như chỉ nói tới chuyện thua cử, chứ không quan tâm chuyện Trương Khắc lấy xe chở mỹ nữ khác, Trương Khắc thấy sống lưng rợn rợn, im thít gật đầu. Buổi sáng thi văn, tiếng Anh, buổi chiều mới thi số học, hai môn đầu hoàn toàn không phải nói, thậm chí Đường Thanh còn có hai câu không chắc chắn phải tìm Trương Khắc đối chiếu đáp án. Buổi trưa sai Đỗ Phi đi mua cơm hộp, không thèm chấp hắn chuyện làm sức xe, Trương Khắc tranh thủ hai tiếng nghỉ chưa đem bài kiểm tra hàng tháng ra xem một lượt. Tới khi thi xong môn số học, Trương Khắc đối chiếu đáp án với Đường Thanh, cảm thấy làm không khác gì học sinh cao trung bình thường, Đường Thanh xem hết giấy nháp của Trương Khắc hưng phấn reo lên. Ừ, gần hợp cách rồi. Cứ như y làm được chuyện ghê gớm lắm vậy, bấy giờ mới hỏi. Cô gái kia thực sự đẹp lắm sao, so với Hứa Tư thì ai đẹp hơn? Trương Khắc sao có thể nói cô gái buổi sáng Đỗ Phi gặp được có thể là em gái Hứa Tư? Hứa Tư tính cách quá cương nghị, nên nét mặt thể hiện ra hơi cứng, người lại gầy, tuy có dung mạo hiếm có, nhưng không rực rỡ như Hứa Tư. Nhưng đánh giá này sao nói được đây? Đường Thanh không định bỏ qua việc này, ngay cả chuyện Hứa Tư cũng nhớ, đúng là đau đầu, Trương Khắc cố đánh chống lảng, chuyện này tránh đi là hơn, nam nhân có thông minh khéo léo thế nào cũng không thể bao biện được chuyện này. Thấy Trương Khắc quay đầu đi, Đường Thanh đưa một ngón tay ra, chọc vào má y, bắt y quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt mình. Trương Khắc cười khổ. Thanh Thanh, dáng vẻ này của bạn rất lưu manh đấy. Thế hả, xem lần này nếu bạn thi không làm mình thất vọng thì mình bỏ qua cho bọn. Đường Thanh cười giảo hoạt, rồi giọng buồn buồn. Nếu bạn nói dối lừa mình nhất định sẽ tin, sao bạn không nói dối mình? Thanh Thanh, Trương Khắc cảm thấy có lỗi vô cùng. Như thế y càng không đành lòng nói dối cô, mà nói thật càng không thể. Khụ. Ở cửa có tiếng ho khẽ, Ban Văn thoáng hơn, chuyện Đường Thanh ngồi trên bàn, giữ cầm Trương Khắc nhìn y tuyệt đối không thể xảy ra ở ban toán. Trần Phi Dung hôm qua mời Trương Khắc ăn cơm, nên thi xong đứng đợi ở cổng cầu thang đợi y, nhưng đợi mãi không thấy, sợ lại lỡ chuyện, nên trực tiếp tới lớp của y tìm, nên thấy được cảnh vừa rồi. Thấy Trần Phi Dung, Trương Khắc như thấy cứu tinh vậy. Đường Thanh đành tạm bỏ qua cho y, nhoẻn miệng cười. Phi Dung, bạn mời Trương Khắc ăn cơm lúc nào? Tối ngày kia nhé. Câu này rõ ràng là hỏi Trương Khắc, nhưng mắt Trần Phi Dung chỉ nhìn Đường Thanh. Bạn cũng qua nhé, ba mẹ mình bảo mời bạn. Mình cũng được mời à? Đường Thanh rất vui. Trương Khắc tức thì ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, quan hệ giữa Hứa Hải Sơn và Trần Kỳ luôn thân thiết, đặc biệt Hứa Tư lần này này Hong Kong trở về. Nhà Trần Kỳ lần này mở tiệc, chẳng nhẽ lại không mời Hứa Tư. Chắc chắn nhất định mời rồi. Trương Khắc dùng mình, tựa như nhìn thấy cảnh bát đĩa bay vù vù, cho dù Hứa Tư kiếm cớ tránh đi, nhưng Hứa Duy thì sao? Chỉ cần trên bàn cơm nói vài câu, bí mật gì cũng bị bật mí hết. Trần Phi Dung chỉ nói vài câu rồi đi, các giáo viên lần lượt vào lớp cho bài tập nghỉ đông, giáo viên tiếng Anh còn đặc biệt nhìn vị trí Trương Khắc ngay sau Đường Thanh. Cái chỗ này dù quanh năm đa phần bỏ trống cũng không ai dám chiếm lấy, cười nói. Hiếm khi nào thấy cả lớp đông đủ thế này nhỉ? Mọi người cười ồ cả lên. Bài thi tiếng Anh của em, tôi muốn trừ vài điểm, cũng thấy Đường Thanh phải thi tốt hơn em, thật đáng tiếc, tôi hy vọng các giáo viên khác nặng tay hơn. Bài số học của em không ngờ cũng hợp cách rồi, cho dù môn số học do tôi làm giám khảo, nhưng tôi hoài nghi chẳng biết có phải tôi lỡ đánh lúc nào không. Đám bạn học càng cười dữ hơn. Trương Khắc mặt dày, nhưng với lời nói đùa thiện ý như thế, khó lòng mà nghiêm mặt được. Xem ra tất cả giáo viên đều trọng điểm chú ý tới y, bài thi số học của y đã được chấm xong rồi. Đường Thanh quay lại nhìn y thị uy, dương dương đắc ý, như hoàn toàn là công lao của mình vậy. Lý Chi Phương đi vào cuối cùng, theo thông lệ dặn dò một số việc cần chú ý trong kỳ nghỉ, cùng ngày có kết quả thi, cô ta vừa tuyên bố giải tán, đám học sinh đã có đứa vội chạy ra khỏi lớp. Đường Thanh là lớp trưởng, Lý Chi Phương còn có chuyện trong lớp cần trao đổi với cô, Trương Khắc ngồi lại đợi, đám bạn học xa lạ đi cả rồi, nhưng y lo chuyện tới nhà Trần Phi Dung ăn cơm, không làm sao thoải mái được. Đỗ Phi là lớp phó,
cho nên hắn cũng ở lại. Trường khác, trong kỳ nghỉ lớp mình sẽ tổ chức vài hoạt động, nhưng mà quỹ lớp không đủ. Đường Thanh và các cán bộ lớp đang trao đổi gì đó bên bục giảng, đột nhiên nói với Trương Khác. Không vấn đề. Trương Khác tiêu sái lắc lắc ngón trỏ, hận Đường Thanh lúc này không thể đề xuất thật nhiều yêu cầu, để y xóa bớt áy náy bất an trong lòng. Trương Khác là học sinh đặc thù, khả năng cũng không thiếu gì tiền, nhưng hoạt động lớp sao để một học sinh bỏ tiền túi tài trợ. Lý Chi Phương từ chối ngay. Làm thế không hay, chuyện kinh phí hoạt động cô sẽ nghĩ cách, các em lập kế hoạch thật tốt là được. Trương Khắc hỏi. Các bạn tổ chức hoạt động gì đấy? Cắm trại ngoài trời, từ giờ đến Tết còn mỗi năm ngày mà hoạt động cụ thể bọn mình chưa nghĩ kỹ. Đường Thanh đáp. Trương Khắc nhún vai. Thì bán quảng cáo, rồi tìm thêm vài phóng viên cho đăng bài, thế là có tiền hoạt động rồi. Quảng cáo. Thì là công ty XX tài trợ cho cắm trại XX, có thể bán lấy tiền. Quan trọng là có hoạt động gì khiến truyền thông chú ý mới được, như thế với công ty XX cũng là một lần quảng cáo. Đúng rồi, chúng ta có thể làm thế. Đường Thanh hưng phấn nói. Cô Lý, cô thấy có được không? Lý Chi Phương hơi do dự, Trương Khác không cần nói, Đỗ Phi, Đường Thanh đều có năng lực tổ chức hoạt động xã hội rất tốt, coi như chuyện rèn luyện cũng được, dù sao phải thử mới biết. Trương Khác chỉ tiếc cắm trại không thể tổ chức ngay ngày mai. Như thế Đường Thanh không có thời gian tới nhà Trần Phi Dung ăn cơm nữa, có điều kế hoạch có tốt đến đâu cũng phải đợi sau khi có kết quả thi mới thực hiện, không thể giúp y giải quyết vấn đề đau đầu. Thi xong rồi, Đường Thanh không còn áp lực học tập nữa, buổi tối Trương Khác đương nhiên phải bồi tiếp cô nàng, có xe hay không cũng không sao, mà xe thì bị Đỗ Phi lái đi mất rồi. Trương Khác và Đường Thanh rời trường học thì cũng là lúc thành phố mới lên đèn. So với thời gian trước mùa hè năm 94 thì thành phố Hải Châu đang có thay đổi âm thầm mà mạnh mẽ, người dân sống ở đây có thể không nhận ra thay đổi đó, nhưng những người đi làm công vùng ngoài cuối năm về quê đều kinh ngạc vì thay đổi lớn của quê nhà trong hơn một năm. Hai người vừa ra khỏi cổng trường thì thấy một đội nữ cảnh sát cơ động mới thành lập cuối năm đi qua, mặc dù so với xe mô tô, thì Trương Khác thích các cô cảnh sát này cưỡi ngựa hơn, đó nhất định là cảnh đẹp đặc sắc của Hải Châu, đáng tiếc tài chính không cho phép. Chương 295, trách nhiệm nặng nề mà hạnh phúc. Giống như cặp đôi học sinh khác, Trương Khác và Đường Thanh tay trong tay đi dạo phố, ăn KFC, dạo qua cửa hàng trang sức, mua mấy tạp chí thiếu nữ và truyện tranh ở sạp hàng bên đường, còn vào Bách Hóa Hải Châu chụp ảnh tự động, đó là món mới xuất hiện ở nơi này. Đôi tình nhân trẻ chơi mãi tới tận 9 giờ mới về nhà. Đường Thanh đột nhiên đứng lại gọi. Trương Khác, chuyện gì thế? Trương Khác quay đầu sang hỏi Đường Thanh. Mình muốn bạn luôn đối tốt với mình thế này. Đương nhiên rồi, sao mình có thể không đối xử tốt với bạn chứ? Trương Khác nói chân thành, lời trẻ con của Đường Thanh, làm y cảm động. Mình muốn bạn luôn đối tốt với mình thế này. Đường Thanh lại nhấn mạnh một lần nữa, đi tới ôm lấy lưng Trương Khác. Luôn đối tốt với mình thế này là đủ rồi. Trương Khác run lên, cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn Đường Thanh. Ngày kia mình cùng mẹ đi về Tân Thái, không thể tới nhà Phi Dung ăn cơm được, cảm ơn Phi Dung hộ mình nhé. Đường Thanh đưa tay vuốt má Trương Khác, ánh mắt dịu dàng nói. Trương Khác luôn vấn vít chuyện nếu Đường Thanh tới nhà Trần Kỳ ăn cơm, gặp Hứa Tư thì sao, Đường Thanh không phải hoài nghi, mà đã biết sự tồn tại của Hứa Tư lâu rồi. Trương Khác cảm thấy rất khổ sở, y không hề muốn làm tổn hại tới tình cảm của Đường Thanh, nhưng tình cảm của y với Hứa Tư rất sâu đậm, cũng không thể bỏ Hứa Tư. Nghe những lời đó của Đường Thanh, Trương Khác chết đứng tại chỗ, nước mắt không kìm được chảy ra. Ngốc ạ! Đường Thanh đưa tay lau nước mắt cho Trương Khác. Nhớ nhé, phải luôn đối tốt với em đấy. Ừ! Trương Khác cười trong nước mắt, không cần thề thốt, đời này y cảm thấy mình chưa bao giờ nói một lời nào chắc chắn hơn thế. Ngốc ơi, cõng em qua chiếc cầu này được không? Anh sẽ cõng em về nhà, cõng em tới bất kỳ nơi nào em muốn. Trương Khác ngồi xuống. Đường Thanh ôm lấy cổ y, Trương Khác hai tay nâng cặp mông tròn của cô, cảm thụ bầu ngực thiếu nữ ấm áp dựa lên lưng, Trương Khác chỉ cảm thấy lòng rào rạt yêu thương, hạnh phúc. Đường Thanh khá cao, thêm cả y phục dày mùa đông, nhưng chưa tới 50 kg, cõng qua cầu rất nhẹ nhàng, nhưng tới biệt thự thì gần 2 dặm, Trương Khác thở hồng hộc như chó thở, không còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện không chính đáng nữa. Đường Thanh đau lòng đòi xuống tự đi, nhưng Trương Khác dứt khoát muôn cõng cô tới biệt thự thành ủy. Thiếu chút nữa mệt ngã gục xuống không đứng dậy nổi. Cố Kiến Bình ra mở cửa, thấy thế thì mắng con gái.
lớn thế này rồi, còn ngang ngạnh. Miệng tuy trách con nhưng cố kiến mình rất vui, Trương Khắc ngày càng tỏ ra xuất sắc, bà chỉ sợ Đường Thanh ngây thơ không giữ nổi trái tim của y, nhưng nhìn cảnh hôm nay bà yên tâm phần nào, con gái mình xem ra rất có thủ đoạn. Đường Thanh đương nhiên thương Trương Khắc hết sức, nhưng càng đắc ý hơn, nghênh mặt lên nói. Trương Khắc muốn cõng mà, tại hôm nay đi dạo phố con đau chân. Đường Học Kiêm rót một cốc nước, đưa cho Trương Khắc, vỗ vai y. Cõng một cô gái là chuyện hạnh phúc nặng nề phải không? Trương Khắc uống một hơi hết sạch cốc nước, cười đáp. Con người phải biết tìm hạnh phúc trong đau khổ chứ ạ? Đường Học Khiêm cười ha hả, Trương Khắc nghỉ ngơi một lúc định đi thì Đường Học Khiêm nói. Cháu cũng chẳng ngủ sớm, đánh với bác ván cờ đi, không phải nghe tiếng gõ cửa không ngớt nữa. Cứ đến cuối năm là thành phố ra lệnh cấm chỉ thừa dịp Tết quà cáp đút lót, nhưng mà quy củ trên giấy tờ mà có tác dụng thì thiên hạ đã chẳng nhiều chuyện thị phi như thế. Đường Học Khiêm chẳng thể quát tháo đuổi hết khách khứa tươi cười tới nhà, chỉ có thể cố gắng tránh ở nhà vào thời gian này. Nhà Trương Khắc cũng thế, Trương Chi Hành buổi tối trước 10 giờ là không dám về nhà, Lương Cách Chân cũng toàn tới nhà mới. Nhưng dù sau 10 giờ vẫn có người đứng đợi ngoài cửa, thông lệ quan trường trong nước nó thế rồi, không nhận không được, chỉ những người mang phong bì dày cộm với ý đồ rõ ràng mới phải nghiêm mặc đuổi đi. Trương Khắc và Đường Học Khiêm đánh một ván cờ, lúc ra về đã hơn 11 giờ, nhưng dưới các tán cây còn có rất nhiều người tay xác nách mang, thập thì nhìn ngó. Đây không phải là khu thành phố sầm uất, không bắt được taxi, Trương Khắc đành đi bộ về Tân Cẩm Viên ngủ. Trương Khắc, nghe thấy có tiếng người gọi. Trương Khắc quay đầu lại, thấy Hoàng Trụ Toàn từ sau một cây bạch dương lớn đi ra. Tới gần vài bước còn thấy Hoàng Tiểu Minh đứng sau, tay xách đồ, dùng vải hồng nhạt phủ lên, không biết là cái gì. Hai người tới tặng quà sao? Hoàng Trụ Toàn gật đầu. Chúng tôi tới chúc Tết thị trưởng Đường, vừa rồi chỉ có cậu ở trong nhà thị trưởng Đường à. Vừa rồi Trương Khắc và Đường Học Khiêm cố tình ra phòng khách đánh cờ, còn bật đèn sáng, cách cửa kính, bên ngoài có thể thấy được rõ ràng. Trương Khắc không đáp mà hỏi lại. Ông có đi xe tới không? Có, đỗ ở bên ngoài. Bên ngoài lạnh lắm, vào xe của ông nói chuyện. Thực ra Hoàng Trụ Toàn đã lạnh tới lạc giọng rồi, y và Đường Học Khiêm ngồi trong nhà đánh cờ có điều hòa sưởi ấm, chắc chắn bị người uống gió bên ngoài hận tới bầm gan tím ruột. Trương Khắc đi ra ngoài, thấy hai bên đường Cẩm Hồ đỗ hàng xe hơi dài rằng rặc, lúc y cõng Đường Thanh về còn mới chỉ có vài cái xe. Vào trong xe Hoàng Trụ Toàn, Trương Khắc nói. Bác Đường nhất định giữ tôi lại chơi cờ. Hoàng Trụ Toàn biết Trương Khắc y nói, Đường Học Khiêm không thích người khác tới tặng quà. Nhưng mà ông ta cũng lo không biết mình không tới nhà liệu có bị Đường Học Khiêm cho rằng thiếu tôn trọng hay không. Trương Khắc đoán được tâm tư của ông ta. Bao nhiêu người xếp hàng như thế, ông phải đợi rất lâu mới tới lượt, trời lạnh thế này không cần chịu tội nữa, để tôi gọi điện giúp ông, có ý tứ là được. Việc tặng quà cũng phải xếp hàng theo thứ bậc, nếu hai người cùng tới. Tất nhiên là phải để xếp vào trước. Hoàng Trụ Toàn cũng chỉ mới tiếp xúc với Trương Khắc qua vụ án lần trước, đương nhiên không biết trong lòng Đường Học Khiêm, y có tầm quan trọng thế nào, nhưng Trương Khắc chủ động gọi điện thoại giúp, ông ta sao có thể cản lại. Cũng qua vụ án đó, ông ta được mọi người liệt vào phe Đường Học Khiêm, nhưng bề ngoài ông ta bị cô lập, Trương Chi Hành chỉ đại biểu cho Đường Học Khiêm tiếp xúc với ông ta vài lần. Bác Đường, cháu đi về gặp cục trưởng Hoàng của cục Viên Lâm tới chúc Tết bác. Trương Khắc nói vài câu với Đường Học Khiêm rồi chuyển di động cho Hoàng Trụ Toàn. Chào thị trưởng ạ, vâng, là tôi. Dạ, tôi muốn tới chúc Tết thị trưởng, đồng thời báo cáo công tác trong cục. Vâng vâng, vâng ạ. Hoàng Trụ Toàn tuy cách điện thoại vẫn khom lưng vâng dạ cứ như Đường Học Khiêm ngồi ngay trước mặt, dù ông ta còn nhiều tuổi hơn Đường Học Khiêm, nhưng biết sao được, quan chức người ta lớn hơn mà, đành uốn mình thôi. Muộn thế này còn làm phiền thị trưởng nghỉ ngơi thật không phải. Được được. Mai tôi tới chính phủ thành phố trực tiếp báo cáo. Vâng, không quấy nhiễu thị trưởng nữa. Trương Khắc nhận lại điện thoại, hỏi. Bác Đường bảo ông Mai tới chính phủ thành phố hả? Biểu đạt được tâm ý, lại có cơ hội tới chính phủ tỉnh nói chuyện, tuy tặng quà không thành, nhưng với Hoàng Trụ Toàn mà nói, mục đích hoàn toàn đạt được rồi. Hoàng Trụ Toàn trước kia có ấn tượng sâu về Trương Khắc, có điều đến giờ mới nhận thức được y là người có thể thương lượng chuyện nghiêm túc. Đúng thế. Hoàng Trụ Toàn gật đầu. Tối nay còn phải tới mấy nhà nữa? Hôm nay thì hết rồi. Hoàng Trụ Toàn không biết y có ý gì, song vẫn trả lời thật. Vậy được, hôm nay tôi đưa ông tới gặp một người.
Trương Khắc chuyển mắt tới bọc quà đặt trên đùi Hoàng Tiểu Minh. Bên trong có hai bình rượu phải không, thầy Hứa thích uống rượu, ông tặng cho thầy ấy hai bình rượu này, thầy ấy sẽ dạy ông mai báo cáo công tác ra sao. Hoàng Tiểu Minh mặc dù từng suốt ngày lêu lổng với đám vạn thiên tài, nhưng thời khắc quan trọng biệt khôn ngoan thoát thân, biết nặng biết nhẹ, biết thu mình lại, về bản chất có thể đào tạo được. Trương Khắc bất kể hiện giờ đã hơn 11 giờ, bảo Hoàng Tiểu Minh lái thẳng xe tới nhà Hứa Hồng Bá. Đường Thanh chắc chắn là cô gái ấn tượng nhất chuyện cho tới lúc này rồi. Chương 296, khó. Qua phố thị Sa Điền, tòa nhà phủ thiên của Cẩm Thành đã xây dựng được 4-5 tháng, không bao lâu nữa là chính thức hoàn thành. Trương Khắc quen nhìn tòa nhà chọc trời rồi, nhưng tòa nhà phủ thiên dù sao là kiến trúc cao tầng thực sự hơn 100 mét của Hải Châu, vẫn rất thu hút ánh mắt mọi người. Hiện ra toàn bộ đất đai Tây Sa Điền đã phân chia hoàn tất, việc giải tỏa đang đi tới hồi kết, một số nơi đã lục tục khởi công xây dựng. Do Cẩm Thành chiếm 1/3 đất đai nơi này, cho nên làn sóng xây dựng phải đợi Cẩm Thành kiếm được tiền khi tiêu thụ tòa nhà phủ thiên mới được. Chuyện hủy bia lịch sử thời Tống khiến cho quyền khai thác khu đất đó của Cẩm Thành đã bị đóng băng. Cẩm Thành đầu tư vào mảnh đất đó tổng cộng 3.000 vạn, so với tài sản của Cẩm Thành thì số tiền đó có vẻ chẳng đáng là cái gì. Nhưng quy mô to lớn của địa ốc Cẩm Thành là dựa vào mô hình lấy đất thế chấp vay tiền, còn bản thân tài chính tự có không sung túc lắm. Vụ án cục văn vật ít nhiều gây tổn thất cho Cẩm Thành, bọn họ hiện giờ phải dựa vào việc bán trước không gian ở tòa nhà phủ thiên, hoặc tìm nguồn vốn khác mới có thể khởi động xây dựng quy mô lớn. Triệu Cẩm Vinh phải đối diện với một hiện thực, sau khi Vạn Dũng rời khỏi Hải Châu, sự ủng hộ của thành phố dành cho Cẩm Thành ngày một ít, cho dù có nhà họ Tạ điều hòa. Nhưng ông ta nhận ra được Chu Phú Minh ngày càng xa lánh, trò chơi bài tặng tiền rất ít khi tham gia nữa. Cẩm Thành phải chậm bước lại là do bất đắc dĩ, các doanh nghiệp địa ốc khác không biết chuyện quanh co trong đó, còn tưởng Triệu Cẩm Vinh trở nên thận trọng với việc khai phát địa ốc thương nghiệp. Sức ảnh hưởng của địa ốc Cẩm Thành ở Hải Châu thì khỏi phải nói, làm các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt giảm nhịp độ. Nhà Hứa Hồng Bá nằm ở góc phía Bắc Sa Điền, ông có 2 con trai 1 con gái gả vùng ngoài. Hai người con trai thành ra lập nghiệp cả, nhà ông có trạch viện riêng, là kiến trúc cuối thời Thanh, nhường hậu viện cho con trai ở, còn nhà chính, xương phòng, tổng cộng hơn 10 gian phòng lớn nhỏ, cả nhà ở vẫn thừa thãi, còn cho thuê 3 gian phòng khách. Hứa Hồng Bá là người khoáng đạt, cởi mở, am hiểu thế sự, nhưng không thích chuyện tranh đấu, với trí tuệ của ông, không cầu đại phú đại quý, bố trí ổn thỏa cuộc sống gia đình là không thành vấn đề. Xe lái tới ngoài trạch viện của Hứa Hồng Bá, Trương Khắc gọi điện cho ông trước, tránh gõ cửa đánh thức những người khác trong nhà. Hứa Hồng Bá khoác áo đi ra mở cửa, oán trách luôn miệng, người già vốn đã ngủ ít ngủ khó, chịu không nổi giày vò như người trẻ tuổi, nhà ông mà có ai tới làm phiền sau 10 giờ tối là ông chửi cho vuốt không kịp nước bọt. Cảnh cáo Trương Khắc nếu không phải là có chuyện thực sự quan trọng, về sau gõ cửa vào thời gian này ông tuyệt đối không tiếp. Trương Khắc chỉ cười mặc kệ Hứa Hồng Bá cằn nhằn. Cùng Hoàng Trụ Toàn theo ông vào nhà chính nói chuyện. Ngõ vốn yên tĩnh, giờ này có xe đi vào, tức thì làm đám chó sủa ngậu xị cả lên, làm những người khác trong nhà cũng bị đánh thức, con trai thứ hai của Hứa Hồng Bá mang máy sưởi điện tới nhà chính. Trương Khắc tới nhà Hứa Hồng Bá làm khách nhiều lần rồi, đều quen biết con trai của ông ta, con cả của Hứa Hồng Bá cách cư xử hơi kém hơn, lúc này tuyệt đối sẽ không chịu dậy tiếp khách. Con thứ giúp pha trà xong, Hứa Hồng Bá phất tay bảo con. Con đi ngủ đi, Trương Khắc chẳng phải là khách khứa gì đáng kể. Hoàng Trụ Toàn lấy ra 2 bình Mao Đài, Hứa Hồng Bá nói luôn. Uống trà đi, giờ này hiếm có khách tới chơi nhà, đừng để phí công pha trà. Hoàng Trụ Toàn dở khóc dở cười, Trương Khắc thản nhiên như không, Hứa Hồng Bá đại khái đoán được ý đồ y dẫn Hoàng Trụ Toàn tới đây làm gì, ông ta cố ý làm thế là muốn xem Hoàng Trụ Toàn có đáng để ông phải phí lời không. Hoàng Trụ Toàn điều tới cục viên lâm văn vật chủ quản công tác bảo hộ di sản văn hóa, nhưng ở phương diện này ông ta chỉ là người ngoài nghề, việc bảo hộ văn hóa ra sao để khớp với đường lối kiến thiết thành phố thì ông ta chưa có ý tưởng cụ thể, ở phương diện này Trương Khắc còn kém Hứa Hồng Bá rất xa. Không thân quen không thể nói quá nhiều vấn đề chuyên sâu, ngồi tới 1 giờ sáng Hứa Hồng Bá ngáp luôn mồm, Trương Khắc liền kéo cha con Hoàng Trụ Toàn về. Một số chuyện có thể nhắc nhở, một số chuyện phải trông cậy vào ngộ tính của anh. Không phải cứ chọn đúng phe, biết nịnh bợ một chút là có thể thăng tiến trên quan trường. Cho dù chỉ là cuộc nói chuyện rất xã giao, nhưng với Hoàng Trụ Toàn mà nói rất hữu dụng, nếu không ngay đường lối cơ bản ông ta cũng không nắm bắt được, ngày mai báo cáo công tác với Đường Học Khiêm nhất định sẽ rất vất vả.
Trương Khắc bảo Hoàng Tiểu Minh đưa mình về Tân Cẩm Viên, nhà bên này cơ bản đã bố trí thỏa đáng, Trương Khắc mặc kệ tập tục phải chọn ngày mới vào ở, nhà mới thoải mái hơn, cũng yên tĩnh hơn. Đỗ Phi đã đỗ xe trước cổng, cửa xe kẹp giấy, chìa khóa đem tới chỗ Tạ Vãn Tình. Sáng sớm thức dậy, Tạ Vãn Tình pha cà phê sáng mang sang cùng thưởng thức với Trương Khắc, cảm giác này với cô thật mỹ hảo, không nhất thiết phải chung chăn chung gối với nhau. Đối với học sinh cao trung bình thường mà nói hôm nay là ngày nghỉ đông chính thức đầu tiên, Đường Thanh và các cán bộ lớp phải thảo luận chuyện đi cắm trại. Trương Khắc và Tạ Vãn Tình dùng bữa sáng xong, gọi vài cuộc điện thoại, xác định Tô Tân Đông, Chu Du, Đào Hành Kiện tới công ty liên doanh tụ hội với đại diện cao cấp phía ti, Hứa Tư cũng tới đó. Hứa Tư về Hải Châu nghỉ một tuần, nhưng không có nghĩa là cô có thể ở nhà đốt thời gian cả tuần, cô cũng có việc phải làm. Việt Tú, Hồng Kông từ tháng trước chính thức chặn lợi nhuận, mỗi tháng có gần 5 vạn chip giải mã với giả ưu đãi của ti chuyển tới Ái Đạt qua đường Hồng Kông. Ái Đạt kết toán với Việt Tú, Hồng Kông theo giá thị trường, chặn lại đó lợi nhuận tới 2.000 vạn. Có tài chính có thể làm rất nhiều việc, có thể đưa về trong nước đầu tư, hưởng thụ ưu đãi thuế quan. Chuyện tìm công ty ở Hồng Kông mượn xác để lên thị trường chứng khoán đã được lập kế hoạch, về chuyện này Đào Hành Kiện là chuyên gia, bất kể hắn bận ở Ái Đạt tới đâu, lần này cũng phải tới Hồng Kông hiệp trợ Hứa Tư. Chúng ta đi đón Hứa Tư thôi. Ăn sáng xong, Tạ Vãn Tình kiến nghị. Vâng, Tạ Vãn Tình không kiến nghị như thế, Trương Khắc sẽ lái xe đưa cô tới thẳng công ty liên doanh tụ họp, nghe Tạ Vãn Tình nói hôm qua Hứa Tư đã tới Cẩm Hồ. Xe vòng qua khu cán bộ nghỉ hưu đón Hứa Tư lên xe, cô lo lắng nói ngay. Nghe nói Phi Dung mời cả Đường Thanh tới nhà ăn cơm rồi, hiện giờ nó và Đường Thanh rất thân thiết. Chuyện giữa các cô gái với nhau, làm sao mà em biết được? Trương Khắc ngoài cười khổ còn biết nói gì? Chuyện hôm qua Trương Khắc đã tâm sự với Tạ Vãn Tình, cô và Hứa Tư cùng ngồi ghế sau, nói chuyện Đường Thanh ngày mai sẽ về Tân Thái. Chuyện giữa em và Trương Khắc, chắc Trần Phi Dung vô tâm kể hết cho Đường Thanh rồi, cô bé đó khá là thông minh đấy. Hứa Tư cũng rất đau khổ, cảm giác như mình đã cướp đi hạnh phúc vốn chỉ của riêng Đường Thanh. Tạ Vãn Tình cũng chẳng thoải mái gì, nhưng cuộc đời cô trải qua nhiều gập ghềnh, một số chuyện nhìn rất thoáng, cảm thấy có thể chia sẻ một phần Trương Khắc đã là phải cảm ơn cuộc đời rồi, căn bản không có ý độc chiếm. Dù sao cô còn có rất nhiều chuyện quan tâm, cho dù không có một nam nhân, nhìn chỉ đồng trưởng thành cũng có thể sống hạnh phúc, nhưng với Đường Thanh mà nói, con đường đời mới chỉ trải ra trước mắt. Chương 297, tiền đồ to lớn. Trương Khắc qua gương chiếu hậu nhìn thấy Hứa Tư và Tạ Vãn Tình mặt mày nặng nề, cố làm vẻ thoải mái nói. Mọi người thế này làm em cảm thấy mình mang tội nghiệp rất nặng đấy, ai bảo em tham như thế làm gì. Tạ Vãn Tình mặt hơi hồng lên, dù sao cô biết chuyện giữa Hứa Tư và Trương Khắc, còn Hứa Tư chưa biết chuyện ám muội giữa cô và Trương Khắc. Hứa Tư chẳng cần che giấu quan hệ lẫn tình cảm với Trương Khắc trước mặt Tạ Vãn Tình nữa, nói. Lần này cậu không cần cùng tôi tới Hồng Kông nữa, công tác tiền kỳ tôi sẽ cố gắng làm tốt. Công tác tiền kỳ là tiếp xúc với thực nghiệp gia tín, trong đó bao gồm tiếp xúc nhà họ Cát, nhà mẹ đẻ của chị em Tôn Tĩnh Hương. Trương Khắc gạt bỏ phiền nhiễu trong lòng. Nói sao vậy, chuyện xa xôi như thế làm sao quyết định bây giờ được. Hứa Tư cười gượng, cô chỉ ở lại Hải Châu chừng một tuần rồi về Hồng Kông, đâu phải chuyện xa xôi gì. Công ty liên doanh có tên đầy đủ là Công ty Hữu Hạn Nghiên cứu Khoa học Quang điện Thái Khắc, tên đăng ký tiếng Anh của Ái Đạt là IDEA, Thái Khắc là dịch âm kết hợp của IT và Ái Đạt, có điều trong nội bộ Ái Đạt quen gọi là Công ty Liên doanh hoặc Phòng Nghiên cứu. Hiện giờ cách thời gian làm việc chính thức còn một tiếng nữa, Trương Khắc vừa mới đỗ xe vào bãi thì Tô Tân Đông cũng lái xe vào. Tôi đã biết Khắc thiếu gia không đợi tới giờ làm mới tới đâu mà. Tô Tân Đông xuống xe, vẫy tay chào bọn họ. Hứa Tư lâu lắm không chưa về rồi, cuộc họp hôm nay có khả năng sẽ tốn rất nhiều thời gian, dẫn chị ấy đi một vòng, cảm thụ thay đổi gần đây của Ái Đạt. Ninh Hòe, Chu Du, Tương Vi cũng nối nhau tới nơi, chẳng có gì lạ, sáng sớm Trương Khắc đã thông báo bọn họ tới hội họp, bọn họ sao dám trễ nải. Trương Khắc bảo mọi người, đi họp thôi nào, sẽ tốn thời gian đấy, mọi người bỏ hết việc phải làm hôm nay đi, không bỏ được thì bảo người khác làm thay. Lúc này trong tay ai chẳng có cả một đống chuyện cần xử lý, Trương Khắc và Hứa Tư, Tạ Vãn Tình tới phòng họp trước đợi, những người khác mau chóng bố trí ổn thỏa công việc tới nơi. Trương Khắc nói thẳng luôn mục đích cuộc họp hôm nay. Rất nhiều vấn đề tôi đã đề xuất từ trước đó rồi, nhưng thường ngày mọi người quá bận,
không có thời gian ngồi xuống giao lưu đầy đủ với nhau. Những vấn đề đó tổng kết lại, là sau này Ái Đạt sẽ bước đi thế nào, mục tiêu của Ái Đạt là gì. Tôi muốn ngay từ bây giờ Ái Đạt phải có quy hoạch tổng thể 2 năm hoặc lâu hơn. Trương Khắc nói với Tương Vi. Để mọi người nắm rõ hơn về tình hình chung của công ty, chị thông báo qua với mọi người tình hình tài chính và quan hệ với công ty và Việt Tú đi. Kết cấu cổ phần của Việt Tú dù là Tô Tân Đông cũng không nắm được hết, nhưng muốn định ra kế hoạch phát triển toàn diện, những chuyện này cần phải để mọi người ngồi đây nắm được. Cũng chính vì thế cấp bậc cuộc họp này rất cao, toàn là nhân viên quản lý cao cấp, tới ngay cả ghi chép cuộc họp do Đào Hành Kiện đảm nhận. Hiện giờ khống chế thực tế Ái Đạt là Việt Tú, Hồng Kông, sở hữu Việt Tú, HK có 3 người Trương Khắc, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Việt Tú, HK khống chế 99% cổ phần của Việt Tú HC, thông qua Việt Tú HC gian tiếp khống chế 68% cổ phần của Ái Đạt, Hải Dụ chiếm 27%, 5% còn lại do cá nhân trực tiếp nắm giữ. Đào Hành Kiện mới tới Ái Đạt từ tháng 11, còn chưa được hưởng thụ cổ phần, hắn biết dù 1% cổ phần của Ái Đạt cũng là con số kinh người, đồng thời giờ mới chính thức biết Trương Khắc là người thực sự khống chế Ái Đạt, không sao tin nổi. Tương Vi tiếp tục giới thiệu. Công ty Việt Tú Hồng Kông trừ là người khống chế thực tế của Ái Đạt, cũng là đối tác trọng yếu của Ti, hiện công ty Việt Tú HK chỉ có một nghiệp vụ là nhập hàng từ Ti, tài khoá năm 96 dư 1.867.000 vạn đô la Hồng Kông. Tháng 1, Ái Đạt tiêu thụ được 8 vạn đầu đĩa, tổng doanh thu 250 triệu, trừ chi phí sản xuất, vận hành, lợi nhuận 100 vạn, theo dự đoán phòng thị trường, nửa đầu năm nay, mức độ lợi nhuận hàng tháng của Ái Đạt sẽ không thấp hơn con số này. Những con số ấy mọi người ở đây đã biết trước, nhưng nghe Trương Vi chính thức báo ra vẫn hít một hơi khí lạnh, thực sự làm người ta quá phấn khích, đó không hoàn toàn là chuyện tiền, còn là lời thừa nhận cho vất vả của bọn họ trong thời gian qua. Trương Khắc vui vẻ nói. Thông báo tình hình tài vụ không phải là để mọi người thoải mái đi mua xe tốt, nhà đẹp, mà là để mọi người biết tài vụ của Ái Đạt cho phép chúng ta lập một kế hoạch lớn. Dự đoán phòng thị trường đưa ra là căn cứ vào sản năng của nhà máy Philips trong nước, sau khi công trình kỳ 2 của bọn họ đi vào sản xuất, do lượng cung ứng linh kiện sung túc, cạnh tranh sẽ trở nên kịch liệt. Cùng với việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiến vào, mà thị trường đầu đĩa không thể mở rộng tới mức vô hạn, thủ đoạn cạnh tranh trực tiếp nhất khi đó là giảm giá sản phẩm, kết quả làm không gian lợi nhuận giảm xuống. Phải giảm bớt chi phí vận hành, chi phí sản xuất, đồng thời mở rộng dây chuyền sản xuất, như thế chúng ta sẽ có không gian lợi nhuận và không gian sinh tồn lớn hơn. Đào Hành Kiện hưởng ứng. Đinh Hòe lắc đầu. Việc giảm chi phí sản xuất rất có hạn, dù sao linh kiện hạch tâm vẫn bị lũng đoạn. Mà nước ngoài đã nghiên cứu chế tạo đầu đĩa DVD rồi, VCD sẽ bị đào thải rất nhanh. Dù mau chóng đưa ra loại đầu đĩa thế hệ 2, nhưng lợi nhuận lớn lớn vĩnh viễn nắm trong tay doanh nghiệp khống chế kỹ thuật hạch tâm độc quyền. Đúng vậy, VCD chỉ có thể có thị trường ở các quốc gia đang phát triển, không có thị trường ở các quốc gia phát triển nữa. Hiện giờ nước ngoài đang nghiên cứu sản phẩm thay thế VCD rồi, lúc đó chúng ta phải đối đầu với những gã khổng lồ quốc tế, không phải chỉ dựa vào tối ưu hóa vận hành, giảm chi phí sản xuất là được, không có kỹ thuật hạch tâm thì không thể kháng cự lại bọn họ. Phát triển kỹ thuật hạch tâm độc quyền là con đường tất yếu của chúng ta, trừ khi chúng ta chỉ muốn kiếm một mẻ rồi chạy, bỏ mặc Ái Đạt mấy năm sau sống chết thế nào không quan tâm. Trương Khắc tán đồng. Phát triển kỹ thuật không phải dựa vào nhân viên kỹ thuật của chúng ta và công ty liên doanh kỹ thuật là đủ, vì cơ sở kỹ thuật của chúng ta quá mỏng, không thể đem so với tích lũy kỹ thuật mấy chục năm của nước ngoài, bọn họ là cơ cấu kinh doanh, không phải là cơ cấu từ thiện. Không đảm bảo lợi nhuận, bọn họ không liên kết với chúng ta nghiên cứu phát triển kỹ thuật. Mở rộng quy mô sản xuất chiếm lĩnh phần trăm thị trường, tất nhiên là phải làm, nhưng ngoại trừ thành thực chăm chỉ làm tốt từng bước một, còn đường tắt là mua lại, điều này cũng có thể dùng trong việc nâng cao kỹ thuật, chúng ta có thể trực tiếp mua công ty có thực lực nghiên cứu khoa học. Giữa thập niên 90 việc mua lại xí nghiệp trong nước không nhiều, thực chất là vì mục đích đó bị giấu khéo léo đi dưới danh nghĩa liên doanh. Lấy ví dụ hợp tác giữa Hương Tuyết Hải và Samsung mà nói, phần quan trọng nhất trong việc hợp tác này chính là chuyển toàn bộ công nhân lành nghề và lực lượng kỹ thuật cốt cán của Hương Tuyết Hải về công ty liên doanh, lấy danh nghĩa liên doanh nuốt chửng hơn 20 năm tích lũy kỹ thuật của Hương Tuyết Hải. Cái giá Tam Tinh bỏ ra chỉ là nâng cao tiền lương của nhân viên kỹ thuật cố cán mà thôi. Thực tế sau khi liên doanh, nhà máy Hương Tuyết Hải nhập dây chuyển sản xuất tủ lạnh mới từ nước ngoài, nhưng do thiếu lực lượng kỹ thuật, những dây chuyền sản xuất này vài năm liền không vận hành thành công. Thảo luận rất lâu, Trương Khắc lệnh Đinh Hòe. Lão Đinh,
kế hoạch chi tiết ở phương diện này đương nhiên giao cho anh phụ trách, bước tiến phải nhanh lên đấy, thông thường xí nghiệp nước ngoài đầu tư vào nghiên cứu lấy tiêu chuẩn là phải bằng 10% doanh thu của thị trường. Ninh Hòe mặt tỏ vẻ khó khăn, bảo hắn chủ trì nghiên cứu thì được, bảo hắn nghĩ cách tiêu tiền không phải sở trường, doanh thu mỗi tháng là 250 triệu, bảo hắn một tháng tiền 25 triệu đúng là làm khó hắn. Nhưng dò khó đến đâu cũng không thể chối bỏ trách nhiệm này được, Đinh Hòe đành gật đầu trước. Trương Khắc lại nói tiếp. Nếu muốn ngoan cường sinh tồn được trong cuộc chiến thị trường sắp tới còn một con đường nữa để đi, tôi thấy giám đốc Chu nhấp nhổm muốn phát biểu, thôi tôi nói luôn hộ anh cho anh khỏi sốt ruột, đó là phát triển theo hướng đa nguyên hóa. Chu Du bực bội bĩu môi, mọi người đều khẽ bật cười. Năm nay ngoại trừ đầu tư 8.000 vạn quảng cáo ở DTHTW, thì dự toán tuyên truyền ở các nơi khác cũng gần 100 triệu, đầu tư quảng cáo với lượng cực lớn như thế, sẽ làm độ thông thuộc của thương hiệu Ái Đạt nâng tầm à, xí nghiệp điện tử khác không với được. Nếu chỉ làm mỗi đầu đĩa lãng phí quá, không phát huy hết được đầy đủ ưu thế thị trường. Trương Khắc hôm nay tự hồ đặc biệt có hứng thú phát biểu. Chúng ta cũng không thể bỏ hết trứng gà vào một cái giỏ được, phải nâng cao khả năng kháng cự lại nguy hiểm. Mọi người ngồi đây tựa hồ đều tán đồng điều này, với lợi nhuận hiện nay của Ái Đạt, về tài vụ không có nguy hiểm lớn nữa, nhưng phát triển đa nguyên hóa sẽ làm chất lượng quản lý giảm xuống, mọi người đâu phải làm bằng sắt. Hơn nữa khi anh hoạch định kế hoạch này phải suy nghĩ tới tích lũy kỹ thuật của Ái Đạt hiện còn hữu hạn, phát triển đa nguyên hóa sẽ làm phân tán thực lực kỹ thuật, còn điều gì cần chú ý nữa mọi người thảo luận đi, giám đốc Chu chú ý nghe là được. Cái gì cần nói bị Trương Khắc nói hết rồi không còn cơ hội thể hiện nữa. Chu Du đành tức tối ghi chép. Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn công ty, buổi chiều thảo luận việc vận hành vốn. Đây là chuyện Chu Du đau đầu nhất, Trương Khắc muốn rút đào hành kiện đi. Trương Khắc làm việc có một nguyên tắc là mưu cầu tích lũy nguồn lực, không tùy tiện phân tán ra, cái gọi là vận hành vốn chỉ dùng tới nguồn lực của Việt Tú HK. Tôn Tĩnh Mông đã phi chính thức mời Trương Khắc và Hứa Tư tham dự tiệc sinh nhật của cô ta, Trương Khắc cũng sẵn sàng hy sinh tấm thân. Cuộc họp gần kết thúc. Trương Khắc bảo đào hành kiện. Mấy ngày tới anh xử lý các công việc đang làm đi, chuẩn bị sẵn sàng tới Hong Kong. Vợ của đào hành kiện đã tới Hong Kong, từ góc độ cá nhân, hắn cũng hy vọng tới Hong Kong sum họp với vợ, nên không cách nào từ chối yêu cầu hà khắc này của Trương Khắc. Qua một ngày họp, con đường tương lai của Ái Đạt dần mở ra trước mắt, nâng cao kỹ thuật, chiến lược đa nguyên hóa, vận hành vốn tư bản, đồng loạt thực thi nhiều kế hoạch. Tranh thủ đà phát triển mạnh mẽ của Ái Đạt trong một năm tới này để lập nên cơ sở chắc chắn, khi đó Ái Đạt có tiềm lực thành cự đầu ngành công nghiệp điện tử, sau đó có thể nghĩ tới tiến trình quốc tế hóa. Đối với tinh anh xã hội, kiếm tiền chỉ là một phương diện, cảm giác thành tựu càng kích thích đấu trí của bọn họ xem. Như Ti, như Philip, một giám đốc chi nhánh tới Hải Châu cũng khiến Chu Phú Minh đích thân đón tiếp, sự tôn trọng này, ảnh hưởng này mới là thứ đáng được theo đuổi. Cuối cùng Trương Khắc kích động mọi người. Khi nào Ái Đạt thành Ti, Philip của Trung Quốc, tới khi đó mọi người tới đâu, quan viên địa phương sẽ phải tới tận nơi chúc rượu, ân cần hỏi thăm mọi người đấy. Cuộc họp kết thúc thì trời cũng đã tối, mọi người ở lại ăn cơm ở nhà ăn công ty luôn. Ngoại trừ phục vụ cơm văn phòng ra, nhà ăn cũng có thể tổ chức yến tiệc nhỏ, chỉ cần thông báo trước một tiếng, thức ăn có thể đưa tới từ nhà hàng thị kiến. Có điều chỉ các nhân viên cao cấp tụ họp mới làm thế, nếu có khách quan trọng. Buổi trưa có thể ăn tạm ở nhà ăn, buổi tối phải đưa tới nhà hàng có cấp bậc một chút để chiêu đãi. Hứa Tư hôm nay được coi là khách rồi, có điều cô thấy cơm ở nhà ăn cũng ngon lắm, buổi tối ăn cơm ở đây cũng không sao. Tô Tân Đông cười khổ nói. Hiện giờ Khác Thiếu trực tiếp chỉ đạo nhà ăn của công ty mà, nếu làm không tốt chẳng phải khiến Khác Thiếu ra mất mặt. Ái Đạt khi xây dựng căng công trình, xét tới phục vụ cho cả khu công nghiệp xung quanh, chứ không phải ổi nhà máy Ái Đạt. Chỉ riêng phí xây dựng nhà ăn công nhân đã tốn tới 2.000 vạn, đủ phục vụ cho 4.000 người, nếu không giao cho nhà hàng chuyên nghiệp bao thâu, đủ kéo sập bất kỳ phòng quản lý hành chính công ty nào thời đó. Hiện giờ Ái Đạt trực tiếp trợ cấp cho công nhân mỗi người 6 đồng tiền ăn mỗi ngày, nếu công nhân ăn ở nhà ăn công ty, thì trợ cấp thêm cho 2 đồng nữa, tiêu chuẩn mỗi suất cơm 8 đồng. Còn cao hơn cả tiêu chuẩn trên giấy tờ của Chu Phú Minh, coi như cao nhất Hải Châu bấy giờ rồi. Trương Khắc nói. Xem mức độ hiện đại hóa của một công ty được bên ngoài chú ý trực tiếp vào nhà ăn của công nhân, ngay cả nhà ăn làm không tốt thì những cái khác chỉ là nói suông. Cho dù là nhà hàng bên ngoài bao thầu cung cấp thức ăn cho công nhân cũng phải cạnh tranh, lợi nhuận của cơm văn phòng tất nhiên không thể nhiều, nhưng nó lại ổn định nhất.
Quan trọng nhất là công nhân khu công nghiệp mỗi ngày ăn cơm ở nhà ăn ổn định ở lượng 4.000 người, còn chưa xét đến tiền đồ phát triển tương lai, đó là một miếng thịt béo bở hấp dẫn, tới ngay cả nhà hàng Tây Thành cũng muốn tham gia. Ngô Thiên Bảo không cho rằng nhờ vào giao tình cá nhân với Trương khác mà có thể vớ ngoạm chắc được miếng thịt này, cho nên khi bao thầu nhà ăn tỏ ra hết sức nỗ lực, còn đưa cả đứa con trai chơi bời lêu lổng ngoài đường hơn 2 năm tới Úc để học tập quản lý nhà hàng. Ngô Tôn từ khi đi theo qua học quản lý chuyện của nhà hàng tới nay, cảm thấy chút kiến thức ít ỏi học qua loa cho xong cao trung không đủ đáp ứng với nhu cầu quản lý nhà hàng lớn, việc ra nước ngoài là do hắn chủ động đề nghị. Người trong nước luôn gửi gắm kỳ vọng lớn vào đời sau, Ngô Thiên Bảo cũng không ngoại lệ, ông ta không hy vọng gia sản vất vả tích góp bị con trai đốt sạch, Ngô Tôn chủ động xin đi học, làm ông ta xúc động chảy nước mắt. Dùng cơm tối xong, Trương khác được đám Tô Tân Đông tháp tùng lên phòng giải trí ở tầng 2. Tham quan qua nơi nghỉ ngơi thư giãn của công nhân, làm Trương khác nhớ lại thời mới tốt nghiệp đại học xong cũng ở trong túc xá công nhân. Đi vào phòng máy vi tính mới thành lập, người trong phòng không nhiều, có 7-8 người còn vây quanh chiếc máy vi tính trong góc, Trương khác liếc mắt nhìn, không ngờ người ngồi trước máy vi tính đang chơi ma thú tranh bá Warcraft. Trương khác không biết công ty Bạo Tuyết Blizzard đã phát hành ma thú tranh bá 2, càng không ngờ bản lậu trong nước theo kịp nhanh như thế, mặc dù mức độ hán hóa chưa cao. Nhưng miễn cưỡng đủ dùng, với thanh niên thời bấy giờ, trò chơi này có sức hấp dẫn vô song. Trương khác nhớ sau khi vào đại học mới bắt đầu kiếp sống game thủ với trò đế chế y, còn nhớ hồng cảnh Red Alert cũng phát hành thời đó, không biết hắc ám phá hoại Diablo đã ra chưa nhỉ. Tinh tế tranh bá StarCraft hình như ra muộn một chút. Trương khác chơi ma thú tranh bá từ bản 3, không chơi bản 2. Trương khác đi ra đằng sau nhân viên kia, muốn xem trò chơi này bản 2 khác bản 3 đi thế nào. Y đi tới, đám Tô Tân Đông tất nhiên cũng phải theo, người xem xung quanh đứng thẳng dậy chào, người thanh niên kia đang chơi tới mê mẩn, tới khi Trương khác đứng đằng sau mới nhận ra, thấy đội ngũ giám đốc, quản lý công ty đứng sau lưng mình thì cứ ngây ra chẳng biết phản ứng làm sao mới thích hợp. Đại khái hắn cảm thấy chơi game trước mặt các sếp là không thích hợp, gần như theo bản năng định tắt trò chơi đi. Cho tới mượn chơi một lúc nhé. Trương khác nói với hắn. Thanh niên kia luống ca luống cuống, đổi lại là người khác cũng chẳng thể bình tĩnh được. Chương 298, ma thú tranh bá. Trương khác bật trò chơi lên, không ngờ bản 2 có 4 tài nguyên, trừ gỗ, vàng ra còn có dầu mỏ và khoáng thạch, ở bản 3 đã bỏ khoáng thạch và dầu mỏ rồi, bản 2 còn xuất hiện khái niệm bóng mở chiến tranh, dù có rất nhiều khác biệt, nhìn chung cách chơi giống nhau. Trương khác làm quen không khó, chọn một bản đồ nhỏ, đánh một trận cho đã mới ngẩng đầu lên hỏi thanh niên kia. Đĩa này anh mua ở đâu thế, cho tôi mượn về cài được không? Vốn phòng máy vi tính có quy định cấm chỉ nhân viên tự ý cài đặt phần mềm, Tô Tân Đông biết, nhưng hắn không nghiêm mặt giáo huấn một công nhân bình thường, không ngờ Trương khác còn chủ động mượn người ta đĩa trò chơi. Ninh Hòe quay mặt sang một bên, thanh niên này mới tốt nghiệp, được tuyển dụng vào phòng nghiên cứu năm nay, đang ở giai đoạn bồi huấn. Hắn nhận ra, nhưng lúc này giả vờ không nhận ra thì hơn. Trương khác rất ít khi xuất hiện ở nhà máy, nhân viên bình thường không nhận ra y, nhưng Tô Tân Đông, Đinh Hòe thì không ai không biết, thấy những người này đi sau Trương khác, vậy mà Trương khác mượn đĩa trò chơi của Minh, thanh niên kia toát mồ hôi. Trương khác quay đầu lại nói với Tạ Vãn Tình, Hứa Tư. Trò này hay lắm, các chị muốn học, lát nữa em dạy cho. Trương khác có máy vi tính rồi. Nhưng mạng thời đó đang thử vận hành, ngoại trừ trò dò mìn là y chơi không biết chán ra chẳng có mấy thứ trong máy tính dùng đốt thời gian được. Không ngờ Blizzard phát hành Warcraft 2 rồi, sao y có thể dễ dàng bỏ qua được. Trương khác nhìn người thanh niên kia, đợi mãi hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, liền hỏi. Sao thế, không tiện à, hay là đĩa trò chơi của người khác? Ninh Hòe thực sự không muốn làm cái việc này, nhưng thấy Trương khác kiên trì mượn đĩa trò chơi của nhân viên dưới, đành nói. Tiểu Thi, cho khác thiếu gia mượn đĩa trò chơi đi. Nói xong Đinh Hòe cảm thấy rất mất mặt. Lão Đinh, anh bạn này tên là gì thế? Thi Xuân Phong, nhân viên mới chiêu mộ năm nay, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Người trong nước quen lấy Tết là bắt đầu một năm, năm nay mà Đinh Hòe nói là năm 95. Boss của trung tâm nghiên đã lên tiếng, Thi Xuân Phong do dự một hồi rồi lấy đĩa trò chơi ra đưa cho Trương khác. Trương khác cười. Biết vì sao hắn không chịu ươn đĩa rồi, cái đĩa này nhìn một cái biết ngay là hắn dùng máy của công ty làm ra, khi đó máy vi tính gia dụng làm gì có công năng in đĩa. Mà cũng không có thiết bị lưu trữ lớn như thế, nhớ tới thiết bị lưu trữ, Trương khác nhớ tới USB,
chắc hiện giờ còn chưa có kỹ thuật độc quyền ở phương diện này, trung tâm nghiên cứu có thể làm nó. Nhân viên phía dưới trong thời gian công tác, lợi dụng đồ của công ty làm chuyện riêng, chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc thì Đinh Hòe không hỏi tới, trước kia hắn ở Vạn Yến cũng làm thế, cảm thấy không ảnh hưởng tới công việc, chỉ là không biết Trương Khác đánh giá việc này ra sao. Trương Khác không nhận lấy cái đĩa mà cười nói. Tôi thấy trò chơi chưa hán hóa tốt, hay quá, anh tiếp tục hoàn thiện đi, mấy ngày nữa cho tôi mượn. Hả? Mọi người trố mắt, té ra Trương Khác còn muốn lợi dụng người ta hoàn thành hán hóa trò chơi. Trương Khác cười đứng dậy, trả chỗ ngồi cho Thi Xuân Phong, dẫn đám Tô Tân Đông rời đi, để lại đám nhân viên bên trong hết sức bất an. Trương Khác hỏi Đinh Hòe. Khả năng phát triển của Thi Xuân Phong ở phương diện khác thế nào? Là nhân tài, có điều mê cái trò này, chỉ làm việc trong bổn phận, tính chủ động không cao. Đinh Hòe chép miệng tỏ vẻ tiếc tài. Trương Khác cười gục gặc đầu. Có nơi thích hợp cho anh ta hơn, nhưng tránh để cho anh ta cho rằng bị công ty vứt bỏ, để bên kia sang dụ dỗ, cho anh ta tự lựa chọn. Đinh Hòe đương nhiên biết Trương Khác nói tới công ty chế tác đĩa lậu do đám Thịnh Thanh lập nên, hiện giờ bọn họ không còn mở rộng dây chuyền in đĩa nữa, mà chuyển sang cung cấp nguồn và chế tác đĩa gốc. Tạm biệt đám Tô Tân Đông, Trương Khác lái xe chở hai cô gái về, tới khu hưu trí thả Hứa Tư xuống, nói. Ngày mai em chưa chắc đã tới công ty, em sẽ bảo Mã Hải Long tới đón chị. Hứa Tư cười lắc đầu. Tôi tự bắt xe tới cũng được mà. Trương Khác dứt khoát nói. Không được, chị bây giờ là lãnh đạo cao tầng của công ty đấy. Biết Trương Khác bày tỏ quan tâm tới mình, Hứa Tư nhoẻn miệng cười duyên chấp nhận, đưa mắt tiễn Trương Khác chờ Tả Vãn Tình đi. Về tới Tân Cẩm Viên, Đường Thanh đã ở đó đợi y rồi, còn cả mẹ cô, chắc là Đường Học Khiêm bảo vợ con đi tị nạn, Trương Mân cô em họ năm nay lên năm thứ ba sơ trung cũng đang chơi trong phòng khách. Trương Khác nói với Tả Vãn Tình. Chị cùng vào chơi nhé. Lương Cách Chân thấy con về. 8 giờ 30 rồi, Thanh Thanh nó đợi con từ 7 giờ đấy. Cả ngày mình bị nhốt trong phòng họp, tối ăn cơm tại công ty, ăn xong lại không thể vứt ngay các đại lão ra kia lại. Trương Khác chắp tay vái Đường Thanh xin lỗi. Chuyện cắm trại thảo luận thế nào rồi? Phương án là do Đỗ Phi nghĩ ra, không được trách bọn mình quá xa xỉ đâu nhé. Đường Thanh thè lưỡi, câu đầu tiên đã đề phòng trước. Nói đi, mình chịu đựng được mà. Trương Khác cởi áo khoác ra, ngồi xuống ghế, chuẩn bị tinh thần bị cắt xẻo. Đi dọc theo thượng du Tiểu Giang, chừng 7 ngày, tối đi tàu thủy, ngày cập bờ hoạt động, chủ đề là khám phá tự nhiên, diện mạo lịch sử của Tiểu Giang. Ý mọi người là nếu như chỉ mỗi lớp chúng ta thì không thể tạo ra oanh động lớn, phạm vi tốt nhất mở rộng ra toàn trường. Đường Thanh dè dặt vừa nhìn Trương Khác vừa nói, cô đoán Trương Khác nói chuyện nhờ công ty XX gì đó tài trợ chỉ là cái cớ, nếu không phải Cẩm Hồ, Ái Đạt thì có khi Trương Khác trực tiếp bỏ tiền tùy ra. Cô giáo lý không ngăn các bạn à? Trương Khác tức tới bật cười, tên Đỗ Phi đúng là không biết xót tiền của người khác, thuê một cái tàu thủy thôi đã tốn không ít, còn mở rộng tới toàn trường nữa, song không tỏ ý phản đối. Có kịp chuẩn bị không? Đỗ Phi vỗ ngực nói bạn nhất định sẽ khẳng khái móc hầu bao. Còn nói, cho dù bạn bỏ tiền cũng không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Câu này là Đỗ Phi nói hay là bạn nói thế hả? Trương Khác mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Đường Thanh. Cô nàng này càng lúc càng thú vị rồi, không phải là cô công chúa trong tủ kính như một năm trước nữa, nếu Đường Thanh có năng lực tổ chức hoạt động lớn như thế thật, Trương Khác có lý nào không ủng hộ. Mai mình và mẹ về qua Tân Thái rồi, tranh thủ tối mai về, cho nên không phải là mình phỉ báng bạn đâu nhé, phương án hoạt động này Đỗ Phi đang viết đấy. Đường Thanh cười giảo hoạt. Trương Khác gọi điện cho Đỗ Phi, tên tiểu tử này có di động, có điều không mang tới trường. Đặc biệt là không bao giờ để lộ ra trước mặt Lý Chi Phương. Mày có biết số di động của Chu Du không? Trương Khác hỏi Đỗ Phi. Biết, nhưng chuyện này, hay là mày cũng phải nói trước một tiếng chứ? Mai tao sẽ nhắc anh ta, không ngờ bọn mày biết tiêu tiền thật đấy, mày liên hệ với anh ấy, bảo anh ấy điều người phòng thị trường phối hợp. Trừ Lý Chi Phương ra thì đám Mã Tử Thiện có ủng hộ không? Tất nhiên rồi, nhưng phải đợi câu trả lời của mày đã. Đỗ Phi hỏi. Bên mày tài trợ được không? Trương Khác cười lớn. Chỉ xem bọn mày có năng lực tiêu hết được hay không thôi. Hôm nay đã là 21 tháng chạp, còn 8 ngày nữa là Tết rồi, chuyện cắm trại phải đợi tới sang năm, Trương Khác đặt điện thoại xuống nói với Đường Thanh. Mình nói trước luôn nhé, Ái Đạt điều người tới phối hợp với các bạn, chỉ phụ trách việc tuyên truyền thôi,
còn các việc khác thì không làm chạy vặt cho các bạn đâu. Đường Thanh nghẹo đầu hỏi. Còn bạn thì sao? Chương 299, trốn quà như trốn nợ. Chỉ cần bạn tóm được mình có gan không nghe bạn chỉ huy sao? Hơn nữa nghe phương án của các bạn cũng hấp dẫn lắm, cho dù thường ngày không có thời gian, tới khi cắm trại mình cũng phải tham gia chứ. Trương Khắc cười khì. Mình bảo Phó Tuấn ngày mai đưa bạn về Tân Thái. Mình dặn anh ta rồi, bạn và Di khi nào đi thì gọi điện cho anh ấy. Cố Kiến Bình quay sang hỏi. Hai đứa nói cắm trại gì thế? Hoạt động nghĩ nông trường học tổ chức ạ. Đường Thanh đem đầu đuôi câu chuyện kể một lượt. Cố Kiến Bình cười mắng. Làm vậy tốn kém bao nhiêu mới đủ, con làm loạn quá rồi đấy. Không sao ạ, số tiền này công ty tiêu cũng đáng ạ. Trương Khắc cười giải thích giúp Đường Thanh. Lập nên một thương hiệu, ngoại trừ làm nó được biết tới rộng rãi, còn có vấn đề mỹ danh nữa, tạo nên một thương hiệu có tiếng tốt rất phức tạp, kỹ thuật tiên tiến, chất lượng phải đảm bảo, xí nghiệp có trách nhiệm xã hội cao độ trong mắt công chúng cũng là hạng mục quan trọng. Nghe giải thích xong, Cố Kiến Bình tặc lưỡi nói với Lương Cách Chân. Tiêu tiền mà cũng phức tạp thật đấy, nhưng nếu đổi lại là tôi nói thế nào cũng không nỡ bỏ số tiền này ra. Lương Cách Chân cười, bà cũng xót tiền lắm, hỏi. Nếu cả trường tham gia thì phải tiêu tốn mất bao nhiêu tiền? Không phải là tất cả tham gia đâu ạ, nhất trung gần 3.000 học sinh cơ mà, thời gian gấp gáp như thế, con nghĩ chẳng ai tổ chức nổi, nên chừng tổ chức 300-400 người thôi, tốn khoảng 5-60 vạn. Trương Khắc nhầm tính sơ qua. Lương Cách Chân chẳng biết gì chuyện cổ phần của Trương Khắc ở Cẩm Hồ và Ái Đạt, chỉ biết con mình có tiền, nhưng nghe tới con số Trương Khắc nói thì sợ líu lưỡi lại, cái căn nhà này cũng chỉ tốn kém 5-60 vạn. Bà đã thấy xa hoa lắm rồi, ai ngờ tài trợ ột hoạt động của trường học mà mất nứt cả căn nhà, không tiện hỏi Trương Khắc xem kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ sợ con trai không chặt tay, làm tiền chảy đi hết. Cố Kiến Bình cũng thầm tặc lưỡi, ít nhất đoán sơ được Ái Đạt kiếm được bao tiền. Trốn tặng quà như trốn nợ, Đường Thanh và mẹ tạm thời chưa về nhà được, chỉ nói chuyện suông thôi thì mất hứng, thêm vào Tạ Vãn Tình, thế là đủ một sới bạc rồi. Trương Mân ở bên cạnh phụng phịu nói nhỏ. Cháu cũng biết đánh bài. Đáng tiếc là không ai để ý, lại còn bị Trương Khắc gõ đầu một cái, không bao lâu sau thì bị mẹ lái xe tới đón về. Trương Khắc lên gác gọi điện cho chú, hỏi tình hình Thịnh Thanh và Lương Quân lập công ty ở Hong Kong ra sao, đồng thời nói với chú dịp Tết sẽ tới Hong Kong một chuyến, có khả năng sẽ gặp Thịnh Thanh tại Thâm Quyến. Trương Khắc cúp điện thoại, xuống lầu xem Đường Thanh đánh bài. Một lát sau Thịnh Thanh gọi điện tới, thì ra hắn định về Hải Châu trong hai ngày tới. Nghe nói Trương Khắc định đi Hong Kong, liền gọi điện thoại tới hỏi. Trương Khắc không nói nhiều, chỉ bảo cụ thể phải tới Thâm Quyến mới nói được, liền kết thúc cuộc trò chuyện. Sao thế, vài ngày nữa thôi là Tết rồi, con còn chạy tới Hong Kong làm cái gì? Lương Cách Chân nghe được nội dung cú điện thoại, hỏi. Dạ, có vài chuyện cần xử lý. Nói lời này Trương Khắc liếc mắt nhìn Đường Thanh, chắc cô biết chuyện Hứa Tư đi Hong Kong qua Trần Phi Dung, Đường Thanh cũng nhìn lại y. Vẻ mặt không có gì đặc biệt, Trương Khắc giả dối nói. Nếu chẳng phải Thanh Thanh tổ chức cắm trại, con còn định đưa bạn ấy đi chơi cùng. Đường Thanh lườm y một cái, ngọt nhạt nói. Sau này thế nào chẳng có thời gian. Trương Khắc ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tới 10 giờ 30, Chu Văn Bân chở Đường Học Khiêm và Trương Chi Hành tới, Đường Học Khiêm vào nhà cười khổ nói. Chúng tôi cũng tới tị nạn đây. Trương Khắc nhìn ra ngoài, thấy không phải là xe số 2 của thành ủy. Trốn tặng quà mà không khác gì trốn đặc vụ theo dỗi. Lương Cách Chân đứng dậy định đi pha trà, Đường Học Khiêm ngăn lại. Mọi người cứ chơi bài đi, trà nước chúng tôi tự phục vụ được. Nói thế chứ cuối cùng đương nhiên Trương Khắc đi pha cà phê. Uống cà phê xong, cả nhà Đường Học Khiêm trở về, Trương Chi Hành hỏi con. Con ngủ ở đâu? Con ngủ đâu chả được? Trương Khắc cười hỏi lại. Ba có đảm bảo cửa nhà mình có người đang đợi không mới là vấn đề. Cuối năm nay Trương Chi Hành cũng chẳng thoải mái hơn Đường Học Khiêm, mô hình của City cổ phần Hải Châu rất thành công, đặc biệt thành lập khu công nghiệp dệt Bắc Quan chuyển 3 nhà máy dệt vào đó, chẳng những không tiêu tốn của thành phố lấy một xu, còn thông qua vận hành thương nghiệp hóa đất đai 3 nhà máy kia, kiếm được 300 triệu, đó là một thành tích cực kỳ dễ nể. Đem nhà máy chuyển khỏi thành phố, vay tiền xây nhà máy mới, không tính giá trị đất đai của nhà máy cũ, giá trị tài sản nhà máy mới thường không cao. Đặc biệt là sản nghiệp của các xí nghiệp cỡ nhỏ thuộc thành phố, hoàn toàn có thể thông qua phương thức tầng quản lý nắm cổ phần để bán cho họ,
còn City cổ phần Hải Châu rút ra, tập trung nguồn lực phát triển xí nghiệp tầm trung có tiềm lực, cứ thế cải thiện được chất lượng của tài sản quốc hữu. Đương nhiên xí nghiệp chung và lớn cũng thi hành cách tầng quản lý nắm cổ phần, nhưng do tài sản các xí nghiệp này đều khá lớn, mà số tiền tầng quản lý rất hữu hạn, cho nên tuyệt đại bộ phận cổ phần vẫn nắm trong tay City cổ phần Hải Châu, không chỉ đề phòng tài sản quốc hữu thất thoát, còn có thể hữu hiệu tập trung nguồn lực nâng đỡ các xí nghiệp trọng điểm, đợi xí nghiệp trọng điểm đi vào quỹ đạo chính quy có thể suy tính tới từng bước đưa các xí nghiệp đó lên thị trường chứng khoán. Thời đó xí nghiệp dân doanh mà muốn lên thị trường chứng khoán thì khó hơn lên trời, nhưng với xí nghiệp quốc hữu thì dễ dàng hơn. Đương nhiên thôi, bất kể là nhu cầu chính trị hay thực lòng muốn phát triển kinh tế, mỗi địa phương đều trọng điểm nâng đỡ vài xí nghiệp, chỉ khi nào quốc xí quá nát thì chính phủ mới nghĩ tới xí nghiệp dân doanh. Ái Đạt và Cẩm Hồ muốn lên thị trường chứng khoán trong nước không khó, song chương khác chẳng thèm kiếm tiền từ thị trường chứng khoán trong nước, hoạn ngạch hữu hạn của địa phương để dành cho xí nghiệp khác ở Hải Châu cạnh tranh với nhau. Hiện giờ Ái Đạt có tiếng tăm lớn nhất Hải Châu, nhưng thực lực tài sản hùng hậu nhất là City cổ phần Hải Châu, trong mắt những giám đốc quản đốc xí nghiệp dưới, thì Trương Chi Hành là ông trời của bọn họ, năm hết Tết đến thế nào cũng tìm mọi cách đưa đút, tới lúc này đám đầu não ở thành phố mới thình lình phát hiện ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc City cổ phần Hải Châu mới là vị trí béo bở thực sự ở Hải Châu. Đáng tiếc lúc này City cổ phần Hải Châu hoàn toàn nắm trong tay Trương Chi Hành rồi, muốn thành tích có thành tích, muốn năng lực có năng lực, muốn chỗ dựa có chỗ dựa, trừ khi ông muốn nhường ra thì kẻ khác đừng mơ tưởng tới nó, song cái ghế Tổng Giám đốc của Lý Minh Học có kẻ thèm thuồng nhắm vào. Lý Minh Học xuất thân trí thức, nhưng ông ta chẳng phải là đảng viên, chẳng phải sử trưởng khoa trưởng gì cả. Thế là thành cái gai trong mắt nhiều kẻ, ngay cả Chu Phú Minh cũng hỏi tới chuyện này, chẳng phải là Chu Phú Minh muốn cài người mình vào, mà chỉ muốn đưa Lý Minh Học vào biên chế cán bộ. Với sức ảnh hưởng về học thuật, cùng với năng lực quản lý mà Lý Minh Học thể hiện trong một năm qua, phá cách thăng lên phó sử, thậm chí là chính sử cũng không có tranh luận lắm, dù sao trong đội ngũ cán bộ cần tỷ lệ nhân sĩ vô đảng phái nhất định, còn được cái danh tôn trọng nhân tài, tôn trọng trí thức. Theo chương khác, với cách cải cách hệ thống quốc sĩ này, phải để chính phủ không đảm nhận vai trò quản lý trực tiếp nữa, mà giữ đúng bổn phận cổ đông. Cho Lý Minh Học cái hàm chính phó sử chỉ kéo lùi cách tân mà City cổ phần Hổ Châu đang nỗ lực, may là Lý Minh Học không ham mê quan chức, có cớ cho Đường Học Khiêm từ chối thiện chí hiếm có của Chu Phú Minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 300, USB. Trương Chi Hành xem đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Tuy về nhà lúc này vẫn chưa được yên thân, nhưng vẫn phải về, dù không thèm của đút, nhưng trốn tránh không gặp là không đúng, còn Trương khác thì mặc kệ muốn đi đâu thì đi, đứa con này ông không quản nổi nữa rồi. Trương khác buổi tối nhìn thấy đĩa trò chơi của Thi Xuân Phong nhớ tới vấn đề lưu trữ di động của máy tính, thập niên 90 mọi người đều quen dùng đĩa mềm lưu trữ, nhưng chỉ hơn 10 năm sau thôi, người mới tiếp xúc với máy vi tính có khi chẳng còn biết cái đĩa mềm trông ra nữa rồi, mọi người lúc ấy đền quen dùng USB. Trương khác cả đêm ngủ không yên, cố sức nhớ lại kỹ thuật USB, vì là dân ngoài nghề, y chỉ biết bên ngoài có đầu cắm, bên trong có chip lưu trữ kiểu flash memory, còn cái khác thì y mù tịt. Hôm sau Trương khác dậy từ rất sớm, tới công ty tóm lấy Đinh Hòe, hỏi ra mới biết flash memory được công ty Toshiba, đồng chí phát minh ra từ năm 84 rồi, do công ước quốc tế chống lũng đoạn nên kỹ thuật này được chia sẻ dùng chung với Samsung. Còn cổng USB thì tới năm 95 mới có tiêu chuẩn 1.0, vì thiếu phần mềm hỗ trợ, cho nên chưa ứng dụng phổ biến. Trương khắc sốt ruột hỏi. Vậy hiện giờ có sản phẩm flash memory sẵn có chưa? Cơ bản flash memory thì kiểu như RAM máy tính thôi, flash memory đôi khi cũng gọi là flash RAM. Có chứ, máy tính của trung tâm nghiên cứu đang dùng mà. Trương khắc theo Đinh Hòe vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy Thi Xuân Phong cũng ở đó. Thi Xuân Phong thấy Trương khác đi vào thì hoảng lên. Tôi chưa có thời gian tiếp tục hán hóa trò chơi, chắc phải mất một tuần nữa. Trông tôi giống kẻ chỉ biết chơi lắm à? Trương khác hỏi Đinh Hòe. Đinh Hòe cười, Trương khác quan tâm việc hán hóa trò chơi thực ra là muốn đẩy Thi Xuân Phong sang phía Thịnh Thanh. Hắn bảo Thi Xuân Phong mở thùng máy ra, để Trương khác xem flash memory trông thế nào. Trương khác thấy flash memory gắn liền với mainboard, liền hỏi. Có gỡ ra được không? Được. Trương khác ngớ ngẩn thò tay ra tháo, Đinh Hòe vội vàng ngăn lại. Cẩn thận điện giật, phải tắt máy đã chứ. Thi Xuân Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, hôm qua thấy Trương khác chơi Wacap hai nuột như thế, còn tưởng y tinh thông máy vi tính,
té ra là dân ngoài nghề, vội tắt máy lấy ra hộ Trương Khác. Trương Khác cầm flash memory trong tay xem kỹ, so với USB sau này lớn hơn khá nhiều. Trương Khác nhớ khi dùng USB thì cầm vào là chạy xong là rút ra, không cần phải đóng điện mở điện rắc rối, y có theo Đinh Hòe học nguyên lý làm việc của đầu đĩa, cho nên cũng hiểu vài thứ cơ bản, chớp mắt hiểu ra USB và flash memory khác biệt ở đâu. Cắm vào dùng ngay, plug and play, là đặc tính của cổng USB chứ không phải của flash memory, chỉ cần trên thẻ nhớ thêm một bộ phận hỗ trợ kết nối cổng USB là nó thành thẻ nhớ USB thực rồi. Trương Khác trao đổi suy nghĩ của mình với Đinh Hòe gãi cằm nói. Cái này thực hiện không khó, chỉ có điều tiêu chuẩn USB chưa được phổ biến rộng rãi. Tiêu chuẩn USB mới xuất hiện chưa tới một năm, ứng dụng còn rất hạn chế, hơn nữa tốc độ truy cập của USB 1.0 rất chậm. Nhưng trong ba đại chiến lược của Ái Đạt, nâng cao kỹ thuật đứng đầu, Ái Đạt cần có tích lũy kỹ thuật hùng hậu mới có thể chống lại những cự đầu công nghiệp điện tử kia, nên lấy nó làm đề tài nghiên cứu rất thích hợp. Đinh Hòe lấy sổ công tác ra ghi chép lại, chuẩn bị lập hạng mục này. Thi Xuân Phong ở bên cạnh nói. Tôi có bạn dưới khóa, luận văn nghiên cứu chính là kỹ thuật IDE chuyển USB, gần tới mức có thể mang ra phát biểu rồi. Trương Khắc tức thì ra lệnh. Tìm người đó, mua nghiên cứu của anh ta, mua luôn cả người càng tốt, trước tiên đăng ký bản quyền, sau đó, làm cái đồ chơi đó cho tôi dùng trước. Thi Xuân Phong mau chóng liên hệ được với bạn học của mình. Chuyển nhượng kỹ thuật thì được, có điều người đó đã ký hợp đồng với Ti Trung Quốc, sau tên sẽ đi làm. Trương Khác ở trong văn phòng của Đinh Hòe, nghe Thi Xuân Phong báo cáo xong thì nói. Công tác nghiên cứu tiếp theo, tốt nhất để anh ta tiến hành, lão Đinh phái người theo Thi Xuân Phong tới Bắc Kinh nói chuyện với anh ta, trình bày chính sách nghiên cứu của Ái Đạt. Còn về phần hợp đồng làm việc với Ti thì dễ giải quyết thôi. Cướp một người từ Trần Tín Sinh, đánh tiếng một cái là được. Quan trọng là bản thân người đó phải đồng ý. Chẳng còn mấy ngày nữa là Tết rồi, nếu như chuyện đã quyết thì không trì hoãn nữa, có thể xác định được trước Tết là tốt nhất. Đinh Hòe lập tức an bài chủ nhiệm tổ của Thi Xuân Phong cùng hắn lập tức tới tỉnh thành, đáp chuyến bay tới Bắc Kinh. Trương Khác ở lại văn phòng Đinh Hòe cả ngày, thảo luận rất nhiều sản phẩm kỹ thuật số sau này như ổ cứng di động, máy MP3, DVD v.v. Đương nhiên khái niệm mà Trương Khác nói chẳng làm Đinh Hòe kinh ngạc. Những sản phẩm này còn chưa ra đời, song người tinh thông kỹ thuật số biết những ý tưởng này đã có, chỉ đợi công nghiệp điện tử phát triển từng bước biến nó thành hiện thực. Trương Khác không cam tâm làm lắp ráp sản phẩm, cho dù những xí nghiệp điện tử nổi tiếng như TCL, Ba Đạo, Hạ Tân đều có biểu hiện xuất sắc trên thị trường, nhưng cuối cùng vẫn suy thoái, nguyên nhân là bọn họ không nắm được kỹ thuật hạch tâm. Nâng tầm kỹ thuật là con đường mà Ái Đạt phải đi, Ái Đạt tuy mang hái danh Tiêu Vương. Nhưng cái thời đại nhân tài điện tử chuyên môn thiếu thốn này, không có nhiều sinh viên ưu tú tốt nghiệp ngành điện tử muốn tới Hải Châu làm việc, với bọn họ phải tới thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến mới tìm được công việc tốt. Ở Hải Châu, Trương Khác nhìn chúng phòng nghiên cứu điện tử thuộc Cục Khoa Kỹ, nơi này có một nửa số nhân tài kỹ thuật điện tử của Hải Châu. Ngoài ra còn có cơ cấu nghiên cứu của Học viện Quang Điện Hải Châu, nhưng Trương Khác chưa bao giờ hy vọng những giảng viên, giáo sư ở đó có mấy học vấn. Đặc biệt là các giảng viên trẻ, ngay cả tự soạn tài liệu dạy học cũng chẳng có nổi mấy người, nếu không cơ sở công nghiệp điện tử ở Hải Châu đã chẳng tệ đến thế, nhưng dù sao có cơ cấu giúp đỡ kỹ thuật miễn cưỡng có thể dùng được. Việc mở rộng kỹ thuật ngoài Hải Châu thì tạm thời chưa nói tới, trước tiên Trương Khác hy vọng có thể mua được phòng nghiên cứu điện tử ở Hải Châu, tuy có phức tạp vì đó là cấu thuộc biên chế sự nghiệp, nhưng không phải là không thể. Còn với Học viện Quang Điện, cung cấp cho bọn họ chút kinh phí nghiên cứu, giúp bọn họ nâng cao trình độ học thuật trước đã. Qua 5 giờ, Trương Khác mới tới văn phòng tạm thời của Hứa Tư, nhưng cô đã rời khỏi văn phòng rồi, Trương Khác gọi điện cho Hứa Tư thì biết cô đợi xe ngoài nhà máy. Trương Khác tới bãi đỗ lấy xe, lái ra ngoài nhà máy, thấy Hứa Tư đứng ở bên đường, cô mặc chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là áo len đỏ, trông quyến rũ hết mức. Trương Khác mở cửa xe ra, nói với Hứa Tư. Không phải cùng tới nhà Trần Phi Dung ăn cơm à? Sao chị không đợi xe của em? Hứa Tư khẽ miệng cười, không giải thích, chỉ dịu dàng nói. Để tôi lái xe cho, thấy cậu nhốt mình trong văn phòng thảo luận cả ngày trời, mệt lắm phải không? Trương Khác bóp chán, thảo luận toàn thứ kỹ thuật, mấy món đó y chỉ hiểu qua loa, phải cố gắng mới hiểu được. Chị vừa nói tới là làm em đau đầu rồi đây này. Trương Khác đổi chỗ với Hứa Tư, hiện giờ thời gian còn sớm, tới viện cờ tìm Hứa Hồng Bá đốt thời gian cũng được.
Ngoài Trương Khắc ra, Trần Kỳ còn mời thêm Chu Phục, Chu Văn Bân, Hứa Hồng Bá cùng cả nhà Hứa Tư, đều là những người cùng nhau ăn cơm ở nhà Trần Kỳ Tết năm 95, thêm Hứa Duy và Thi Vệ Trung. Trương Khắc và Hứa Tư vào viện tử chào Trần Kỳ một tiếng trước, phát hiện ra quán rượu đã kéo dài theo hai gian, nối liền với nhà bếp, lần cái sân trước kia vốn còn khá rộng rãi, giờ chỉ còn lối đi hẹp. Chương 301, giá trị thương nghiệp của ngõ Đan Tỉnh. Lúc này chưa tới 5 giờ 30, trong quán đã có người ngồi rồi, nghe Trần Phi Dung trả lời điện thoại ở quầy thì có vẻ hôm nay chỗ ngồi đã được đặt hết. Quán rượu không còn là cái quán vô danh nữa, mà treo một tấm biển nàng đề, bát cẩm chân. Do Hứa Hồng Bá viết, chữ trông rất có tinh thần, chỉ là Trương Khắc không biết thưởng thức, chẳng biết Hứa Hồng Bá lừa được mấy bữa rượu. Hứa Duy ở nhà buồn chán nên đã tới giúp từ sớm, Chu Phục, Lưu Phân và mẹ Hứa Tư được Chu Văn Bân lái xe chở tới, Thi Vệ Trung đi cùng Hứa Hải Sơn, tuy hẹn 6 giờ 30 chính thức mở tiệc, nhưng chưa tới 6 giờ mọi người đã tới đủ. So với một năm trước, Hứa Hồng Bá vẫn ung dung tự tại không thay đổi gì. Nhà máy nông khí cải cách thành công ty hữu hạn Cơ Điện, dần bước vào quỹ đạo chính quy, cuối năm đã thoát khỏi khốn cảnh thua lỗ, bước tiếp theo là rời khỏi thành phố, Thi Vệ Trung là giám đốc được cấp xe riêng, mặc dù chỉ là chiếc Zeta, nhưng thuộc số ít có xe hơi ở Sa Điền rồi. Chu Phục không còn phụ trách sự vụ cụ thể của nhà máy Tân Quang nữa, ông ta đảm nhận chức phó tổng giám đốc của Cẩm Hồ, phụ trách vận hành sản xuất tất cả nhà máy giấy dưới quyền Cẩm Hồ. Những người khác đều đang tiến lên trong quỹ tích nhân sinh của mình, thay đổi rất nhiều, chỉ có điều là người trong cuộc, họ chưa ý thức được rõ ràng. Một năm trước từ ý kiến của Trương Khắc, Trần Kỳ chỉ mang ý thử xem sao, ai ngờ thành ngoài dự liệu, một năm qua, gần như không có thời gian rảnh, ban đầu chỉ thuê một người chạy bàn, sau tăng thêm một đầu bếp, giờ thành ba đầu bếp, hai phục vụ, một thu ngân, tổng cộng 6 người rồi. Bàn không đủ chỗ, Trần Phi Dung, Lưu Phân và Hứa Duy không có chỗ ngồi, ban đầu Lưu Phân ở bên rót rượu tiếp khách, về sau kê một cái ghế ngồi xuống. Trần Phi Dung và Hứa Duy vào phòng cô nói chuyện, Hứa Duy thấy nhà Trần Kỳ mời Trương Khắc thì lạ lắm, cảm giác y chỗ nào cũng chõ mũi vào, hỏi. Nhà em mời khách sao lại mời Trương Khắc? Đường Thanh không tới được làm Trần Phi Dung rất tiếc, cô đem đầu đuôi chuyện Trương Khắc kiến nghị nhà cô làm Lưu Thủy Tịch kể cho Hứa Tư nghe. Hứa Duy vỡ lẽ. Nói như vậy là nhà em đang chuẩn bị chuyển sang chỗ rộng hơn à? Ba mẹ em đang do dự, kiếm được chỗ thích hợp cũng khó lắm, mời họ tới ăn cơm cũng là để trao đổi việc này. Trương Khắc thì sớm kiếm được chỗ thích hợp, một năm trước y đã nói chuyện với Hứa Hồng Bá, đợi tòa nhà Phủ Thiên xây xong, có thể khai phát giá trị thương nghiệp của ngõ Đan Tĩnh, hình thành tường lũy, ngăn cản dã tâm tiếp tục xâm lấn phía đông của doanh nghiệp địa ốc. Trương Khắc bỏ tài chính cho Hứa Hồng Bá tu sửa quán cờ trong ngõ Đan Tỉnh là vì thế, Trần Kỳ cũng có thể chọn trạch viện trong ngõ Đan Tỉnh mở quán ăn. Tòa nhà Phủ Thiên đang bắt đầu trang trí tường ngoài, 2-3 tháng nữa là có thể chính thức sử dụng, ngõ Đan Tỉnh đã có hoàn cảnh giá trị khai phát thương nghiệp, đây chính là lúc thích hợp để mở một quán ăn đặc sắc ở đó. Phương án bảo hộ quần thể kiến trúc Đông Sa Điền là hướng tới du lịch, khai thác thương nghiệp, việc tu sửa nhà dân Bắc Tiền Nhai thành khu thương nghiệp. Do Tống Minh phụ trách, vận thành giao cho công ty trực thuộc khu Thành Nam, khu Thành Nam chỉ còn đợi Cẩm Hồ mua nhà máy Tân Quang, có được tài chính tất yếu là bắt đầu thực thi. Tiền Nhai và ngõ Đan Tỉnh khai phát thương nghiệp thành công sẽ mang lại tác dụng làm mẫu lớn cho các nơi khác ở Đông Sa Điền. Nhưng điều quan trọng nhất là thành phố không thay đổi quy hoạch sử dụng Đông Sa Điền, khu vực này đều sẽ giải tỏa, chỉ bằng điều này đã chặn đứng ý nghĩ đầu tư vào nơi này của người dân. Tùy tiện đầu tư mang nguy hiểm cực lớn, nguy hiểm này không phải người thường có thể gánh vác được. Trương Khắc nếu kiến nghị Trần Kỳ chọn một trạch viện cổ trong ngõ Đan Tỉnh làm quán ăn, dứt khoát Trần Kỳ sẽ không chịu, chẳng may 2-3 năm nữa giải tỏa, chi phí đầu tư vào đó chưa chắc thu lại được, nếu giải tỏa trong 1-2 năm, sẽ đẩy cả nhà ông ta vào cảnh bần cùng. Trương Khắc chẳng thể nói rõ kế hoạch của mình. Trước bữa cơm, Trương Khắc tới đạo quán nói với Hứa Hồng Bá chuyện này, mua nhà, cải tạo, tu bổ. Tất cả tài chính đều có thể do y bỏ ra, đợi sửa sang xong mới cho Trần Kỳ thuê làm quán ăn. Hiện giờ mỗi tháng y có thể rút ra 200 vạn tiêu mà không ảnh hưởng tới vận hành của Ái Đạt. Hơn nữa những cổ đông khác như Đinh Hòe, Tô Tân Đông cũng muốn lấy hoa hồng ra cải thiện cuộc sống. Trương Khắc làm thế không phải vì quan hệ thân thiết với nhà Trần Phi Dung, mà muốn thu hút nguồn vốn dân gian đầu tư vào các trạch viện cổ, đợi khi hình thành cả khu vực rồi, thành phố sẽ thay đổi quy hoạch. Hơn nữa quán ăn bát cẩm chân của Trần Kỳ cũng khá đặc sắc, Trương Khắc không muốn nhà Trần Kỳ cảm thấy nợ ơn mình quá lớn,
nên y quyết định không ra mặt, Hứa Hồng Bá nói thay cho y. Trên bàn tiệc nhắc tới đề tài này, Hứa Hồng Bá liền nói. Tòa nhà Phủ Thiên sắp hoàn thành rồi, làm quán ăn ở đó sẽ đông khách đấy. Trần Kỳ nghi hoặc hỏi. Chẳng phải ngõ Đan Tỉnh sắp giải tỏa rồi sao? Chưa chắc. Lúc này Hứa Hồng Bá cũng chỉ có thể nói như thế, dù có đổi là Đường Học Khiêm cũng chẳng dám công khai tỏ thái độ nhà cửa ở nơi đó không giải tỏa nữa. Tôi biết có người mua mấy ngôi nhà cũ ở đó, tu sửa, trang hoàng xong sẽ cho thuê. Trạch viện cổ vô cùng đặc sắc, rất thích hợp làm quán ăn. Hứa Tư mặt đỏ lên, một trong số trạch viện đó là nơi cô và Trương Khác đã ân ái với nhau, người khác không liên tưởng gì, nhưng cậu cô nhất định đoán ra, vì Trương Khác còn thông qua Thiệu Chí Cương mua nhà của cô để giúp nhà cô trả nợ. Trần Kỳ còn do dự thì Lưu Phân sảng khoái nói. Ngõ Đan Tỉnh là cửa ngõ vào thành phố, thuê trạch viện trang hoàng sẵn nơi đó làm ăn rất tốt, cho dù 1-2 năm nữa có giải tỏa cùng lắm là đổi chỗ. Trang hoàng có tốt cũng chưa chắc hợp làm quán ăn, thuê xong còn bỏ tiền vào cải tạo, hơn nữa làm một quán ăn phải bỏ tinh lực lớn, 1-2 năm sau lại đổi chỗ, khác gì hành xác. Trần Kỳ không hiểu nội tình, những băn khoăn này của ông là hợp lý. Nếu định làm quán ăn thì sớm liên hệ với người ta, bảo bọn họ trang trí theo yêu cầu quán ăn là được, còn về phần khi nào giải tỏa. Hứa Hồng Bá quay sang hỏi Trương Khác. Cậu có biết tin tức gì không? Chu Phục, thì vệ trung đều biết thân phận của Trương Khác, nếu có tin tức nội bộ gì mà Trương Khác biết, y nói ra nhất định là đúng, nên đều quay đầu nhìn y. Trương Khác vốn cúi đầu uống rượu, không để ý vấn đề Hứa Hồng Bá ném qua, nhưng mọi người nhìn chằm chằm vào, đành cười hắc một tiếng, nói. Mèo mù giỏi đến đâu cũng không thể hai lần liên tục vớ được cá rán, chẳng may nói sai, sau này không dám tới cửa nhà chú Trần mất. Kiến nghị của người khác là thiện ý, còn chủ ý do bản thân quyết, sao trách người khác được. Lưu Phân thẳng thắn khuyến khích. Vậy cháu nói nhé. Trương Khác liếc thấy Trần Phi Dung và Hứa Duy từ trong phòng đi ra, nên không nói rông dài. Thầy Hứa nói với cháu một chuyện, có người mua trạch viện cổ ở ngõ Đan Tỉnh tu sửa lại nguyên dáng vẻ cũ. Tốn tới 200-300 vạn, tiền sửa chữa còn quá tiền đập đi xây mới, cho nên cháu nghĩ người này không hy vọng 1-2 năm nữa bị giải tỏa, điều này chắc phải có nguyên cớ. Chu Phục đã nghe ra Trương Khác đang cổ vũ Trần Kỳ tới đó mở quán ăn, chỉ là thân phận của ông ta mẫn cảm, không tiện nói quá rõ, nhưng cũng giúp lời. Đúng thế, nói không chừng người ta có tin tức nội bộ gì đó rồi, nếu không 1-2 năm nữa giải tỏa, bọn họ tổn thất hơn anh chỉ làm quán cơm nhiều lắm. Tôi thấy muốn làm thì cứ làm lớn một chút. Chương 302, ngôi nhà hoàn mỹ. Tôi làm gì có tiền lớn như thế mà ném vào, nếu có đã tới thẳng cầu tứ phượng rồi. Trần Kỳ lắc đầu. Cho dù có làm quán ăn ở đó, người ta lái xe tới ăn cơm cũng chẳng có chỗ đỗ xe. Cầu tứ phượng không còn chỗ nữa đâu, đất đai xung quanh trung tâm ẩm thực không nhiều, bị người ta đặt hết rồi, giờ anh có tiền cũng chẳng tới lượt. Chu Phục từng là giám đốc nhà máy Tân Quang. Cho nên tất nhiên là hiểu tình hình cầu tứ phượng nhất nói. Tiền môn phát triển hướng về phía đông về phía nam là thu thế lớn, tôi thấy làm quán ăn ở ngõ Đan Tỉnh rất có tiền đồ. Trần Kỳ hơi động lòng rồi, nói. Ngõ Đan Tỉnh toàn là các đại trạch viện, cho dù không cần lo tiền trang hoàng cũng không đủ tài chính đầu tư ổ quán ăn lớn như thế. Lưu Phân cười duyên dáng dụ dỗ. Giám đốc Chu cổ động lão Trần nhà tôi làm quán ăn lớn, hay là anh giúp chúng tôi suy tính vấn đề tài chính đi. Tôi thấy anh rất tham ăn, hay là anh tham gia cổ phần nhé? Văn Bân cũng góp phần đi. Chu Phục sớm nghe ra ý của Trương Khác, ngõ Đan Tỉnh quá nửa là không giải tỏa nữa, tiền nhai được mở rộng, tòa nhà Phủ Thiên lại sắp hoàn thành, ngõ Đan Tỉnh nói không chừng lại thành một cầu tứ phượng thứ hai. Đại phú nhờ thiên bẩm, tiểu phú dựa cần cù, làm ăn lớn như Trương Khác thì Chu Phục theo không nổi, nhưng ông ta có chút tiềm lực đầu tư nhỏ. Có điều hiện ông ta lo là, trước mặt ông chủ lộ ra tâm tư đầu tư vào nghề phụ có thích hợp không, huống hồ công ty đang tính mua nhà máy Tân Quang, ông ta cũng có thể nắm cổ phần. Nếu Lưu Phân không nhắc tới chuyện này thì Chu Phục tuyệt đối không chủ động nói ra, ông ta đưa mắt nhìn Trương Khác, thấy y chỉ bình đạm, không có thái độ gì lớn. Bất kể là ai, đều muốn yêu cầu cấp dưới toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp của công ty, nhưng vấn đề tài sản cá nhân sử dụng ra sao Trương Khác không hỏi tới. Chu Phục do dự nói. Có thể suy tính. Còn suy tính cái gì nữa? Lưu Phân nói luôn. Người có đầu óc kinh tế như giám đốc Chu, chẳng lẽ lại lấy tiền lương gửi vào ngân hàng hưởng lợi tức sao? Phải nói Lưu Phân rất khéo mồm còn biết tận dụng ưu thế của bản thân,
có nam nhân nào chịu nổi lời nửa khen ngợi nửa khích bác như thế từ một người phụ nữ xinh đẹp. Cẩm Hổ năm vừa qua đạt lợi nhuận 2.500 vạn, gần một nửa là do nhà máy Tân Quang công hiến, phương án thưởng đã được xác định, công nhân phổ thông cuối năm thống nhất được thưởng thêm 2 tháng lương, nhân viên quản lý trung tầng trở lên cũng ngả về cho nhà máy Tân Quang, Chu Phục được thưởng gần 4 vạn đồng. Một số việc cần phải tranh thủ ngay, Lưu Phân tính cách khá trực tiếp, trên bữa tiệc cứ bám lấy Chu Phục đòi quyết việc này, Chu Phục thấy Trương Khác không có phản ứng đặc biệt, ngập ngừng đồng ý. Ăn tối xong, nhân lúc mọi người đầy đủ, quyết định tới ngõ Đan Tỉnh xem vị trí. Hứa Hồng Bá kéo Chu Phục vào xe Trương Khác, còn chỗ trống ở ghế phụ, Trương Khác thò đầu ra hỏi Trần Phi Dung. Ngồi xe mình nhé. Trần Phi Dung do dự một chút, rồi vào xe thi vệ chung. Trương Khác búng tay cái tách, y biết Trần Phi Dung sẽ chẳng ngồi xe mình, nếu là trước kia cô sẽ quay ngoắt đi ngay, do dự là tiến bộ lớn lắm rồi. Hứa Duy cũng theo Trần Phi Dung ngồi xe của cậu cô, Trương Khác có cớ kéo Hứa Tư lên xe mình. Nếu chẳng phải trời lạnh, ăn cơm xong, đi tới đó rất được. Hứa Hồng Bá uống không ít rượu, lờ đờ cào nhau. Chu Phục hơi lo lắng không biết thái độ Trương Khác ra sao, cũng không chắc ngõ Đan Tỉnh có giải tỏa hay không, vừa rồi không tiện hỏi, vừa vào xe, cẩn thận hỏi nhỏ. Khác thiếu gia, ngõ Đan Tỉnh có giải tỏa không? Ai mà đảm bảo được? Trương Khác thản nhiên nhún vai. Tôi chỉ thấy nếu giải tỏa thì tiếc quá, mấy trạch viện đó toàn là do tôi mua hết. Hả? Chu Phục chố mắt, ông ta không ngờ người nào đó mà Hứa Hồng Bá nói là Trương Khác. Vậy tôi xen vào không thích hợp lắm. Có gì không thích hợp, tôi không mua mấy trạch viện đó mọi người mở quán ăn, đó là chuyện hoàn toàn khác, thuần túy thấy giải tỏa ngõ Đan Tỉnh thì quá phí, nên muốn làm gì đó. Vì không muốn mọi người nghĩ nhiều nên không nói ra thôi. Chu Phục tin lời Trương Khác thực sự không muốn nơi này bị giải tỏa, vì với thiên phú thương nghiệp của Trương Khác, đầu tư tiền vào nơi khác tuyệt đối lãi nhiều hơn đầu tư vào trạch viện cổ nhiều. Còn nếu như Trương Khác chỉ mua một trạch viện trang hoàng cho nhà Trần Kỳ mở quán ăn, Chu Phục đương nhiên sẽ cho rằng y có ý với cô con gái đẹp như hoa của Trần Kỳ, có điều hôm nay thấy quan hệ giữa Trương Khác và Trần Phi Dung rất lạnh nhạt. Chu Phục nhớ lại một năm trước, Trần Phi Dung nổi giận ném gãy kẹp tóc, liền bật cười, xem ra đúng là chuyện hiểu lầm đẹp. Trương Khác lái xe theo sau xe của Chu Văn Bân, thì vệ trung chớp mắt cái đã tới cửa ngõ Đan Tỉnh. Từ cửa ngõ đi vào. Nhà thứ hai là quán cờ Trương Khác mua, tốc độ tu sửa khá nhanh, một tháng đã nhìn thấy được thành quả, gạch xanh ngói uốn, giường cột chạm trổ, thấp thoáng không khí lịch sử lắng đọng. Chỉ mỗi tội riêng phí nhân công thôi đã cao hơn so với việc tu sửa nhà thường mấy lần, nếu không bỏ vào đây chừng nửa năm công sức khó mà làm hoàn mỹ được. Ngoài quán cờ ra, Trương Khác còn mua hai trạch viện khác được xây từ thời đầu dân quốc. Ban đầu hai trạch viện này mua với danh nghĩa của Cẩm Hồ. Về sau Trương Khác không muốn xảy ra tranh chấp lằng nhằng với tập đoàn chính thái, đã trực tiếp chuyển sang công ty Việt Tú, đã nhờ Thiệu Chí Cương tìm người thiết kế cải tạo rất lâu rồi, hiện sắp hoàn thành. Tối nay tới xem chính là hai trạch viện này. Hứa Hồng Bá dẫn mọi người vào một trạch viện, Trương Khác nói. Thầy Hứa bảo còn có một tòa trạch viện đằng sau cũng sửa xong phải không? Mọi người cứ xem ở đây đi, cháu và chị Hứa Tư xem trạch viện kia. Hứa Hồng Bá thoáng ngạc nhiên. Rồi mỉm cười đưa chìa khóa cho Trương Khác. Đợi lát nữa gặp nhau ở đầu ngõ nhé. Trương Khác bình thường cũng chỉ cho phép tham quan trạch viện này, còn trạch viện đằng sau, từ khi sửa xong không có người ngoài được vào xem. Hứa Duy kéo tay Trần Phi Dung nói. Có gì cổ quái rồi, chúng ta cũng đi xem. Trạch viện đằng sau là nơi hẹn hò của Trương Khác và Hứa Tư, chỗ riêng tư như vậy, Trương Khác tất nhiên không muốn thành nơi cho người ngoài vào tham quan, có điều Hứa Duy muốn đi theo. Không thể nói không được. Hứa Hồng Bá dẫn nhóm Trần Kỳ tham quan trạch viện phía trước, Trước Khác và ba cô gái tiếp tục đi vào trong ngõ. Hứa Tư đi sau Trương Khác, mặt nóng bừng, may dưới đêm trăng, không sợ bị Hứa Duy và Trần Phi Dung nhìn ra điều gì khác thường. Bởi vì muốn cải tạo thành nhà thoải mái cho sinh hoạt, cho nên không tuân theo nguyên tắc cũ, từ ngoài nhìn vào, viện tử không khác gì trước kia. Cổng cao hẹp làm bằng đá xanh, đi vào mới phát hiện ra khác biệt lớn. Đáng lẽ vào cửa là một cái sân, thì lúc này đã dùng kính chắn để lại con đường đá hoa cương dẫn tới nơi ở, chính giữa giếng trời là một ao nước xanh trong vắt, khi ánh trăng chiếu vào đó, tỏa ánh sáng trong mắt, bốn xung quanh giếng trời trồng trúc xanh biêng biếc, trông hết sức thích mắt. Chỗ ở theo kiến trúc ban đầu trong phòng thiếu ánh mặt trời, lúc này tường đã cải tạo hết thành tường kính, nhưng mỗi tấm kính đều giữ nguyên kích thước bằng các ô cửa sổ nhỏ,
mà ngăn cách nó vẫn là song cửa sổ chạm hoa theo kiểu Trung Hoa cổ điển, nên giữ được phong cách thời dân quốc, ánh trắng chiếu qua cửa kính rải xuống nền nhà lát đá hoa, trông rất trang nhã. Hứa Tư không ngờ tòa trạch viện sập sệ cũ nát sau khi cải tạo tràn ngập linh khí như thế, thấy Trương Khắc quay đầu lại nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa nụ cười, rõ ràng đang hỏi, chị có hài lòng không? Hậu viện cũng được sửa thành ao nước nhỏ có thác nước đổ vào, dây leo phủ kín tường, còn có một khu nghỉ chân riêng, vô cùng yên tĩnh, riêng tư. Tầng 2 vốn có 2 gian phòng ngủ, một sân phơi, một gian vẫn làm phòng ngủ, chỉ là tường hoàn toàn sửa thành ô cửa kính, bên ngoài là cây đại thụ chọc trời. Lúc này bóng cây lay động trông đầy ý thơ, ba mặt sân phơi tăng thêm tường gỗ cao chừng nửa người, vừa không phá hỏng không khí hài hòa với thiên nhiên, lại giữ được sự kín đáo của phòng ngủ, còn gian kia đã sửa thành phòng tắm, vừa đi vào gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế cong tinh tế hiện đại, dùng đá granite làm sàn cực kỳ sang trọng. Chương 303, đêm nay ở lại đây. Không ngờ một ngôi nhà bề ngoài cổ xưa bên trong bố trí cầu kỳ như thế, Hứa Duy tấm tắc khen. Người sống trong căn nhà này phải rất biết hưởng thụ cuộc sống. Chị đoán xem chủ nhân ngôi nhà này là người thế nào, nhất định rất nho nhã phải không? Hứa Tư chỉ cười, đây là niềm vui bất ngờ Trương Khắc tặng cho cô. Vừa rồi khi mới lên lầu Trương Khắc len lén nhét chìa khóa vào trong tay Hứa Tư, cô vốn không muốn nhận, chẳng may để Hứa Duy và Trần Phi Dung nhìn thấy thì quá lộ liễu, nhưng không kìm nổi yêu thích với căn nhà này, nên vẫn nắm lấy trong tay. Tuy căn nhà này đa phần thiết kế do nhà thiết kế làm, nhưng có thể nhìn ra Trương Khắc bỏ ra bao nhiêu tâm tư, có điều trong lòng Hứa Tư có chút tiếc nuối, nơi này đẹp thì đẹp thật, chỉ là không vào ở được. Trương Khắc rủ mọi người. Trong này có gì đẹp đâu, chúng ta ra sân ngồi đi. Bên ngoài sân phơi còn có một cái ghế gỗ dài được khảm vào tường, ngẩng đầu lên qua tán lá có thể thấy trăng sáng trên trời. Hứa Duy và Trần Phi Dung hoàn toàn bị căn nhà đông tây kết hợp này thu hút, chỉ muốn xem thật kỹ, tận tay sờ từng chỗ một. Đâu rảnh cùng Trương Khắc và Hứa Tư ra ngoài sân đón gió hóng trăng, tiếp tục xuống lầu tham quan. Chị có hài lòng không? Trương Khắc khẽ nắm bàn tay Hứa Tư hỏi. Hứa Tư gật đầu. Kinh ngạc, nhìn bên ngoài thì không thay đổi gì, bên trong hoàn toàn không nhận ra nữa. Em thì có nhắm mắt cũng nhớ như in đêm hôm đó. Hứa Tư lườm Trương Khắc một cái. Ai nói với cậu chuyện đó? Sao bỏ thời gian làm việc này, tốn nhiều công sức lắm phải không? Cũng chẳng đặc biệt bỏ thêm thời gian, chỉ cần nhắm mắt lại, mơ ước xem có thể cùng chị nắm tay tâm tình ở chỗ thế nào, xem căn nhà chúng ta sống phải ra sao, mọi thứ cứ tự nhiên hiện ra trong đầu. Chi tiết đã có nhà thiết kế chuyên nghiệp giúp xử lý rồi. Hứa Tư chăm chú nhìn đôi mắt không chút che giấu thâm tình của Trương Khắc, nam nhân thế này dù chỉ chia sẻ một phần, cô cũng không cảm thấy nuối tiếc gì nữa. Thật mong được ngủ một đêm ở đây. Hứa Duy đẩy cửa ra sân, cảm khái nói. Chưa bao giờ thấy một ngôi nhà đẹp như vậy. Có thể mà. Trương Khắc kịp thời buông tay Hứa Tư ra, nói rất tự nhiên. Kỳ thực đây là nhà của công ty, vốn chuẩn bị cho chị Vãn Tình và chị Đồng. Chị Vãn Tình hiện giờ ở Tân Cẩm Viên rồi, nơi này không có người ở nữa. Chị muốn ở cũng được, có điều ở xong phải khôi phục nguyên dạng, sau này còn đem đi bán. Hứa Tư mỉm cười, nhìn mặt Trương Khắc tuyệt đối không thể nhìn ra y đang nói dối, nếu không có cái cớ che giấu. Cô thi thoảng muốn vào đây ở một lần cũng không thể. Hả, đây là nhà của công ty cậu. Hứa Duy theo bản năng quay đầu lại, không thấy Trần Phi Dung theo, nói. Lúc ăn cơm cậu làm ra vẻ không liên quan gì, tên tiểu tử cậu phong lưu quá đấy, không phải là cũng có ý đồ với cả Phi Dung đấy chứ. Sao lại bảo là cũng? Trương Khắc làm bộ mặt đau khổ. Chẳng qua không muốn mọi người nghĩ nhiều nên mới không nói ra. Lại còn rất nhiều việc liên quan tới chính sách, nói ra chị cũng không hiểu. Có gì mà không hiểu, thành phố luôn muốn giải tỏa nơi này, công ty cậu lại lén lút mua nhà ở đây, đương nhiên không thể để người khác biết. Tôi chỉ thấy lạ, sao cậu lại ngầm đối đầu với chính phủ thành phố? Trương Khắc búng tay, chỉ Hứa Duy. Quả nhiên thông minh, còn vì sao, sau khi xem xong căn nhà này chị có nghĩ ra không? Nơi này nếu giải tỏa thì thật đáng tiếc. Những tòa nhà cao tầng kia rồi sẽ tới một ngày nhìn chán, hơn nữa sống trong đó vĩnh viễn không cảm thụ được sinh thú của đình viện, chẳng lẽ vì thế mà công ty cậu làm trái chính sách thành phố? Hứa Duy lắc đầu, tỏ ý không tin. Trương Khắc không giải thích, y được sống lại một lần, chuyện lợi ích không còn quá bận tâm nữa, đôi khi có thể giữ lại một số thứ tươi đẹp không thể phục chế càng quan trọng hơn. Tâm cảnh này chẳng thể giải thích với người khác.
Trương Khắc nói lảng đi. Chị có muốn ở lại vài đêm cảm thụ thử không? Nếu muốn em bảo với thầy Hứa để chìa khóa của thầy ấy cho chị. Đương nhiên muốn rồi. Hứa Tư Hào hứng đáp, xong lại tỏ ra lo lắng. Nhưng có rắc rối gì không? Nếu rắc rối thì thôi vậy. Chị Hứa Tư là nhân viên cao cấp của công ty mà, chị ấy có quyền lợi ở đây. Trương Khắc giang tay nói. Chị Vãn Tình không ở nửa, đương nhiên phải để nhân viên công ty hưởng thụ. Hứa Duy không nghĩ nhiều, Tạ Vãn Tình quanh năm công tác ở Hải Châu, người ta là nhà quyền quý, chuẩn bị thêm một nơi ở cũng chẳng có gì là lạ, trong mắt cô chỉ có Tạ Vãn Tình mới đòi hỏi cao như thế. Hứa Duy cao hứng chạy xuống lầu, hô to. Phi Dung, Phi Dung, đêm nay chúng ta có thể ở đây. Nhìn em gái phấn khởi chạy đi, Hứa Tư nói. Cảm ơn cậu, nếu không được ở lại đây một lần đã về Hong Kong, tôi sẽ rất nuối tiếc. Có trời làm chứng, em muốn cùng chị ở đây tới nhường nào. Trương Khắc nói đầy cam chịu, nhân lúc Hứa Duy không có mặt, khẽ hôn lên môi Hứa Tư. Đêm có thể ở lại đây, bây giờ không cần tham quan thêm nữa. Trương Khắc cùng ba cô gái quay về tụ họp với mọi người, trạch viện phía trước cải tạo cũng khá đặc sắc, nhưng lại làm Trần Kỳ do dự, nếu ông ta chọn trạch viện làm quán ăn cũng sẽ cải tạo như thế, chỉ lo là ở trong một quán ăn quy cách cao như thế, mình không phát huy được trình độ cho xứng tầm. Trương Khắc biết lo lắng của ông ta. Khi cháu tới Bắc Kinh, thấy người ta muốn được ở cho thoải mái, muốn ăn cho thoải mái, không phải ở trong tòa nhà cao chọc trời, mà tìm đến những tứ hợp viện trong các con ngõ hẹp. Người Tây rất thích tới những nơi đó. Thức ăn chẳng phải cao cấp, nhưng mỗi quán ăn lại có món đặc biệt, tới đó ăn đều phải đặt chỗ trước cả ngày, ở Hải Châu còn chưa có quán ăn đặc sắc như thế, cháu thấy có thể làm một cái. Đây là lần đầu tiên trong tối nay Trương Khắc có một lời khẳng định chắc chắn. Chu Phục cũng tán đồng. Nếu muốn mở tiệc, bày vẽ một chút người ta mới chọn nhà hàng Tây Thành, còn hai ba người bạn tụ tập liên hoan nhỏ với nhau, tới đó làm gì? Tôi thấy ở đây được đấy. Trần Kỳ nhìn trạch viện, trong lòng cũng rất muốn mở quán ăn nơi đây, nghĩ nơi này nếu giải tỏa đúng là phí của trời. Lưu Phân có lo lắng khác. Trạch viện cải tạo thế này hẳn phải đầu tư vào không ít, tiền thuê chắc không thể ít được. Chắc là sẽ không cao lắm đâu hả thầy? Trương Khắc dùng câu nghi vấn ám thị cho Hứa Hồng Bá. Cao sao được, cao thì ai thèm thuê? Hứa Hồng Bá tiếp lời. Cái tên đầu tư vào nơi này nói thời gian đầu muốn bồi dưỡng thị trường. Nói hay ho thế thôi, chứ tôi nói là đặt bẫy, đợi quán ăn thịnh vượng, thì tiền thuê không còn rẻ như vậy nữa đâu. Mọi người nghe thấy thế đều nghĩ nơi này không giải tỏa nữa, nếu người ta không nắm chắc đã chẳng bỏ công sức cải tạo nơi này, thành phố đúng là không thay đổi kế hoạch, nhưng chỉ mắt thấy mới tin, nhìn tòa trạch viện hao tiền tốn của này, mọi người tăng thêm lòng tin không ít. Trần Kỳ không còn do dự nữa, nói. Được, cứ chọn nơi này đi, khi nào thầy Hứa giúp chúng tôi hẹn người kia được. Đối với những người nghèo như chúng ta mà nói, đây là chuyện lớn bằng trời, chứ với người ta thì chẳng thèm ra mặt vì chuyện vặt vãnh này. Tôi giúp anh hỏi thử, nói không chừng người ta bảo anh liên hệ thẳng với công ty xây dựng. Hứa Hồng Bá trình độ nói dối cũng chẳng kém cạnh ai. Cái công ty đó chính là của đứa con thứ hai nhà Tiết Quốc Hoa hay tới chỗ tôi đánh cờ ấy. Chương 304, kế hoạch cắm trại. Tiết Quốc Hoa hay mời Hứa Hồng Bá tới quán của Trần Kỳ uống rượu. Cho nên Trần Kỳ cũng quen, nếu nói tới việc tu sửa kiến trúc cổ, Tiết Quốc Hoa là người có tiếng nói nhất ở Hải Châu, nhưng sở trường của ông ta là sửa cổ y như cổ, còn kết hợp cổ kim thì phải nói tới con trai thứ hai của ông ta. Công ty xây dựng của con trai thứ hai Tiết Quốc Hoa vốn chỉ làm thị trường ở ngoài, hiện trong nước đầu tư nhà cổ không nhiều, nhưng lợi nhuận rất cao, năm 95 tiền công thợ xây bình thường chỉ chừng 20 đồng, còn thợ của hắn lương từ 60 đồng trở lên. Trương Khắc có muốn lập tức cải tạo Đông Sa Điền trên quy mô lớn cũng không thể, vì kiếm không ra đủ thợ lành nghề, mà cải tạo nhà cổ giao cho dân ngoài nghề, chẳng khác nào phá hoại. Đi vào trong ngõ, Hứa Hồng Bá chỉ mấy trạch viện Trương Khắc có ý mua cho Trần Kỳ xem, những căn nhà này đều đã đàm phán ổn thỏa với chủ hộ, Trần Kỳ nhìn chúng cái nào thì cải tạo cái đó trước. Thành phố không cho tiến hành cải tạo ngõ Sa Điền, nên đường đi lồi lõm, nhưng ở phía Tây. Vốn là khu mà thành phố chuyên môn dành cho tòa nhà Phủ Thiên làm bãi đỗ xe, đang khẩn trương thi công, chỉ vài tháng nữa thôi sẽ có con đường từ phía Bắc chạy vào, làm thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh của phía Tây ngõ Đan Tỉnh. Lúc này tuyển chọn cải tạo, vừa khéo có thể góp vui với ngày khánh thành của tòa nhà Phủ Thiên. Cho dù làm quán ăn riêng tư, không cần thiết phải chọn chỗ náo nhiệt ở cửa ngõ,
nhưng cụ thể chọn ở đâu thì vẫn cần Trần Kỳ cân nhắc thật kỹ. Hứa Duy nói ba cô gái bọn họ sẽ ở lại trong trạch viện đằng sau, dù chưa được thấy qua nơi đó, Lưu Phân vẫn rất hâm mộ nói. Trạch viện tốt như thế, cả phòng trong khách sạn Tây Thành cũng không theo kịp, nổi sửa thành khách sạn, đợi khi nào có tiền thím cũng vào ở một đêm. Hôm sau là ngày tới trường học lấy thành tích, Trương Khắc vốn định tới Cẩm Hồ thảo luận kế hoạch mua nhà máy Tân Quang, tập đoàn chính thái cũng phải người tham gia. Lần này mua chỉ có nhà máy mới, không bao gồm trung tâm ẩm thực cải tạo từ nhà máy cũ, từ tháng trước Cẩm Hồ đã chính thức thông báo cho chính thái thuê tài vụ ngoài, tiến hành kiểm toán tài sản. Trương Khắc buổi tối về Tân Cẩm Viên, được cha nói cho biết lần này thành tích thi cuối kỳ không tệ, còn xếp được thứ 20 trong lớp. Thì ra Mã Tử Thiện từ trưa đã gọi điện thoại tới chính phủ tỉnh báo cáo thành tích của y rồi. Trương Khắc do dự, ngày kia đi Hong Kong, có thể về trước giao thừa đã là khá lắm rồi, nhưng chuyện cắm trại phải quan tâm một chút, mà chuyện mua nhà máy Tân Quang cũng không thể không hỏi tới được. Đừng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, Tạ Vãn Tình tựa hồ đang cầm cốc đứng ngoài ban công, giữa hai căn nhà vốn phải trồng hàng cây cao để đảm bảo tính riêng tư giữa các nhà, lúc này Trương Khắc thấy thiếu mấy cái cây đó cũng không có gì không hay. Vẫy tay với Tạ Vãn Tình, nhưng quá xa không thấy vẻ mặt của cô, chỉ thấy cô ra dấu gọi điện thoại, Trương Khắc lấy di động ra vẫy, Tạ Vãn Tình đặt cốc ở ban công, đi vào phòng. Em có biết mai chính thái phái ai tới không? Tạ Vãn Tình hỏi qua điện thoại. Ai tới chẳng như nhau ạ, chính thái có bao giờ nghĩ tới việc thông báo trước cho chúng ta đâu. Đan Mai sẽ tới, chính thái quyết định đột xuất, buổi tối cô ta mới gọi điện cho chị. Ồ, Trương Khắc ngạc nhiên. Y quen Đan Mai lâu rồi, thời ban đầu mới thành lập Hải Thái, Đan Mai đại biểu cho chính thái làm tổng giám tài vụ của Hải Thái. Thế nhưng khi chính thái chính thức mua cổ phần của Cẩm Hồ thì Đan Mai từ đầu tới cuối không xuất hiện. Đại khái là bên chính thái lo Đan Mai quá thân thiết với bên này. Chuyến này phái Đan Mai tới, ra là bọn họ muốn hòa hoãn quan hệ với chúng ta à? Chị cũng nghĩ thế, tóm lại Đan Mai tới tốt hơn bất kỳ ai khác. Tạ Vãn Tình không hề che giấu ghét bỏ những người khác trong nhà họ Tạ. Nếu Đan Mai tới thì cuộc họp ngày mai em không tham gia nữa, chẳng có kích thích gì cả, em hy vọng Tạ Kiếm Nam tới cơ. Trương Khắc nuối tiếc nói. Chắc là bọn họ thất vọng lắm, ban đầu muốn lấy tiến độ thu mua để bóp cổ chúng ta mà. Hi hi. Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, ái đạt hiện như mặt trời giữa trưa, chính thái tất nhiên thu lại thái độ hùng hổ của mình. Về giá mua. Em muốn nâng cao lên một chút, cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của khu thành Nam, chắc sẽ làm nhà họ Tạ chố mắt. Có điều phải để cho bọn họ biết, chúng ta và bọn họ sẽ không đứng cùng một chiến tuyến. Cũng được. Tạ Vãn Tình đồng ý. Chỉ sợ chính thái không bằng lòng. Kệ họ. Trương Khắc rừng rưng. Nhưng mà em thấy họ sẽ không giơ cái bản mặt hầm hầm dọa người khác mãi ra đâu. Tạ Vãn Tình cười khúc khích. Về giá thu mua. Chú hai chỉ có trao đổi điện thoại với chị vài lần, mập mờ tỏ ý hy vọng thông qua ảnh hưởng của ông nội chỉ đồng hạ thấp giá mua, trong mắt ông ta, đó là chuyện ba bên đều có lợi. Đừng nói là nâng cao giá mua, mà đúng giá, bọn họ cũng thất vọng lắm. Thất vọng ư, vậy cứ để bọn họ thất vọng đi, nếu chẳng phải đối phương là chính phủ thành Nam, em còn lo chính thái đợi có giá đưa ra rồi sẽ tố cáo chúng ta thông đồng để mưu lợi. Đối với chính thái, Trương Khắc luôn đề phòng khả năng xấu nhất có thể. Hải Dụ, Việt Tú, chính thái là đại cổ đông của Cẩm Hồ, nâng giá mua lên, nhìn có vẻ cả ba phía đều tổn thất, nhưng với quan hệ mật giữa Hải Dụ, Việt Tú và khu thành Nam, bên này bỏ ra thêm bao nhiêu, bên kia có thể bồi thường lại, cuối cùng chỉ có tập đoàn chính thái tổn hại. Chắc là nhà họ Tạ cũng nghĩ như thế. Bọn họ cũng nghĩ như thế cũng tốt, trước kia dùng tiền ép người ta, thì phải lường trước sẽ gặp phải cảnh này chứ. Không hiểu có nổi điên lên không? Tối mai em sẽ mời Đan Mai ăn cơm nhé. Trương Khắc khoe khoang. Buổi sáng em tới trường lấy thành tích, chị biết em thi được bao nhiêu điểm không? Hi hi, biết rồi, vừa về đã được nghe nói rồi. Trương Khắc đang ngủ say thì bị điện thoại đánh thức, làm y hối hận không tắt máy, bật đèn lên thì thấy mới 5 giờ, bên ngoài trời còn tối đen. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì mày biết tay tao. Trương Khắc hăm dọa Đỗ Phi. Biết hôm qua mày bận việc nên tao làm phiền, chuyện cắm trại tao đã lập xong phương án, muốn mày xem trước để quyết định. Ai thích xem đi mà xem. Trương Khắc dở khóc dở cười, Đỗ Phi nếu biết quan tâm tới y thật thì đã đợi một tiếng nữa mới gọi điện thoại, đoán chừng tên tiểu tử này vừa viết xong phương án, hưng phấn quá không ngủ được nên mới gọi điện quấy nhiễu y.
Đỗ Phi cười hì hì. Mày bỏ tiền mà, phải đợi mày quyết định chứ. Trừ mày và Đường Thanh thì ai biết tao bỏ tiền. Mày đừng có làm phiền tao, tao phải ngủ 2 tiếng nữa mới dậy. Cảnh cáo mày cũng đừng có làm phiền Đường Thanh, cô ấy không được ngủ đủ giấc, sẽ nổi điên cực kỳ đáng sợ đấy. Mày đi mà tâm sự với cô giáo lý của mày ấy. Trương Khắc tức tối phát tiết một hồi rồi mặc xác Đỗ Phi, tắt máy, ôm gối ngủ tiếp. Phương án cắm trại đại khái đã có, toàn trường có 3.000 học sinh trong trường nếu đều tham gia thì quy mô quá lớn, sẽ tạo thành ẩn họa về an toàn. Biện pháp trung hòa là chỉ có một phần học sinh miễn toàn bộ chi phí, học sinh tự nguyện tham gia sẽ phải bỏ một phần chi phí, Ái Đạt tài trợ một phần chi phí, khống chế chừng 300 người. Do cần chủ nhiệm các lớp công bố chuyện này trên lớp, nên cần phải xác định phương án trước. Trương Khắc lái xe đưa Đường Thanh tới trường thì Đỗ Phi và Lý Chi Phương đã tới được 2 tiếng rồi. Trương Khắc tới ngoài văn phòng Lý Chi Phương, thò đầu vào thấy bên trong còn có 2 giáo viên đoàn trường, mấy cán bộ học sinh trong hội hội sinh, Trần Phi Dung cũng trong số đó, liền rụt đầu lại, để Đường Thanh vào một mình. Chương 305, cuộc chạm trán bất ngờ. Trương Khắc, em vào đây góp ý đi. Lý Chi Phương gọi Trương Khắc lại, chuyện tài trợ do Trương Khắc gợi ý đầu tiên, tiếp đó Đỗ Phi và Đường Thanh liên lạc, nên trường học cho rằng Ái Đạt tài trợ là thông qua ảnh hưởng của Đường Học Khiêm và Đỗ Tiểu Sơn, Lý Chi Phương đương nhiên cũng chỉ suy nghĩ như thế. Trương Khắc đành đi vào, đứng ở bên nghe bọn họ thảo luận, không phát biểu ý kiến, không thể thừa nhận học sinh cao trung rất có trí tưởng tượng, nhưng khi trưởng thành rồi, trí tưởng tượng dần cạn kiệt, cán bộ hội học sinh trước đó còn chưa biết gì về việc cắm trại. Lúc này đưa ra rất nhiều ý kiến. Hiện cần xác định cụ thể thời gian, và chi phí học sinh phải chịu, các lớp chọn 10 học sinh học giỏi đạo đức tốt chủ yếu là học giỏi, miễn phí hoàn toàn chi phí, hơn nữa còn liên hệ trại trẻ mồ côi, mời tất cả các em nhi đồng tham gia nhân số chừng 50 em để hoạt động càng tăng thêm sắc thái công ích. Trần Phi Dung và Chu Hiểu Lộ là học sinh giỏi đạo đức tốt nên đều có thể tham gia miễn phí. Có điều với nhà Trần Phi Dung hiện nay cũng chẳng thiếu chút tiền đó, nhưng ai bảo cô có thành tích tốt. Cắm trại được xác định vào ngày mùng 6 Tết, việc cụ thể bao gồm liên hệ công ty du lịch, bến cảng đều phải an bài trước. Trần Phi Dung là thành viên hội học sinh, lại ở trong thành phố, được tuyển cử phụ trách chuẩn bị hoạt động cắm trại. Lý Chi Phương còn nhiệt tình tiến cử thêm Trương Khắc, làm y không nỡ nhân tâm cự tuyệt kỳ vọng của cô, nhưng y phải đi Hong Kong, đành nói thẳng. Trước Tết em phải đi Hong Kong rồi, chắc không có thời gian. Tức thì nghe thấy mấy tiếng huýt sáo từ đám học sinh, làm như y nói thế là để khoe khoang vậy. Trần Phi Dung sửng sốt, tối qua ăn cơm Trương Khắc không để lộ ra chút nào, trong lòng nghi hoặc, ngày mai Hứa Tư đi Hong Kong rồi, Trương Khắc nếu cũng đi, không thể không nói trước với Hứa Tư. Cô đâu biết, Trương Khắc và Hứa Tư căn bản đi cùng chuyến bay. Trương Khắc để chiếc Volvo lại cho Đỗ Phi, hắn không có xe thì không tiện. Công ty phái người đưa y, Hứa Tư, Đào Hành Kiệt, Phó Tuấn tới tỉnh thành, ngồi máy bay tới thẳng Thâm Quyến, dừng lại ở Thâm Quyến, xem công ty do Thịnh Thanh và Lương Quân thành lập, ngày 14 tháng 2 mới tới Hong Kong. Sinh nhật Tôn Tĩnh Mông vào ngày 16 tháng 2, là ngày 28 tháng Chạp, vào ngày này người trong nước thường không đi xa, Diệp Kiến Bân ngoan ngoãn ở lại tỉnh thành, Trương Khắc còn tưởng y là người duy nhất từ nội địa chuyên môn tới tham gia tiệc sinh nhật của Tôn Tĩnh Mông. Đám Trương Khắc lái xe qua cửa khẩu, Trung Lệ vợ Đào Hành Kiện đợi bọn họ trong một nhà hàng phong cách Anh, đó là mỹ nhân đoan trang, thanh thoát tuổi chừng 29, vì chồng mà cô bị ép phải từ chức ở Huệ Sơn, không muốn kiếm việc ngay, muốn tới Hong Kong học. Ngài Trương có phải không? Trung Lệ đứng ở bậc thềm đi xuống chào hỏi, rất lịch sự. Hành Kiện đã kể với tôi rất nhiều chuyện nhưng tôi không tin, hôm nay được gặp Ngài Trương, tôi gần như đã tin rồi. Trương Khắc liếc nhìn Đào Hành Kiện. Không hiểu hắn miêu tả mình với vợ ra sao, mỉm cười đáp lễ. Trung Lệ đã an bài chỗ ở tại Hong Kong, Đào Hành Kiện tất nhiên đi theo vợ, chỗ ở của Phó Tuấn thì giao cho nhân viên công ty an bài thay, nhưng chị em họ Tôn rất nhiệt tình an bài khách sạn cho họ, Trương Khắc không tiện từ chối. Mỗi năm hết Tết đến, cửa khẩu vô cùng đông đúc, chẳng biết được lúc nào mới tới nơi được, cho nên không bảo chị em Tôn Tĩnh Hương chờ ở khách sạn, chỉ nó khi nào đến nơi sẽ gọi điện cho họ. Đó là một kiến trúc cận đại không cao lắm, nhưng trang hoàng sang trọng lộng lẫy, trong đại sảnh treo vô vàn đèn pha lê tỏa ánh sáng lung linh. Trương Khắc ngẩng đầu lên ngắm nhìn những chiếc đèn pha lê đủ kiểu dáng, đột nhiên thấy Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh đứng trên cầu thang tầng 2. Trong đầu Trương Khắc lóe lên một ý nghĩ, Tạ Kiếm Nam cũng được mời tham dự sinh nhật Tôn Tĩnh Mông. Nghĩ như thế rất bình thường,
khách sạn này vốn do Tôn Tĩnh Hương an bài. Tạ Kiếm Nam đang xuống lầu, nhìn thấy đám Trương Khác đi lên, tức thì kinh ngạc đứng sững tại chỗ, ánh mắt nhìn qua Hứa Tư đi sau Trương Khác, một năm rồi không gặp, sau buổi sáng hôm đó, Hứa Tư vẫn thế, khuôn mặt vẫn kiểu diễm động lòng người, chỉ có điều làn da thêm sáng bóng, bầu ngực càng thêm đầy đặn đầy quyến rũ, phong tình càng mê người, hiển nhiên được nam nhân chăm sóc tưới tắm, Tạ Kiếm Nam thầm nghiến răng căm hận. Nhưng dù trong lòng căm hận đến đâu, bề ngoài hắn vẫn tỏ ra ôn hòa, nụ cười cũng không thiếu. Trương Khác đưa tay ra vuốt tai Hứa Tư, gỡ chiếc hòa tai kia xuống. Cô gái gặp trên đường cao tốc đó sao? Hứa Tư hiểu răn gay, hỏi nhỏ. Trương Khác gật đầu, liếc nhìn Trần Tĩnh đang theo Tạ Kiếm Nam đi xuống, cô có vóc dáng cao, đôi mắt sâu hun hút như hồ nước mang nghi hoặc lớn, nhưng rất sáng. Tạ Tử Gia tính cách quái đản, còn Trần Tĩnh trừ thân hình nóng bỏng, thì tính cách ôn hòa, Trương Khác đoán chiếc hoa tai Tạ Tử Gia ném trên xe y là của Trần Tĩnh, chi tiết cụ thể không rõ, nhưng nếu Trần Tĩnh không kể chuyện này cho Tạ Kiếm Nam, mà hắn lại nhìn thấy chiếc hoa tai trên tai Hứa Tư, thì với người có tính cách âm hiểm như hắn, chắc sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Thật bất ngờ, Khác thiếu gia cũng tới dự sinh nhật của tiểu thư Tôn gia sao? Tạ Kiếm Nam khi đưa tay ra mắt vẫn còn liếc nhìn Hứa Tư. Đúng thế. Trương Khác vừa lên tiếng làm Trần Tĩnh ngạc nhiên há miệng ra, vừa rồi cô đem hết sự chú ý đặt lên vẻ đẹp lộng lẫy ngọt ngào, như làn hương thơm mềm mại của Hứa Tư, đang thầm nghĩ, nữ nhân của anh chàng Câm đó thật đẹp thì anh chàng Câm lên tiếng. Trương Khác nhìn ra sự ngạc nhiên của Trần Tĩnh, chủ động đưa tay ra hỏi. Xin hỏi tiểu thư là... Trần Tĩnh, thường được nghe Kiếm Nam nói tới Khác thiếu gia. Trần Tĩnh ma xui quỷ khiến thế nào lại không muốn để Tạ Kiếm Nam biết Trương Khác là tên Câm cô và Tạ Tử Gia gặp trên đường cao tốc, vờ như lần đầu tiên gặp mặt. Trương Khác chưa bao giờ nghe Tôn Tĩnh Hương kể chị em cô quen Tạ Kiếm Nam, nếu quen, đã được nghe Diệp Kiến Bân kể chuyện ân oán giữa y và Tạ Kiếm Nam rồi. Nhưng mà những nhà phú quý thường lấy sinh nhật của tiểu bối tổ chức thành hoạt động xã giao lớn, chẳng trách Tôn Tĩnh Hương khi nói tới chuyện này vẻ mặt có vẻ khó chịu. Nhà họ Cát ở Hong Kong gia nghiệp lớn, ban đầu cùng Hải Thái chia sẻ quyền đại lý của Ericsson trong tỉnh Đông Hải, còn cho chính Thái và cá nhân Tạ Kiếm Nam mua lại Gia Tín. Có lẽ chỉ là một hòn đá dò đường của tập đoàn Gia Tín, dù sao Cát Minh Nghĩa chủ nhân của công ty Gia Tín chỉ là một nhân vật không quan trọng lắm trong nhà họ Cát. Chắc nhà họ Tạ thông qua đó mà quen với nhà họ Cát, cũng có lẽ là sớm quen biết trước đó rồi, một số chuyện Tạ Vãn Tình chưa chắc đã rõ, dù sao cô không gần gũi lắm với gia tộc. Cát Minh Nghĩa xem ra không phải là người có tầm nhìn xa, chỉ vì chút lợi nhỏ mà đem cả mạng lưới tiêu thụ khó khăn lắm mới tạo dựng lên được bán hết cho nhà họ Tạ, không để lại chút nào. Hai bên không hề có ý nói chuyện sâu hơn ở nơi này, chẳng qua gặp nhau mà không chào một tiếng tỏ ra quá thiếu phong độ, chào hỏi xong tìm không ra, hoặc căn bản cả hai bên đều không muốn kiếm đề tài nói chuyện, đứng nở ra đó không khí bắt đầu trở nên có phần gượng gạo, Trương Khác thực sự chẳng muốn nói thêm một câu với loại người như Tạ Kiếm Nam. May là phục vụ khách sạn xách đồ đi trước quay đầu lại, đợi nhóm Trương Khác, y liền vẫy tay tạm biệt lên lầu. Cô ta sao giả vờ không biết cậu nhỉ? Hứa Tư kéo rèm ngoài cửa kính lên, nhìn tán cây xào xạc không ngừng dưới con gió mùa đông rét buốt thổi ù ù, tâm tình cô rất tốt, nói chuyện vừa rồi. Em chẳng biết, có lẽ thấy nói ra trước mặt mọi người thì xấu hổ, hì hì, bị người ta lửa có phải là chuyện gì vinh dự đâu. Trương Khác cợt nhả, giang tay ra ôm Hứa Tư ngồi vào lòng. Rồi gọi điện cho Tôn Tĩnh Hương nói bọn họ đã tới khách sạn rồi. Chương 306, trò chuyện đêm mưa. Tôn Tĩnh Hương áy náy nói. Xin lỗi nhé, để tôi đổi khách sạn mọi người, Tạ Kiếm Nam là bên kia mời, chị em chúng tôi không biết trước. Diệp Tiểu Đồng còn đi cùng chuyến bay với họ. Trương Khác cười lớn. Tiểu Đồng không đánh nhau với hắn trên máy bay chứ. Hiện chiếc BMW của Diệp Tiểu Đồng chính là do Tạ Kiếm Nam đền cho. Chẳng những không đánh nhau mà còn nói chuyện vui vẻ mấy tiếng đồng hồ. Diệp Tiểu Đồng cướp lấy điện thoại, nói tới hai chữ vui vẻ gần như rít lên. Ai mà ngờ lại còn ngồi kề nhau chứ, mẹ nó. Trương Khác cười phá lên, nhớ lại vừa rồi chỉ hàn huyên một hai câu với Tạ Kiếm Nam cảm thấy tốn sức, không ngờ Diệp Tiểu Đồng ngồi cạnh Tạ Kiếm Nam suốt cả chuyến bay, chẳng trách Diệp Tiểu Thư phải chửi bậy. Ở cùng một khách sạn lại còn cùng luôn một tầng, đúng là rất khó xử. Có điều cũng chẳng nhất thiết phải đổi khách sạn làm gì, Trương Khác chống cằm lên vai Hứa Tư, hai người kề sát mặt nhau cùng nghe điện thoại bên kia. Điện thoại lại chuyển qua tay Tôn Tĩnh Hương, Trương Khác hỏi. Không sao, khách sạn này đẹp lắm, tôi rất thích, không cần đổi nữa.
tôi cũng có chỗ ở tại Hong Kong, ngứa mắt lắm thì không ở khách sạn nữa là được. Tiểu Đồng sao lại tới Hong Kong, anh Diệp không phải là không có thời gian tới sao? Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương là đôi tình nhân thanh mai trúc mã, hai nhà một dạo còn là hàng xóm, chẳng biết Diệp Tiểu Đồng có biết quan hệ giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương không? Có điều trong ấn tượng của Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng chưa bao giờ tới 1978. Chỉ Tiểu Đồng và Tâm Văn tới, Kiến Bân không đi được. Giọng Tôn Tĩnh Hương đượm buồn, sinh nhật em gái là trường hợp hiếm hoi cô có thể và Diệp Kiến Bân có thể bán công khai ở bên nhau. Tôn Tĩnh Hương mời Trương Khác ăn cơm, Tôn Tĩnh Mông phải chiêu đãi bạn học, cô ta còn đón cả mấy bạn học thân thiết tới Hong Kong ăn Tết. Ở Hong Kong Trương Khác không cần che giấu quan hệ thân mật với Hứa Tư. Khi ăn cơm Diệp Tiểu Đồng lại đem ân oán giữa bọn họ với Tạ Kiếm Nam ra kể một lần, lúc này mọi người mới biết chuyện ban đầu do Hứa Tư quá đẹp gây ra, phân tích kỹ càng ra thì do Trương Khác quá hẹp hòi, nhìn thấy mỹ nữ, nam nhân bình thường đều theo đuổi, khoe khoang một chút cũng chẳng phải tội ác lớn. Tôn Tĩnh Hương cười nói, hôm qua khi cùng nhau ăn cơm, nghe họ kể, Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh yêu nhau khi du học bên nước ngoài. Thế là không còn ai đồng tình với Tạ Kiếm Nam nữa. Hỏi ra mới biết Tạ Kiếm Nam tham gia tiệc sinh nhật này là do Cát Ấm Quân cháu trai Cát Cảnh Thành mời. Tạ Kiếm Nam và Cát Ấm Quân cùng học ở Cambridge, có điều Cát Ấm Quân về Hong Kong từ 2 năm trước, Tạ Kiếm Nam thuận lợi mua được hải thái là do Cát Ấm Quân giúp. Rõ ràng là sinh nhật của Tôn Tĩnh Mông, vậy mà khách mời cô cũng chẳng được toàn quyền lựa chọn, có thể thấy lời Tôn Tĩnh Hương trước kia nói không sai, địa vị của phụ nữ trong gia tộc họ Cát rất thấp. Cát Ấm Quân là người thừa kế chính trong thế hệ của Tôn Tĩnh Hương. Khách mà hắn mời còn nhiều hơn cả khách của Tôn Tĩnh Mông, làm người ta có cảm giác khách mạnh lấn chủ, nghe Tôn Tĩnh Hương nói, em gái cô rất không bằng lòng. Hỏi quầy phục vụ, được biết Tạ Kiếm Nam và Trần Tĩnh ở trong hai gian phòng sát bên phòng họ, Trương Khác để Phó Tuấn ở lại khách sạn, y và Hứa Tư tới căn nhà bên cạnh Đại học Hong Kong. Đợi ít Hong Kong cách khách sạn khá xa, lái xe đi dưới ánh trăng, ánh sáng bạc chiếu qua cửa sổ dưới lên người, như hơi thở nhẹ nhàng của Hằng Nga. Hứa Tư thấy Trương Khác yên tĩnh ngắm nhìn ánh trăng chiếu vào, hỏi. Đang nghĩ gì đấy? Ban đêm, sự huyên náo tới ngột ngạt ban ngày đã biến mất không còn chút tung tích nào, trên con đường rộng tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng tan nát xuyên qua tán là rung rinh. Còn 3 ngày nữa là Tết rồi, nếu không phải đặc biệt tới Hong Kong ăn Tết thì Tạ Kiếm Nam tới dự tiệc sinh nhật của Tôn Tĩnh Mông đại khái giống chúng ta, hạng trang múa kiếm ý ở bái công. Hứa Tư đưa tay tới. Ngón tay luồn vào mái tóc của Trương Khác xoa nhẹ, để y thả lòng, cảm thấy Trương Khác thật khổ cực, nói. Có lẽ thế, hắn không quen Tôn Tĩnh Mông, chẳng thể vì sinh nhật một cô gái không quen biết mà bay từ nội địa sang. Đột nhiên mây đen ở đâu kéo tới, gió nổi lên, rồi một tia chớp chói lòa xé toạc bầu trời đêm, như có một quả lựu đạn nổ ngay trên nóc xe, tiếng sấm lớn Hứa Tư giật mình, thiếu chút nữa làm xe đâm vào cột đèn bên đường. Mùa đông ở Hong Kong cũng có sấm sao? Trương Khác ôm lấy eo Hứa Tư, để cô yên tâm trở lại. Nghe nói là rất ít, xem chừng sắp có mưa to rồi. Hứa Tư đưa một tay lên vỗ vỗ ngực, vừa rồi cô sợ thực sự, những giọt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp lên cửa kính, ban đầu chỉ bắn lên một hai đóa hoa nước, nhưng chỉ chớp mắt sau mưa chút xuống như thác đổ, gió cũng mạnh hơn rất nhiều, mấy tấm biển hiệu ngoài cửa bị gió thổi tung. May mà nhà ở ngay trước mặt rồi, Hứa Tư đưa xe vào bãi đổ, thở phào một hơi dài. Bên ngoài ngoại trừ tiếng cuồng phong gào thét thì không còn nghe thấy âm thanh nào khác, thế giới hoàn toàn bị ngăn cách chỉ còn lại hai người, cảm giác thật mỹ diệu. Ngồi trên xe một lúc, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, tới khi bên ngoài có xe đi vào, hai người mới nắm tay nhau lên phòng. Uống cà phê hay gì đây? Hứa Tư hỏi. Chị có rượu không? Hứa Tư lấy ra một chai Hennessy trong tủ rượu, bên trong còn có một chai rượu nữa, đều chuyên môn chuẩn bị cho Trương Khác. Tôi luôn muốn thử tư vị uống say ra sao, say rồi, cậu không được bắt nạt tôi đâu đấy. Hứa Tư nói thế làm Trương Khác còn chưa uống rượu đã ngây ngất, y cũng hy vọng Hứa Tư buông thả một chút trước mặt mình, nam nhân thiên hạ đều như thế, muốn có được trọn vẹn cơ thể lẫn trái tim nữ nhân đại khái cũng thế, bất kể thế nào trong lòng Hứa Tư chắc chắn có ít nhiều kiềm nén. Trương Khác nói, uống thật thống khoái một lần cũng tốt. Trương Khác vào bếp rửa sạch hai chiếc ly đế cao. Rót đầy rượu ình và Hứa Tư, ôm nhau trên giường, vừa nghe tiếng gió mưa bên ngoài vừa uống rượu tán gẫu. Nữ nhân uống rượu càng có thêm phong tình, Trương Khác không ngờ Hứa Tư muốn uống say thật, cả một chai rượu mà cô uống tới một nửa, khuôn mặt kiểu diễm hồng rực lên như lửa đầy dụ hoặc, Hứa Tư nói hơi đau đầu,
đứng dậy đi rửa mặt, chân nhũn ra, may mà Trương Khác ôm lấy cô. Tim đập dữ quá. Hứa Tư mắt mơ màng nhìn Trương Khác. Ngủ đi, ngủ một giấc là ổn. Trương Khác thương xót giúp Hứa Tư cởi y phục, chỉ để lại quần áo lót, trong phòng không có bật điều hòa. Trương Khác sợ cô bị lạnh, vội vàng đắp chăn lên cho cô, nắm bàn tay mềm mại, nói nhỏ. Chị ngốc à, muốn say thật sao? Hứa Tư đột nhiên ôm chặt lấy người Trương Khác, nước mắt trào ra như đê vỡ, làm Trương Khác hoảng hốt, trái tim như bị ai cầm dao cứa không thương xót, đau đớn vô cùng. Hứa Tư lẩm bẩm. Trương Khác, ôm chặt tôi lạnh. Trương Khác cởi hết y phục, chui vào trong chăn, ôm chặt Hứa Tư vào lòng, cảm thấy cơ thể cô đang run rẩy từng chập, không biết là do uống rượu hay do nguyên nhân khác, có lẽ lần này về Hải Châu đã xảy ra chuyện gì đó, Hứa Tư trông thật yếu đuối tội nghiệp. Trương Khác siết thật chặt cơ thể Hứa Tư, nhưng Hứa Tư vẫn cảm thấy lạnh, Trương Khác thì cảm thấy người nóng hầm hập, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, tay vuốt dọc tấm lưng nõn nà rồi luồn vào trong quần lót của Hứa Tư, vuốt cắp mông tròn, ngón tay ấn nhẹ nhẹ chỗ thịt non mềm giữa hai chân Hứa Tư, mút cánh môi đỏ ướt át, tham lam như muốn nuốt chửng lưỡi cô. Hứa Tư cũng dần động tình, móng tay mỗi lúc bấu vào lưng Trương Khác càng chặt hơn, nhắm mắt lại, bắt đầu rên rỉ khe khẽ. Muốn, tôi muốn. Hứa Tư say rượu tỏ ra mạnh mẽ dũng cảm hơn thường ngày rất nhiều, đẩy Trương Khác nằm xuống giường, cưỡi lên người y, khoái cảm mới mẻ làm Hứa Tư kêu lên một tiếng dài sung sướng, mái tóc xõa tung, khuôn mặt thanh tú ửng hồng, môi cắn chặt, hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng nõn lẩm tấm mồ hôi, hai bầu vú nảy lên tưng tưng, hai cơ thể trần truồng va đập vào nhau dữ dội trong bản giao hưởng cuồng si. Qua một phen mây mưa, Hứa Tư đã tỉnh rượu, quay trở lại bản tính, xấu hổ vì chuyện cuồng dại vừa rồi, bắt Trương Khác quay người đi, ôm lấy y từ đằng sau, cọ sát bầu vú nóng hừng hực vào lưng y, mái tóc dày gần như che phủ hết đầu Trương Khác. Lần này về nhà, người nhà bắt tôi đi xem mắt, đối phương là bạn học cao trung của tôi, vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vào Đông Lệ làm kỹ sư. Hứa Tư ghé sát miệng vào tai Trương Khác, nói ra nguyên nhân cô đột nhiên bật khóc, cô biết mình không muốn nói, Trương Khác sẽ không hỏi, nhưng cả hai chung quy không thể coi như chuyện này chưa xảy ra. Điều kiện đối phương rất tốt đấy. Trương Khác cố giữ phong độ nói. Hứa Tư chống người ngồi dậy, lần nữa đè lên người Trương Khác, nhìn sâu vào đôi mắt đen thâm thúy của y. Lời này là thật hay giả? Trương Khác ngồi dựa vào thành giường, để Hứa Tư nằm trong lòng mình, cười nói. Em thế nào cũng không thể để mình trông quá ích kỷ, để chị ghét bỏ chứ. Vậy chị có đi xem mắt không? À không nên gọi là đi xem mắt, có đi gặp bạn cũ không? Có đi, hôm kia ở tị phong đường của Tiền Môn, anh ta vừa gặp tôi, nói từ cao trung tới giờ vẫn luôn thầm yêu tôi, mấy năm qua vẫn chưa bao giờ quên, anh ấy mong được tiếp xúc sâu hơn. Hứa Tư tiếp tục thủ thỉ. Ồ, vậy chị trả lời ra sao? Trương Khác cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình thường. Nhưng đôi tay ôm chặt lấy người Hứa Tư đã tố cáo suy nghĩ thật của y. Cái hoa tai kia đâu? Hứa Tư đột nhiên đổi chủ đề. Chị tìm nó làm gì, chắc là trong túi. Hứa Tư ngồi dậy, lục tìm túi của Trương Khác lấy chiếc hoa tai kia, rồi tiếp tục nằm lên ngực Trương Khác, đưa chiếc nhẫn ra trước mắt y nói. Khi ấy tôi tháo chiếc hoa tai này xuống, đưa cho anh ta xem, nói một chiếc hoa tai thế này chỉ cần 2-3 nghìn là mua được, nhưng có thêm ký hiệu CK này. Thì phải cần cái giá gấp 10 lần mới thể hiện được giá trị của nó. Anh ta chửi tôi là hạng tham hư vinh, nói anh ta không hỏi tới chuyện trước kia của tôi, vậy mà không ngờ còn bị tôi sỉ nhục. Sau đó anh ta bỏ đi. Trương Khác đưa tay lau đi giọt nước mắt long lánh tràn ra ngoài khóe mi Hứa Tư, lòng trào dâng yêu thương vô hạn. Tình yêu đâu phải là chuyện đơn giản, anh ta ngay cả chút lòng tham hư vinh của nữ nhân chẳng bao dung nổi, sao xứng nói gì tới tình yêu. Hứa Tư cười buồn. Rất nhiều người muốn làm người bình thường, nếu anh ta làm người bình thường, sẽ nhận ra làm người bình thường không tốt chút nào. Đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu không xảy ra bao chuyện như thế, làm một người bình thường thực sự liệu có sống tốt thật không? Hiện tôi dần dần hiểu ra rồi, không tốt chút nào cả. Tôi muốn có cuộc sống thật yên bình, mà cuộc sống yên bình đó chỉ có cậu mới có thể đem lại cho tôi. Cái xã hội này tàn khốc như vậy đấy, gần như tất cả nam nhân đều cho rằng nữ nhân xinh đẹp không biết thỏa mãn. Cho nên ra sức dụ dỗ, đối với một phụ nữ xinh đẹp mà nói, một cuộc sống yên bình, chắc là điều khó khăn nhất. Hai người tắm rửa xong rồi đi ngủ, bên ngoài mưa gió vẫn chưa dừng. Hứa Tư chút được tâm sự ngủ rất say, Trương Khác thì ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, trong người tình dục vẫn cuộn trào, nhưng chỉ lặng lẽ ngầm nhìn Hứa Tư,
lòng tràn ngập yêu thương và cảm động, cơ thể trần truồng trước mắt y là một tuyệt tác của tạo hóa, làn da hồng hào trắng mịn, suối tóc đen huyền xóa tán loạn trên chiếc cổ thiên nga mịn màng và bờ vai trơn mịn. Vòng eo nhỏ nhắn tôn lên bờ mông nở nang của phụ nữ lên đỉnh cao của cái đẹp, khe sâu giữa hai chân giết chết bất kỳ nam nhân nào rơi vào đó. Trương Khắc hôn nhẹ lên môi cô, yêu thương trìu mến thì thầm lời hứa của đời người. Ánh ban mai chiếu vào phòng, Trương Khắc rất miễn cưỡng mở mắt ra, thấy Hứa Tư đã tỉnh rồi, đôi mắt đẹp đang chăm chú nhìn mình, sợ làm y tỉnh giấc vẫn giữ nguyên tư thế lúc tỉnh dậy. Chăn chỉ đắp lên thân dưới của hai người, đôi nhũ phong trắng như tuyết tròn căng, vừa đầy đặn vừa cao ngất như hai đỉnh núi, trên đỉnh nhũ phong là một vòng nhũ vựng nhàn nhạt, núm vũ màu hồng xinh xắn đáng yêu giống như hai củ lạc bóc vỏ, đang khe khẽ run rẩy thẹn thùng. Trương Khắc cảm thấy hạ thể cứng như sắt, chọc ngay giữa hai chân Hứa Tư, lửa dục trong y bừng cháy phừng phừng, Trương Khắc chẳng nghĩ tới một tích tắc ưỡn lưng ấn vào, đào nguyên trơn tu tiến vào hết sức thuận lợi. Trương Khắc kêu một tiếng mãn nguyện. Không phải chỉ thừa lúc em chưa tỉnh lén lút khiêu khích em đấy chứ. Muốn chết à, thấy cậu ngủ say như thế tôi không muốn đánh thức, cậu tưởng bị cậu chọc vào như thế dễ chịu lắm à. Hứa Tư thở hổn hết trách móc, chỉ trách hai người khi ngủ còn quấn chặt lấy nhau như thế. Trương Khắc để Hứa Tư ngồi trên người mình, hạ thân hai người vẫn không tách rời nhau, tư thế này thuận tiện cho Trương Khắc nắm nhìn đôi mắt Hứa Tư, mỗi khi nhìn vào đó y cảm giác như ở trong mộng, khẽ liếm vành tai Hứa Tư nói nhỏ. Hôm qua chỉ hại em cả đêm rồi, giờ phải bù lại. Hứa Tư mặt đỏ dừ, cô gái hoang dại đêm qua đã tỉnh rượu rồi, tư thế quá phóng đãng này làm cô xấu hổ không thôi, nhưng cơ thể cũng bừng lên khao khát, thân dưới dạo dực như hòn than, đành nhắm mắt giấu mặt vào vai y để mặc cho đôi tay ma quái tìm tới bầu ngực dày vò, mông nhịp nhàng lên xuống hưởng ứng. Dưới ánh ban mai, hai cơ thể lại hòa nhịp hoan ca, Trương Khắc muốn để Hứa Tư cảm thụ cảm giác làm nữ nhân, chú ý hạ thấp tiết tấu, đưa Hứa Tư lên đỉnh khoái cảm hết đợt này tới đợt khác. Buổi trưa còn phải ăn cơm mới cha Tôn Tĩnh Hương, Tôn Thượng Nghĩ phó tổ giám đốc tập đoàn Gia Tín, Trương Khắc và Hứa Tư nằm lì trên giường tới 9 giờ rồi dậy. Năm 86 cả nhà Tôn Thượng Nghĩa di cư sang Hong Kong, khi đó Tôn Tĩnh Hương vừa tròn 20, học hệ âm nhạc Đại học Hong Kong, còn mang mộng tưởng làm ca sĩ, khi đi học còn tích cực tìm công ty đào tạo thi làm ca sĩ, thậm chí có cơ hội biểu diễn. Lúc đó nhà họ Cát dùng hành động thực tế nói cho cô biết, không có nhà họ Tôn gì hết. Nhà bọn họ chỉ là một nhánh của nhà họ Cát không cho nữ nhân xuất đầu lộ diện ở ngoài, càng đừng nói tới vào giới biểu diễn. Hong Kong quá nhỏ, ảnh hưởng của nhà họ Cát quá lớn, dù Tôn Tĩnh Hương muốn rời bỏ gia tộc thực hiện mơ ước cũng không thể. Tôn Tĩnh Hương tốt nghiệp xong tới công ty chế tác âm nhạc làm việc 2 năm, cảm thấy nhạt nhẽo, sang Mỹ học chế tác âm nhạc 2 năm, nhưng không tiếp tục làm việc trong nghề này, quay trở lại nội địa, bí mật qua lại với Diệp Kiến Bân người yêu thời thiếu nữa. Vậy mà thoáng cái đã 10 năm. Mặc dù Tôn Tĩnh Hương trông vẫn còn hết sức trẻ trung, mang vẻ đẹp thành thục dịu dàng mang rất nữ nhân thấm sâu vào lòng người, nhưng nhắc tới tuổi tác, không kìm được than. Ồ, 30 tuổi rồi. Tôn Tĩnh Hương phát ra lời cảm khái này khi cô lái xe đón Trương Khắc và Hứa Tư tới Vịnh Nước Nông, Trung Lệ lái xe của Hứa Tư, chở Đào Hành Kiện và Phó Tuấn theo đằng sau. Vịnh Nước Nông là một trong số khu dinh thự của Hong Kong. Cát Cảnh Thành cùng hai con trai một con gái của ông ta đều an bài nhà ở nơi đó. Tôn Tĩnh Hương sở dĩ chấp nhận giữ quan hệ tình nhân với Diệp Kiến Bân có một nguyên nhân quan trọng là cô không có ý nghĩ kết hôn, cô luôn cho rằng như thế sẽ thành phụ thuộc vào nam nhân, nhìn tính cách dịu dàng của cô khó mà tưởng tượng ra cô có một mặt mạnh mẽ tự chủ như thế, dù giữ quan hệ bí mật với Diệp Kiến Bân cũng là tùy hứng thú, tự do. Chương 307, Hào Trạch Vịnh Nước Nông. Dinh thự Vịnh Nước Nông đa phần xây dựa vào núi, nơi này phong cảnh vô cùng u tĩnh, nhiều kiến trúc mô phỏng phong cách châu Âu thấp thoáng giữa lưng chừng núi, thi thoảng qua cửa sổ nhìn xuống cảnh biển phía dưới, Trương Khắc cảm xúc nói. Đứng trên ban công của những ngôi nhà kia nhìn xuống Vịnh Nước Nông, chắc là có cảm giác thân thể ở giữa không vậy? Thấy thích thì có thể mua một cái, sau này tới Hong Kong có chỗ nghỉ chân, cậu sẽ thường tới Hong Kong chứ? Tôn Tĩnh Hương mỉm cười hỏi. Nhà nơi này đắt hơn ở Hải Châu cả trăm lần, thôi vậy, tôi tới Hong Kong vẫn còn chỗ để ở. Tôn Tĩnh Hương được nghe Diệp Kiến Bân kể rất nhiều chuyện của Trương Khắc, biết y mà muốn mua một biệt thự ở đây thì dễ như trở bàn tay, nhưng y không phải là người chỉ biết hưởng thụ xa hoa. Thực ra Trương Khắc yêu cầu sinh hoạt cực cao, không thiết lập chỗ trú chân lâu dài ở đây là vì địa ốc Hong Kong quá nguy hiểm. Nói đất đai ở Hong Kong đắt hơn ở Hải Châu 100 lần chẳng phải là khoa trương.
giá nhà bình quân mỗi mét vuông mười mấy 20 vạn đô la Hồng Kông rất nhiều, ở đây mua một chỗ đặt cái bồn cầu có thể mua được căn nhà kha khá ở Hải Châu rồi. Năm 94, địa ốc Hồng Kông có chút điều chỉnh, lúc này bắt đầu tăng trở lại, đạt đỉnh điểm trước cơn bão tài chính châu Á, năm 2000 lại bị trọng thương vì vỡ bong bóng Internet, địa ốc Hồng Kông rơi xuống đáy vực tới năm 2006 chưa khôi phục nguyên khí. Nếu thấy ai không vừa mắt, cứ xúi hắn đầu tư địa ốc Hồng Kông vào năm 97. Nhà của Tôn Tĩnh Hương là căn hộ độc lập có vườn hoa, do công ty dưới tập đoàn Gia Tĩnh xây dựng, cô chuyển tới đây ở đã được 5-6 năm rồi. Nếu tính giá thì ngôi nhà này ít ra cũng tới 2.000 vạn đô la Hồng Kông, vào năm 96, trong nội địa có số tiền này là được xếp hàng cực phú rồi. Tôn Thượng Nghĩa năm nay 54 tuổi, trông có vẻ trẻ hơn tuổi thực rất nhiều, mặt mày rất nghiêm túc, dù Trương Khác mang quà tới thăm, cũng chẳng hề mỉm cười lấy một cái. Bữa tiệc buổi tối tổ chức ở nhà chính của nhà họ Cát, đó là một biệt thự rộng gần 1.000 mét vuông, lấy tiêu chuẩn của nội địa mà nói, đó xứng đáng được gọi là đại trạch viện thực sự. Bữa cơm trưa là tiệc gia đình rất đơn giản. Nhà họ Diệp và nhà họ Tôn từng là hàng xóm thân thiết, cho dù nhà họ Tôn chuyển đến Hồng Kông cũng giữ liên hệ mật thiết. Tôn Thượng Nghĩ rất rõ ảnh hưởng lớn của nhà họ Diệp trong nước, Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn đến Hồng Kông ở luôn trong nhà họ Tôn. Tôn Tĩnh Mông vẫn đang chiêu đãi bạn học, tới giờ còn chưa xuất hiện. City Việt Tú HK không có tiếng tăm gì, lại đặt văn phòng xa khu trung tâm. Tôn Thượng Nghĩa nghe con gái nói công ty này có quan hệ rất sâu với điện tử Ái Đạt, lại có Diệp Tiểu Đồng ở bên cổ đồng mới đồng ý ăn trưa cùng. Dù ở Hồng Kông thì cái danh Tiêu Vương của Ái Đạt cũng làm người ta nghe sấm nổ bên tai, ngoài ra Thịnh Hâm là đại lý của Ái Đạt tại Hoa Đông, vì thế mà thường ngày Tôn Thượng Nghĩa cũng chú ý tới Ái Đạt. Đào Hành Kiện tới Hồng Kông vẫn giữ hai thân phận, trưởng phòng đầu tư của City Việt Tú HK, và trợ lý tổng giám đốc điện tử Ái Đạt. Trương Khác không chuẩn bị danh thiếp. Trình bày thẳng mục đích với Tôn Thượng Nghĩa, hy vọng thực nghiệp Gia Tín làm đại lý tiêu thụ đầu đĩa của Ái Đạt tại Hồng Kông, Ma Cao. Mục đích cuối cùng của Trương Khác là mua thực nghiệp Gia Tín, nếu mà đưa ra ngay yêu cầu như vậy chỉ e bị người ta đạp bay khỏi cửa. Tập đoàn Gia Tín có thể đem công ty nhỏ không quan trọng bán lấy tiền mặt, nhưng thực nghiệp Gia Tín có mặt trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, nếu tùy tiện bán đi sẽ gây ảnh hưởng lớn tới cả tập đoàn. Lấy được quyền đại lý của Ái Đạt tại Hồng Kông, Mao Cao với cả tập đoàn Gia Tín khổng lồ mà nói không có gì to tát, nhưng với thực nghiệp Gia Tín nghiệp vụ triển khai ngày càng hạn hẹp là một lựa chọn không tệ. Trước khi nói ra mục tiêu cuối cùng, không ngại kiến lập quan hệ hợp tác với Gia Tín ở mức độ nào đó, đó là nghệ thuật nhử mồi, mục tiêu phải phân chia ra, thực hiện từng bước một. Ái Đạt muốn khai phát thị trường hải ngoại sớm thế sao? Tôn Thượng Nghĩa là người thông minh. Còn ở các nơi khác, Ái Đạt đã có người hợp tác chưa? Lấy được quyền đại lý ở Hồng Kông, Ma Cao với thực nghiệp Gia Tín đang gặp vô vàn khó khăn mà nói không giúp ích được nhiều, nhưng nếu có quyền đại lý hải ngoại của Ái Đạt, thì ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, rất có khả năng thành điểm sáng nghiệp vụ mới cho thực nghiệp Gia Tín. Đặc biệt nhu cầu các quốc gia đang phát triển với đầu đĩa cực lớn, hiện giờ trừ City Tiên Phong của Nhật Bản ra còn chưa có công ty nào chú ý tới thị trường đang phát triển ngoài Trung Quốc, mà thị trường của quốc gia đang phát triển cần thời gian gây dựng nhất định. Trình tự tiến ra thị trường hai ngoại lại rắc rối, nên xí nghiệp trong nước không hiểu mấy, không tìm được nhà hợp tác có thể tín nhiệm, ít nhất doanh nghiệp trong nước hiện nay còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ái Đạt muốn một mình tiến vào thị trường các quốc gia đang phát triển trong 2 năm tới là không thể. Như thế tất nhiên là phải tìm nhà hợp tác. Thực nghiệp Gia Tín hiện nay thực sự không thể coi là nhà hợp tác thích hợp, nhưng nó vẫn có chút ưu thế. Đặc biệt là nghiệp vụ của thực nghiệp Gia Tín xưa nay vốn liên quan tới thị trường các nước Đông Nam Á. Ngoài ra Trương Khác không hy vọng trước năm 97 có thể thực sự tiến quân vào thị trường các quốc gia phát triển. Nhưng đây là một quân bài quan trọng, không thể sảng khoái đồng ý được, chỉ cần làm Tôn Thượng Nghĩa và cao tầng tập đoàn Gia Tín cảm thấy hứng thú là được. Đương nhiên sự vụ cụ thể của thực nghiệp Gia Tín không thuộc trách nhiệm của Tôn Thượng Nghĩa, ông ta muốn làm thành chuyện này để củng cố địa vị trong nội bộ tập đoàn. Trương Khác bình tĩnh nói. Giám đốc Tôn, nghe nói giám đốc Cát của Mậu Dịch Gia Tín là dượng của Tôn Tiểu Thư, nói thế thì Việt Tú và Gia Tín cũng có chút quan hệ, trước kia Việt Tú chúng tôi cũng tham dự thành lập Hải Thái, cùng Mậu Dịch Gia Tín tiêu thụ di động Ericsson ở thị trường Đông Hải. Mậu Dịch Gia Tín hoàn toàn là công ty đầu tư tư nhân của Cát Minh Nghĩa, chỉ lấy danh nghĩa của tập đoàn Gia Tín, mới đầy thành lập còn dựa vào mối quan hệ của nhà họ Tôn trong tỉnh Đông Hải, nếu không khó lấy được quyền đại lý cấp tỉnh từ Thịnh Hâm. Cát Minh Nghĩa sau khi từng bước bán đi cổ phần của Mậu Dịch Gia Tín,
hiện hối hận vô cùng. Việc này Tôn Thượng Nghĩa chẳng bận tâm, bình đạm nói. Cậu nói tới Minh Nghĩa à, năm nay nó ăn Tết ở nội địa, còn vị giám đốc trẻ của Hải Thái kia lại chạy qua tham gia sinh nhật của Tĩnh Mông. Xem ra mối quan hệ này không làm Tôn Thượng Nghĩa thoải mái, Trương Khắc không nhắc tới đề tài này nữa, trong lòng luôn nghĩ về mục đích tới Hong Kong lần này của Tạ Kiếm Nam. Tạ Kiếm Nam có quan hệ mật thiết với người kế thừa của nhà họ Cát, hơn nữa với tình thế chính trị trong nước hiện nay, có lời có doanh nghiệp Hong Kong đầu tư vào trong nước, e là Tạ Kiếm đang muốn lập quan hệ với tập đoàn Gia Tín. Ái Đạt, Cẩm Hồ có bước tiến lớn mạnh, Chính Thái cũng chẳng dậm chân tại chỗ. Buổi chiều mọi người ở lại biệt thự Tôn gia uống trà tán gẫu, Tôn Thượng Nghĩa là cha Tôn Tĩnh Hương, Trương Khắc luôn giữ tôn kính dành cho trưởng bối với ông ta. Tôn Thượng Nghĩa đã đi qua quá nửa đời người, gặp rất chuyện, thấy rất nhiều người, trong đó không ít người trẻ tuổi ngông cuồng. Trương Khắc bất kể thế nào cũng có tư cách ngông cuồng này, nhưng tính cách chững chạc khiêm nhường của y mau chóng có được thiện cảm của Tôn Thượng Nghĩa. Nếu chẳng phải Tiểu Đồng cũng kể với tôi như thế thì tôi còn Nghĩa Tĩnh Hương lừa tôi, Trương Khắc, trông cậu chẳng giống đang học cao trung chút nào. Trương Khắc cười. Hiện giờ tôi cũng không học hành nghiêm túc. Hào Trạch Vịnh nước nông, Liễu Thanh trong TSCNN cũng có một cái nhà ở đây, tiện thể nói tới TSCNN thì tỉnh Đông Hải ở đây cũng chính là tỉnh Đông Hải trong TSCNN. Chương 308, bỗng dưng nhảy ra một tình địch. Anh hùng xuất thiếu niên, ông ngoại của Tĩnh Hương cũng sáng nghiệp thuở thiếu niên, làm việc trong hiệu buôn Tây, tuổi cũng chừng như cậu bây giờ, sau đó tự lập công ty nhỏ riêng, sau năm sau mua lại hiệu buôn Tây kia. Ông ngoại Tĩnh Hương nếu biết cậu còn trẻ đã sáng lập được sự nghiệp lớn như thế, sẽ rất tán thưởng thiên tài thiếu niên như vậy. Trương Khắc trong thời gian ngắn như thế sáng lập được Ái Đạt dựa vào ưu thế người khác không có, thực sự không dám nhận hai chữ thiên tài, cũng không muốn người khác coi mình là thiên tài thương nghiệp, nên mong càng ít người biết mình sáng lập Ái Đạt càng tốt. Cảm giác giống đi thi quay cóp còn được người ta khen ngợi vậy. Cho nên Trương Khắc bình tĩnh nói. Có lẽ tôi cũng có chút gì đó đặc biệt. Có điều nghe nói truyền thông và công chúng Hong Kong rất thích chú ý tới nhiều đặc biệt, một khi bị đóng cái dấu đặc biệt, người ta hận không thể đem từng sợi tóc của anh ra kính hiển vi xăm soi, ở Hong Kong này, tôi thực sự không muốn đặc biệt chút nào. Trương Khắc không có hứng thú với Cát Cảnh Thành, chỉ muốn thông qua Tôn Thượng Nghĩa, chính thức đẩy Đào Hành Kiện đại biểu cho Ái Đạt và Việt Tứ lên sân khấu. Cát gia tuy không cho phụ nữ ra ngoài thể hiện, Cát Cảnh Thành lại là thương nhân thích nổi bật. Hơn 70 tuổi rồi còn gây ra tai tiếng tình ái với một nữ minh tinh, tối nay mà Trương Khắc cùng căn cơm với ông ta, nhất định bị giới truyền thông Hong Kong truy ra tổ tông 18 đời. Trương Khắc thì chẳng sao, chỉ là Hong Kong sắp trở về, loại chủ đề chính trị thương nghiệp rất mẫn cảm, nếu bị truyền thông Hong Kong tung hê lên, sẽ khiến rất nhiều người bị động. Trương Khắc là chủ thực tế của Ái Đạt, nhưng xuất hiện lại không đại biểu cho Ái Đạt, có vẻ hơi thất lễ, có điều Tôn Thượng Nghĩa lại thích người trẻ tuổi khiêm tốn. Vui vẻ nói. Vậy hôm nay cậu là bạn của Tĩnh Mông, ông Đào đại biểu cho Ái Đạt nhận lời mời của tôi vậy. Tốt, như thế rất tốt, tôi năm nay mặc dù hơn 50 rồi, nhưng không thể không thừa nhận, ngồi ăn cùng bàn với ông ngoại của Tĩnh Hương rất là nặng nề. Mọi người đều cười ồ lên. Bỏ đi cảnh giác với nhau, tiếp đó mọi người trò chuyện càng thêm thoải mái, Tôn Thượng Nghĩa tỏ rất hứng thú với quá trình thành lập Ái Đạt của Trương Khắc. Trương Khắc cũng từ trong lời nói của Tôn Thượng Nghĩa nghe ra được trong đại gia tộc Cát gia này tồn tại đủ các loại mâu thuẫn. Tới 3 giờ chiều, Tôn Tĩnh Mông và bạn bè mới xuất hiện, đều là bạn ở học viện âm nhạc, một nhóm các cô gái xinh đẹp, các cô gái học mùa thường đều không xấu, điều này một lần nữa được chứng minh trên người bạn học của Tôn Tĩnh Mông. Tôn Thượng Nghĩa có chuyện tới Đại Trạch, Hứa Tư và Tôn Tĩnh Hương trò chuyện rất hợp ý, Trương Khắc rảnh rỗi đi ra ngoài nắm cảnh biển, hưởng thụ gió biển mang mùi tanh của muối. Đột nhiên có giọng Hàn Học nói. Mày chính là thằng mặt trắng được Tĩnh Mông mời tới đó hả? Trương Khắc ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc tây phục xanh thâm đứng đó không xa nhìn mình đầy khinh bỉ. Nói tôi à? Trương Khắc chỉ vào mình rồi nghi hoặc nhìn quanh, không có ai khác, chắc là nói mình rồi, nhếch mép nói. Lời chào hỏi của anh rất thiếu lịch sự đấy. Chẳng lẽ Tôn Tiểu Thư chỉ mời một chàng trai, mà chàng trai đó nhất định là tôi? Thanh niên kia đi tới hăm dọa. Mày đừng có giả ngốc, là chủ nhân tương lai của trạch viện này, tao ấy biết, mày không được hoan nghênh ở đây. Chủ nhân tương lai, Cát Ấm Quân, Trương Khắc nghi hoặc nhìn hắn, một khuôn mặt dài hẹp đặc trưng của nhà họ Cát, không hiểu hắn từ lập trường gì đứng ra nói câu này, đột nhiên nhớ Hong Kong không cấm anh em họ ngoại kết hôn. Nếu ở nội địa,
đại khái thấy quan hệ này hơi loạn, có điều anh em họ ngoại không tính là họ hàng gần, chỉ là trong văn bản cấm chỉ mà thôi. Bất quá Tôn Tĩnh Mông tới nội địa học đại học, có khi không phải chỉ vì muốn ở cạnh chị, mà nói không chừng là vì muốn tránh vị đại thiếu gia này đây, Trương Khác chỉ vào biệt thự nói. Nếu anh muốn tìm Tôn Tiểu Thư thì cô ấy ở bên trong. Hoan nghênh hay không hoan nghênh thì đợi anh trở thành chủ nhân thực sự của nơi này hẵng nói, hiện giờ anh chưa đủ tư cách đâu. Mày! Cát Ấm Quân đại khái không quen người khác dùng ngữ khí khinh miệt như thế nói chuyện với mình, sấn sổ đi tới. Mày đúng là không biết điều, mày biết tùy tiện mỗi một căn nhà ở nơi này bao nhiêu tiền không, mày tưởng bằng vào cái bộ mặt của mình là có thể chen chân vào sinh hoạt nơi này à? Trương Khắc xác định Tạ Kiếm Nam không đem ân oán giữa hai người kể cho Cát Ấm Quân, bị đập một cái BMW, lại bị lừa một cái BMW, dù là ai cũng không muốn nhắc tới. Chỉ là không biết hắn có kể cho Trần Tĩnh không, chắc cũng không, nam nhân trước mặt nữ nhân càng sĩ diện hơn. Trương Khắc phất tay, bảo Phó Tuấn không cần đến gần, nhìn cái tâm thân còm cõi bị tử sắc khoét giống của các đại thiếu gia, hắn mà bất chấp thân phận ra tay, Trương Khắc cũng tiếp luôn, y đột nhiên cảm thấy chân tay mình cũng ngứa ngáy rồi. Cát Ấm Quân nhìn thấy Phó Tuấn, cố gắng kiềm chế, đại khái cho rằng mất bình tĩnh trước mặt tên mặt trắng quá mất phong độ, hừ lạnh một tiếng đi vào biệt thự Tôn gia. Trương Khắc cười khổ lắc đầu. Đúng là tự dưng nhảy ra một tình địch. Nghĩ tới tính cách của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khắc rất muốn xem cái bộ mặt phải nếm trái đắng của tên tiểu tử này, liền đi theo vào, vừa khéo nghe được tên tiểu tử đó kích động nói. Anh mời hết bạn bè của em tới, em suốt ngày lại ở chung với đám người đại lục. Em làm thế thì anh còn mặt mũi nào nữa? Thì ra Cát Ấm Quân tới hỏi tội, Trương Khắc cố gắng không ôm bụng cười, làm khó hắn rồi, chắc hắn phải kiềm chế lắm mới không nói ra ba chữ bọn nhà quê. Tôn Tĩnh Mông chỉ liếc nhìn hắn một cái, tiếp theo coi hắn như không khí vậy. Phương pháp nữ nhân chọc giận nam nhân không có gì hơn sự rẻ rúng, tuyệt đối làm lòng tự tôn của nam nhân bị đả kích cực lớn. Trương Khắc ngồi xuống bên Tôn Tĩnh Hương, hỏi nhỏ. Có phải Cát đại thiếu gia đấy không? Tôn Tĩnh Hương gật đầu. Vừa rồi ở ngoài hắn nói gì với cậu đấy? Thì ra bọn họ nhìn thấy cảnh vừa rồi, Trương Khắc xoa mặt. Hắn khen em đấy, nói em dựa vào khuôn mặt này không lo thiếu cơm ăn. Hứa Tư ở bên nghe thấy vậy cùng Tôn Tĩnh Hương bật cười khúc khích. Tiếng cười này như gai đâm vào tai Cát Ấm Quân, mặt hắn đỏ dừ, tóm lấy tay Tôn Tĩnh Mông. Vì sinh nhật của em mà anh bỏ bao nhiêu tâm tư? Nếu không em nghĩ ông nội có tổ chức sinh nhật cho em lớn như thế không hả? Anh làm đau tôi đấy. Tôn Tĩnh Mông giãy giụa. Tâm ý của anh tôi đã nhận, anh đi được rồi đấy, anh không cần thể diện nhưng tôi phải giữ hình tượng trước mặt bạn mình. Đưa mắt nhìn mũi giày cao gót nhọn hoắt, uy hiếp Cát Ấm Quân. Cát Ấm Quân oán độc nhìn Trương Khắc một cái rồi quay người bỏ đi, Trương Khắc nhún vai tỏ ra hết sức vô tội. Tôn Tĩnh Mông đi tới, nói. Nam nhân thiên hạ đều là rác rưởi nhất là nam nhân Cát gia. Từ sau khi Hứa Tư xuất hiện, thái độ của Tôn Tĩnh Mông với Trương Khắc trở nên lãnh đạm. Trương Khắc luôn lo Tạ Kiếm Nam thông qua quan hệ bạn học thời ở nước ngoài, tăng cường quan hệ với Gia Tín, nhưng giờ nhìn thấy bộ dạng của Cát Ấm Quân thế này, đành chấp nhận, y không hạ mình đi tiếp xúc thân mật với loại người này, chẳng thèm giải thích quan hệ với Tôn Tĩnh Mông, hắn hiểu lầm thì cứ cho hắn hiểu lầm đi. Với cục diện hiện nay, chỉ cần thông qua Tôn Thượng Nghĩa hợp tác với tập đoàn Gia Tín là được, nghe khẩu khí của Tôn Thượng Nghĩa, tựa hồ ông ta rất không hài lòng với đứa cháu này. Cắt ở chỗ này thật không phải, nhưng mà hết hạn ngạch hôm nay mất rồi. Chương 309, danh gia vọng tộc. Trong phòng còn rất nhiều người không rõ thân phận của Cát Ấm Quân, đều ngần ngại nhìn Tôn Tĩnh Mông, tự nhiên có người xông vào lại nói những lời chẳng đâu vào đâu, thực sự quá vô lễ. Một cô gái hỏi, Tĩnh Mông, hắn là ai thế? Chính là Cát đại thiếu gia Cát Ấm Quân mà bạn luôn mong mỏi được quen biết đấy, giờ thì gặp được rồi. Tôn Tĩnh Mông khinh bỉ nói. Thế nào, có muốn mình giới thiệu cho không? Loại người đó sao? Cô gái kia bĩu môi. Xem phim Hồng Kông, những thanh niên xuất thân danh gia vọng tộc, đều được giáo dục ưu tú, đều rất nho nhã lịch thiệp cơ mà. Tỉnh lại đi cô nương, đó là thứ trong phim ảnh. Nho nhã lịch thiệp ư? Đám con cháu danh môn không kẻ nào không coi mình cao hơn người khác một bậc, trong mắt chúng cho rằng, mở miệng nói chuyện với chúng ta là rất lịch sự rồi. Thứ lịch sự của bọn chúng là sự ban ơn, bạn chấp nhận còn đỡ, không chấp nhận là không biết điều, chúng còn tươi cười với bạn nữa sao? Tôn Tĩnh Mông châm chọc. Em gái chị mồm mép ghê thật.
Trương Khắc nói với Tôn Tĩnh Hương. Có điều cô ấy nói trúng phóc. Lịch sự chỉ là thứ trò chơi thể hiện đặc tính của giai cấp. Tôn Tĩnh Hương theo gia đình tới Hong Kong gần 10 năm, đã nhìn thấu loại lễ tiết giả dối của đám danh gia vọng tộc rồi. Cát Ấm Quân tự ý thay Tôn Tĩnh Mông mời một đống bạn mà hắn cho rằng là có lợi cho cô, không ngờ mấy ngày qua, Tôn Tĩnh Mông không thèm để ý gì tới những người đó, kiên nhẫn dần mất sạch, đặc biệt nghe nói Tôn Tĩnh Mông còn mời một chàng trai từ nội địa qua tham dự yến hội, hắn không ngồi yên được nữa. Tự tôn của hắn chưa bao giờ bị đả kích như thế, Cát Ấm Quân mang bộ mặt tối sầm trở về đại trạch. Tạ Kiếm Nam vừa nhìn một cái là biết ngay Cát Ấm Quân đụng đầu vào tường, ôm lấy vai hắn, an ủi. Sao thế, không mời tới được à? Ha ha ha, các cô bé đều sĩ diện lắm, anh muốn cô ấy bỏ lại đám bạn qua đây một mình là khó đấy. Trần Tĩnh cũng thường vì bạn bè mà làm tôi khó xử. Tạ Kiếm Nam nói như thế, Cát Ấm Quân cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cả đám cười đùa, nói Cát Ấm Quân không biết dạy vợ. Cát Ấm Quân chỉ các cô gái bên cạnh đám bạn nói. Các cô ấy mà dở trò nhõng nhẽo, thì các anh chịu thua hết à? Nếu không cứng rắn một chút thì làm sao mà dạy bảo được? Trần Tĩnh nghe thế trong lòng rất không thoải mái, hắn coi phụ nữ thành cái gì thế? Nhưng mặt vẫn giữ nụ cười điềm đạm. Cát Ấm Quân miễn cưỡng hóa giải xấu hổ của mình, có điều ánh mắt của tên mặt trắng kia làm người ta có cảm giác gai đâm vào thịt, bị loại miệt thị thật vô cùng khó chịu. Tạ Kiếm Nam giỏi nhìn mặt đoán ý, không xác định được Cát Ấm Quân có gặp phải Trương Khắc hay không, thử thăm dò hỏi một câu. Nghe nói Tỉnh Mông tiểu thư ở học biên đạo múa, những người bạn cô ấy mời tới chắc đều là những cô gái xinh đẹp. Có xinh đẹp đến đâu cũng không bằng Trần Tĩnh nhà anh không cần nảy ra ý nghĩ không đứng đắn. Cát Ấm Quân nói thế, mắt liếc nhìn Trần Tĩnh, mau chóng chuyển đi. Học Phú đạo vóc người khẳng định không tệ, bày ra được rất nhiều tư thế. Có các cô gái ở đây, lời tiếp sau không tiện nói ra, nhưng nam nhân không ai không hiểu. Cát Ấm Quân không chịu thừa nhận Tôn Tĩnh Mông không muốn tới là vì trong số bạn bè cô mới có nam nhân. Chính như Trương Khắc tò mò về mục đích của Tạ Kiếm Nam, hắn cũng đầy nghi ngờ về sự xuất hiện của Trương Khắc, liền hỏi tiếp. Diệp Tiểu Đồng và Tôn gia quan hệ ra sao, trước kia không nghe thấy anh nói tới. Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói dượng tôi trước kia và Diệp gia là hàng xóm, nhiều năm qua vẫn liên hệ. Đơn giản thế thôi à, không có qua lại làm ăn sao? Tạ Kiếm Nam làm như lơ đễnh hỏi. Ha ha, đương nhiên không có, Kiếm Nam, bệnh đa nghi của anh nặng quá đấy. Cát Ấm Quân cười lớn. Không thể vì Diệp gia và công ty của anh là đối thủ cạnh tranh mà nhìn thấy người Diệp gia là mẫn cảm như thế chứ. Tập đoàn Gia Tín có ý định tới nội địa đầu tư cũng nghĩ tới hợp tác với Tạ gia các anh đầu tiên. Tạ Kiếm Nam cười, lời này hắn chỉ nghe mà thôi, cũng như lời Trương Khắc đã nói, hắn cho rằng Cát Ấm Quân còn chưa đủ tư cách. Trên đời này chỉ lợi ích là thứ bền chặt nhất, nếu Diệp gia có thể cho Gia Tín nhiều lợi ích hơn, bọn họ chẳng quan tâm tới Tạ gia hay chính thái gì hết. Tiệc sinh nhật tổ chức theo hình thức tiệc cốc, tai, trời chập tối, đám Trương Khắc theo chị em Tôn Tĩnh Hương tới nơi tổ chức tiệc. Chị em Tôn Tĩnh Hương phải đi chào hỏi khách, vợ chồng Đào Hành Kiện theo vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa đi giao tiếp với nhân viên tầng quản lý của tập đoàn Gia Tín. Trương Khắc, Hứa Tư cùng với Diệp Tiểu Đồng, Thiệu Tâm Văn và những cô bạn của Tôn Tĩnh Mông tụ lại một chỗ, bọn họ đều từ nội địa tới, tuổi sàn sàn nhau có rất nhiều chủ đề để tán gẫu. Dâm môn thục nữ tham dự yến hội đều trang điểm mình thật lộng lẫy nổi bật, nhưng kém xa vẻ đẹp trẻ trung năng động của những cô gái học vũ đạo, nên không ngừng được mời đi nhảy. Dung nhan của Hứa Tư càng thêm bắt mắt, nhưng cô điềm tĩnh đứng bên cạnh Trương Khắc, khí độ nhàn nhã tự tin, làm rất nhiều đám con cháu danh môn chùn bước. Thi thoảng cũng có kẻ lấy dũng khí tới mời Hứa Tư khiêu vũ, cô đều ôn nhu nhìn Trương Khắc một cái rồi mới từ chối người ta, vài ba lần như thế, chẳng còn ai đủ dũng cảm tới mời nữa. Nhìn thấy Trương Khắc và Hứa Tư thân mật như thế, Cát Ấm Quân mới ý thức được mình có khả năng là hiểu lầm rồi, nhưng những lời nói không nể nang gì của Trương Khắc làm hắn không quen được, thấy Trương Khắc và Diệp Tiểu Đồng trò chuyện rất vui vẻ, liền chỉ Trương Khắc hỏi. Người kia anh có biết không, hình như rất thân với cô gái Diệp gia. Bọn họ là bạn Tôn Tĩnh Mông mời tới sao? Tôi không biết y quen Tôn Tĩnh Mông đấy, có điều y và Diệp gia quan hệ rất tốt, còn ông cháu cha ấy mà. Tạ Kiếm Nam đương nhiên không cho rằng Trương Khắc chỉ là hạng con ông cháu cha, hắn chỉ không muốn Cát Ấm Quân quá coi trọng Trương Khắc, chính hắn cũng không nắm rõ về Trương Khắc, chỉ biết sáng lập Ái Đạt, Cẩm Hồ, Hải Thái có liên quan lớn tới y. Con ông cháu cha? Cát Ấm Quân ngớ người,
hắn không phải là không có chút đầu óc nào, Hong Kong chỉ một năm nữa thôi là trở về rồi, lúc này người Hong Kong ít nhiều có chút bất an, đắc tội với thái tử đảng trong nước không phải chuyện hay. Nhà y làm gì? Tạ Kiếm Nam không phải phải giới thiệu thế nào, nếu chỉ đề cập tới Trương Chi Hành tự hồ chưa đủ tư cách. Chuyện này à, cha hắn là quan viên ở thành phố nhỏ, Cát Thiếu chưa nghe nói tới đâu, có lẽ trong mắt anh chưa đáng nói tới, có điều tình hình trong nước anh cũng biết đấy, mạng lưới quan hệ trong nước rối rắm lắm. Tạ Kiếm Nam thấy Trương Khác chỉ tiếp xúc với đám bạn tầm thường của Tôn Tĩnh Mông, cho rằng Trương Khác lần này tham gia bữa tiệc với tư cách bạn của Tôn Tĩnh Mông, có điều hai ngày nữa là Tết, lúc này y từ nội địa chạy qua, chỉ e không phải là bạn bè bình thường. Lại ngồi suy ngẫm quan hệ giữa Trương gia, Từ gia, cùng nhà Tôn Thượng Nghĩa, xem ra cũng không phải là đơn giản. Cát Ấm Quân mặt âm trầm, xem ra hôm nay tự chuốc lấy nhục rồi, không còn cơ hội gỡ lại nữa, lại liếc nhìn Trần Tĩnh đứng bên trái Tạ Kiếm Nam, thấy cô có vẻ hứng thú với đề tài này, liền đề nghị. Kiếm Nam, giới thiệu dùm tôi một chút được không? Chương 310, anh rất giỏi lừa người đấy. Nhìn thấy Cát Ấm Quân cùng Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh đi tới, Trương Khác nói nhỏ với Hứa Tư. Người bình thường là không có vinh dự nhìn thấy mặt lịch thiệp của họ đâu. Hôm nay có chút hiểu lầm, hy vọng Trương thiếu gia thông cảm. Chỉ nhìn thái độ lịch sự phép tắc của Cát Ấm Quân lúc này, thật khó mà liên hệ với dáng vẻ hùng hổ lúc chiều, nếu hắn không nói, Trương Khác còn tưởng hắn mắc bệnh hay quên, không còn nhớ gì chuyện lúc chiều. Có điều Trương Khác chẳng thèm tin Cát Ấm Quân có khí độ biến chiến tranh thành tơ lụa, bắt tay cho có với hắn, khi bắt tay Trần Tĩnh, ánh mắt còn giấu nụ cười ý nói, vẫn vờ như không quen biết sao. Trần Tĩnh hơi lúng túng tránh ánh mắt của Trương Khác, trong lòng cảm thấy lạ, vì sao mình không giận, nói thế nào hành vi giả người câm rất là quá đáng, không biết chiếc hoa tai kia có bị cô gái bên cạnh này nhìn thấy không, hay là y giấu đi trước rồi. Dù sao cũng là chiếc hoa tai CK đính kim cương. Sao y có thể coi chuyện này như không xảy ra vậy? Chẳng có gì để nói, hàn huyên vài câu, nhóm Cát Ấm Quân rời đi, Trương Khác thở dài nói. Vị Cát đại thiếu gia này rất có thể là chướng ngại lớn nhất cho việc hợp tác giữa chúng ta và Cát gia. Tôn Thượng Nghĩa giới thiệu tầng quản lý của Gia Tín thân phận và mục đích chuyến đi này của vợ chồng Đào Hành Kiệt, bọn họ đều tỏ ra khá hứng thú, nhất là cao tầng thực nghiệp Gia Tín, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cát Minh Đức, Tổng Giám đốc Phó Gia Tuấn. Cát Minh Đức là cháu Cát Cảnh Thành, hắn đại khái là người bất đắc ý nhất trong Cát gia, mấy năm qua thực nghiệp Gia Tín khó trong vướng ngoài, hắn lại bị ném qua quản lý. Trong, thị trường Hong Kong chật hẹp, không có nhiều không gian sinh tồn, ngoài, đối diện với sức ép của các cự đầu điện tử Nhật Hàn, thực nghiệp Gia Tín hiện giờ chức là công ty kém nhất trong sản nghiệp gia tộc. Để thay đổi hiện trạng này, Cát Minh Đức dùng mức lương cao thuê Phó Gia Tuấn chuyên gia trong ngành điện gia dụng làm tổng giám đốc. Ngành chế tạo điện tử Hong Kong suy thoái thành xu thế lớn rồi, không phải chỉ một vài nhân viên quản lý có tài là thay đổi được cục diện, công ty không vực được dậy, mức lương Cát Minh Đức hứa với Phó Gia Tuấn thành tiêu điểm trong gia tộc công kích. Mặc dù Cát Minh Đức chống lại số đông giữ Phó Gia Tuấn lại, nhưng chính hắn cũng chẳng biết tiếp theo mình có bị Cát gia tống cổ khỏi cửa hay không. Muốn sinh tồn phải thay đổi, phải đi khỏi Hong Kong chật hẹp, Cát Minh Đức và Phó Gia Tuấn đã lập kế hoạch tấn công đại lục. Không ngờ đúng lúc này điện tử Ái Đạt chủ động tới tận cửa. Cát Minh Đức, Phó Gia Tuấn hận không thể lập tức kéo vợ chồng Đào Hành Kiện rời khỏi bữa tiệc, rồi ngồi vào bàn đàm phán, thảo vấn để hợp tác đôi bên. Nói thực bữa tiệc sinh nhật này làm Trương Khác cảm thấy không thích lắm, khi Tôn Tĩnh Mông tới mời y khiêu vũ, Trương Khác có thể cảm thấy ánh mắt Cát Ấm Quân lại muốn giết người, biết sao được, ai bảo y là nam nhân đầu tiên được Tôn Tĩnh Mông mời khiêu vũ. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào. Trương Khác không chối từ được, cùng Tôn Tĩnh Mông nhảy một lúc, luống cuống giẫm chân cô mấy lần, lùi xuống trong tiếng cười của người xung quanh. Thực sự không biết nhảy sao? Tôn Tĩnh Mông hồ nghi nhìn Trương Khác chằm chằm. Trông tôi giống giả vờ lắm à? Trương Khác xòe tay ra. Cô nhìn bàn tay tôi đẫm mồ hôi rồi này, đừng làm khó tôi nữa. Tôn Tĩnh Mông quay sang Diệp Tiểu Đồng. Cho tôi mượn cu ly của cô. Diệp Tiểu Đồng cười âm hiểm. Cô muốn tìm tốt thí thì chọn trong đám bạn của các đại thiếu gia ấy. Nữ nhân quả nhiên ác độc, Trương Khác không nhân tâm nhìn kết cục thê lương của Cát Ấm Quân, trong đại sảnh âm nhạc ồn ào, lại chẳng có mấy người y ưa, Trương Khác đưa Hứa Tư ra hoa viên đối diện với bể bơi tản bộ. Cậu không biết khiêu vũ thật sao? Đôi mắt sáng lấp lánh của Hứa Tư nhìn thẳng vào Trương Khác. Vậy chị dạy em đi. Trương Khác nắm lấy bàn tay mềm của cô, tay phải đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn.
Hứa Tư vừa mới lên tiếng. Tôi cũng không biết nhảy. Thì bị bàn tay Trương Khác đặt bên hông đưa đi, tay trái nhẹ nhàng dẫn hướng, cô bất giác chuyển động nhẹ nhàng theo tiếng nhạc du dương. Đơn giản lắm, tay trái em dẫn, chị bước chân trái, tay phải em dùng sức chân phải chị bước theo phương hướng đó là ok rồi. Á! Hứa Tư mắt cười cong vút như vầng trăng non. Vừa rồi cậu giỏi biểu diễn thật, tôi cũng bị lừa. Ha ha ha, đó là tại Tôn Tĩnh Mông kéo em ra làm bia đỡ đạn, cái chuyện ngu ngốc đó em chẳng làm. Trương Khác nói rất âm hiểm, làm Hứa Tư cười ngặt ngoéo, vội kéo tấm thân mềm mại của ô vào lòng. Chị đang dạy em khiêu vũ đấy nhé, để Tôn Nhị tiểu thư nhìn ra, có khi bị cô ấy đuổi cổ mất. Đó là do cậu tự làm tự chịu, ai bảo cậu giỏi lừa người như thế. Anh đúng là rất biết lừa người đấy. Trần Tĩnh chẳng biết lặng lẽ tới bên cạnh lúc nào, thần thái nhàn nhã, ánh mắt biếng nhác, thân hình nóng bóng, đúng là sự kết hợp lạc điệu nhưng tạo thành sức hút man dại khó cưỡng, trông có vẻ chán sự ồn ào của vũ hội ra ngoài đổi không khí. Trương Khác quay đầu nhìn vào bên trong đại sảnh, giữa sàn mùa, Tạ Kiếm Nam và Tôn Tĩnh Mông đang nhảy với nhau, không nhìn rõ sắc mặt của Cát Ấm Quân lắm, chắc là đen như đít nổi rồi, chiêu này của Tôn Tĩnh Mông đúng là quá ác. Trương Khác buông tay đặt trên eo Hứa Tư ra, nắm lấy tay cô. Nếu chẳng phải lần trước bị anh lừa thì vừa rồi tôi đã tin là thật rồi. Trần Tĩnh phóng khoáng tự nhiên đưa tay ra với Hứa Tư. Không biết anh Trương có nhắc tới màn biểu diễn đặc sắc của anh ấy lần trước cho cô nghe không? Hứa Tư bắt tay Trần Tĩnh, mỉm cười. Trương Khác rất thích đùa ác. Lấy chiếc hoa tai trong túi xách ra đưa cho Trần Tĩnh. Luôn muốn trả cô mà không có cơ hội. Trương Khác nhún vai. Con người tôi không được người ta ưa mấy. Dẫn ánh mắt Trần Tĩnh về phía Tạ Kiếm Nam. Nhất là bạn trai cô. Ồ, vậy à? Trần Tĩnh không hiểu Trương Khác vì sao lại nói như thế. Có điều cô cũng nghe ra ý thù địch với Trương Khác trong lời nói của Tạ Kiếm Nam. Còn về nguyên nhân tại sao, cô không rõ. Trương Khác lịch sự đưa tay ra mời. Chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo, Trần Tiểu Thư có đi cùng không? Không cần. Tôi ra ngoài hít thở không khí chút thôi. Trần Tĩnh nắm hoa tai trong lòng bàn tay, nhìn Trương Khác và Hứa Tư tay trong tay đi vào vườn hoa, lại thấy Phó Tuấn theo sau một quãng như hình với bóng. Vệ sĩ sao, thật không biết y là người thế nào nhỉ? Đám con cháu danh gia vọng tộc cũng thích thuê vệ sĩ để khoe khoang, làm ra vẻ ta đây là VIP, có điều Trương Khác không giống như thế. Em nói chuyện với bọn họ thế. Trần Tĩnh quay lại thấy Tạ Kiếm Nam đi tới. Tán gẫu vài câu thôi, hình như bọn anh có ân toán hả? Anh ấy không thích anh, canh cũng chẳng thích anh. Chẳng thể nói là ân oán. Tạ Kiếm Nam khi nói câu này cố gắng để vẻ mặt mình tự nhiên một chút, mắt nhìn chằm chằm vào bóng Hứa Tư tay trong tay nép sát vào người Trương Khác. Nói chung y là kẻ không làm người ta ưa được mà thôi. Trần Tĩnh bật cười, câu này sao mà giống lời Trương Khác nói lúc nãy như thế? Hong Kong bé tí tẹo mà 6-7 triệu người chen lấn vào đó. Có thể nói là tất đất tất vàng không ngoa chút nào, có thể sở hữu một đại trạch rộng tới 4 mẫu trong khu hào trạch ở vịnh nước nông, đủ nói lên thân phận hiển hách của chủ nhân. Trạch viện của Cát gia rất rộng, Trương Khác và Hứa Tư đi hết hoa viên phát hiện ra bên ngoài là vách núi dựng đứng, vòng qua hoa viên đi về cửa chính, thấy vợ chồng Đào Hành Kiệt, Tôn Thượng Nghĩa và hai người trung niên đứng trong góc yên tĩnh nói chuyện. Chương 311, mục đích chân thực. Bác Tôn. Trương Khác gật đầu chào. Hai vị này là chủ tịch Cát và giám đốc Phó phải không? Trương Khác đã xem tư liệu về thực nghiệp Gia Tín nên nhận ra họ. Tôn Thượng Nghĩa giới thiệu. Trương Khác là bạn của Tĩnh Mông từ nội địa tới, Hứa Tiểu Thư đây là bạn của cậu ấy. Hứa Tư lấy danh thiếp ra đưa cho Cát Minh Đức và Phó Tuấn. Đào Hành Kiện được giới thiệu một thân phận khác là trưởng phòng đầu tư City Việt Tú, HK, không phán đoán được thân phận này quan trọng hơn thân phận ở Ái Đạt không? Cũng không rõ quan hệ giữa Việt Tú HK và Ái Đạt là gì, nhưng danh thiếp của Hứa Tư in tổng giám đốc của Việt Tú HK, hiển nhiên là quan trọng hơn Đào Hành Kiện nhiều. Rõ ràng là có một nhân vật quan trọng hơn xuất hiện, lại để một nhân vật thứ yếu ra tiếp xúc, điều này thực sự có chút thất lễ, thiếu tôn trọng Cát gia. Trương Khác biết làm thế khiến Tôn Thượng Nghĩa khó xử, nhưng nếu như gặp phải, mà sau này Hứa Tư chủ trì công việc tại Hong Kong, không thể không chạm mặt Cát Minh Đức, Phó Gia Tuấn. Vậy đành xem lòng trung thành của bọn họ với Cát gia cao thế nào, Trương Khác để Hứa Tư lộ ra thân phận. Không biết mọi người đang nói chuyện gì thế? Đào Hành Kiện bình tĩnh đáp. Giám đốc Phó rất có kiến giải về thị trường điện gia dụng hải ngoại, tôi đang chân thành xin chỉ giáo.
xem ra mọi người đang trò chuyện hứng khởi, chúng tôi đi qua đây không quấy rầy đấy chứ. Hứa tiểu thư, Cát Minh Đức trần trừ nhìn Hứa Tư, nhìn có vẻ Trương Khác và Hứa Tư mới là người có quyền định đoạt, vậy mà chỉ để Đào Hành Kiện ở lại còn bản thân rời đi, phải chăng bọn họ không có thành ý hợp tác mấy? Tôi đoán Việt Tú và Ái Đạt chắc phải có quan hệ gì đó phải không? Hứa tiểu thư thấy chuyện hợp tác giữa Ái Đạt và chúng tôi ra sao? Hứa Tư mỉm cười. Phân công nội bộ của Ái Đạt rất rõ ràng, công ty Hong Kong chỉ phụ trách mảng đầu tư cổ phần, chẳng lẽ chủ tịch Cát muốn nói tới phương diện hợp tác đầu tư cổ phần? Đầu tư cổ phần. Ái Đạt muốn khai thác thị trường hải ngoại thì Thực Nghiệp Gia Tín không phải là đối tác thích hợp lắm, điều này trong lòng Cát Minh Đức hiểu rất rõ, Cát ra tiền nhiều thế mạnh, nhưng ở phần chế tạo và tiêu thụ đồ điện tử không phải mạnh lắm. Hứa Tư và nói thế, Cát Minh Đức có ngốc cũng biết Ái Đạt tìm họ hợp tác có mưu đồ xa hơn. Cát Minh Đức nhìn Tôn Thượng Nghĩa, khách là do ông ta mời tới. Tôn Thượng Nghĩa trước đó không biết mục đích cuối cùng của Trương Khác, chuyện nói tới mức này đương nhiên không thể để giang dở được. Các vị định tiến hành đầu tư cổ phần ra sao, thị trường chứng khoán Hong Kong và nội địa có sự khác biệt về bản chất, tôi nghe nói trong nội địa thông qua tin tức nội bộ phát tài rất nhiều, hơn nữa sau đó dù có phát hiện cũng chỉ phạt 8-10 vạn. Nhưng ở Hong Kong thì khác hẳn, không lộ thì thôi, một khi lộ ra sẽ làm người làm chuyện đó tuyệt đối phải hối hận. Tôn Thượng Nghĩa nói vậy là nhắc Trương Khác chú ý, thị trường chứng khoán Hong Kong và nội địa có rất nhiều điểm khác biệt, hơn nữa hiện giờ điện tử Ái Đạt giống như ôm một chậu châu báu, hoàn toàn không cần liếm máu dính trên lưỡi dao. Nội tâm mà nói, Trương Khác rất ghét hành vi trong ngoài câu kết thao túng giá cổ phiếu, nhưng thị trường chứng khoán trong nước hiện tại không phải là chỗ để đầu tư, nếu không dựa vào các thao tác ngầm thì khó sinh tồn được. Đem quyền đại lý Đông Nam Á cùng một lượng tài chính nhất định vào một công ty, do Thực Nghiệp Gia Tín định hướng tăng cổ phiếu phát hành cho Việt Tú mua lấy công ty này, liệu có được không? Thị trường tư bản Hong Kong tương đối tự do, chỉ cần nhất thiết hợp với trình tự, hơn nữa được các nhà đầu tư khác thừa nhận, định hướng tăng cổ phiếu là chuyện rất đơn giản, thuận tiện hơn trực tiếp mua cổ phần, hơn nữa trong toàn bộ quá trình, ngoài minh bạch hợp pháp, cổ phiếu tăng phát có thời gian chuyển nhượng tự do nhất định, để phòng có kẻ lợi dụng thủ đoạn tăng phát kiếm lợi lớn. Cát Minh Đức và Phó Gia Tuấn đưa mặt nhìn nhau, có chút thắc mắc, Trương Khác không giới thiệu thân phận nhưng lại lên tiếng thay cả Hứa Tư và Đào Hành Kiện. Các vị nhìn chúng công ty này sao? Cát Minh đứng suy nghĩ một chút rồi nói. Cát gia sẽ không bỏ công ty này đâu. 2 năm qua công ty nội địa tới Hong Kong mượn xác lên thị trường chứng khoán không ít, không chế một sĩ nghiệp kinh doanh kém, cổ phiếu thấp không cần mất nhiều chi phí. Sau đó lợi dụng các loại thủ đoạn tài chính đưa sĩ nghiệp nội địa vào công ty Hong Kong, vậy là hoàn thành quá trình mượn xác, so với việc trực tiếp phát hành cổ phiếu ở Hong Kong thì thuận tiện hơn nhiều, chi phí cũng thấp. Hiện giờ Thực Nghiệp Gia Tín còn giữ được phần nào giá cổ phiếu, chẳng phải vì kinh doanh còn có thể duy trì được, mà nhà đầu tư phổ thông còn hy vọng vào Cát gia đứng đằng sau. Trương Khác thản nhiên nói. Có điều từ khi ngành chế tạo điện tử Hong Kong liên tục đi xuống tới nay, Cát gia vẫn chưa đưa ra phương giải quyết mang tính thực tế. Nếu nói Cát gia không bở Thực Nghiệp Gia Tín, thì tôi thấy ngày càng có ít người tin đấy. Xem ra các vị đã chuẩn bị rất kỹ. Cát Minh Đức sắc mặt không tốt chút nào, tựa hồ bị đụng chạm vào chỗ đau. Trương Khác lấy làm lạ vì phản ứng của hắn, cứ như Thực Nghiệp Gia Tín là của hắn chứ không phải của Cát gia. Có điều y không bận tâm tới cảm thụ của Cát Minh Đức, nếu cả lời thật lòng mà nghe không lọt tai thì khỏi hợp tác cũng được. Cát gia rất có mặt mũi tại Hong Kong, cho dù Thực Nghiệp Gia Tín trở thành công ty rỗng ruột hoàn toàn, Cát gia khó mà bán nó đi được, huống hồ xem ra Thực Nghiệp Gia Tín còn cầm cự được 2-3 năm nữa. Trương Khác chân thành nói. Nếu hai bên hợp tác vui vẻ, đừng nói tới quyền đại lý, thậm chí sử dụng nhãn hiệu sản phẩm ở hải ngoại cùng chuyển nhượng kỹ thuật tương quan của Ái Đạt cho Thực Nghiệp Gia Tín. Cát Minh Đức và Phó Gia Tuấn nghe mà sáng mắt, đề nghị này cực kỳ hấp dẫn, nếu chỉ là đại lý tiêu thụ, quy mô tiêu thụ quyết định ở đầu tư quảng cáo ở hải ngoại. Chuyện này họ đã thảo luận với Đào Hành Kiện rồi, hiện Ái Đạt đang tập trung tinh lực ở trong nước, có thể cung cấp giá ưu đãi cho đại lý, nhưng phương diện tuyên truyền thị trường do Thực Nghiệp Gia Tín tự phụ trách. Ái Đạt vì sao rực rỡ chói lọi như thế, còn chẳng phải vì ném 8.000 vạn ra mua lấy cái danh hiệu tiêu vương của DTHTW. Thực Nghiệp Gia Tín hiện không thể bỏ ra nhiều tiền như thế, dù có tiền, cũng không thể bỏ, nhãn hiệu dù sao cũng thuộc về Ái Đạt, thị trường tiêu thụ có thành công thì họ chỉ được hưởng lợi nhuận, còn không thành công là quảng cáo miễn phí cho Ái Đạt ở nước ngoài. Thực Nghiệp Gia Tín có nhà máy ở Việt Nam và Philippines,
nếu như có thể để nhà máy nơi đó dán lên nhãn hiệu Ái Đạt, tự tổ chức tiêu thụ thì nắm được chủ động cao hơn, lợi nhuận lớn hơn. Trương Khắc nói tới quyền sử dụng nhãn hiệu của Ái Đạt ở hải ngoại chỉ là nói về đầu đĩa VCD mà thôi, y dự kiến sau năm 98, VCD sẽ bị DVD thay thế, khi đó quyền sử dụng nhãn hiệu thực tế đã quay về với Ái Đạt, cho dù thực nghiệp Gia Tín có tiếp tục sản xuất VCD cũng chẳng có thị trường. Dù sao hai năm này Ái Đạt chẳng thể chú ý tới thị trường hải ngoại, không bằng đem nó ra đổi lấy lợi ích thực tế, hơn nữa thực nghiệp Gia Tín kinh doanh ở hải ngoại, sẽ không ngừng làm gia tăng giá trị thị trường của thương hiệu Ái Đạt ở hải ngoại. Đương nhiên, mục đích cuối cùng của Trương Khắc biến Ái Đạt và Gia Tín thành một. Chủ đề này không thể nói nhiều hơn, Trương Khắc cùng Hứa Tư rời đi. Cát Minh Đức trong Cát gia thuộc thành phần bị đẩy sang bên lề, với hắn mà nói thực nghiệp Gia Tín có phải lá xí nghiệp của Cát gia hay không không quan trọng là phải làm có cải tử hoàn sinh. Chương 312, Hợp tác. Sau tiệc sinh nhật, Trương Khắc còn ở lại Hong Kong thêm một ngày, thảo luận với Tôn Tĩnh Hương chuyện ca khúc quảng cáo. Tôn Tĩnh Hương do dự rất lâu, xác định muốn thành lập một công ty chế tác, Diệp Kiến Bân đầu tư vào đó, Trương Khắc không tham dự, sợ chẳng may gian tình giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương bị Đinh Văn Di biết được sẽ bị vạ lây. Kiến nghị của Trương Khắc có sức hấp dẫn lớn với thực nghiệp Gia Tín đang lâm vào khốn cảnh. Hình thức khống chế cổ phần của công ty thuộc Cát gia khá đặc biệt, đại bộ phận cổ phần nắm trong tay Cát Cảnh Thành, nhưng ông ta đã trên 70, ngày càng ít can dự vào chuyện của tập đoàn, dần dần đem cổ phần chuyển cho con cái và người thân, chuẩn bị hoàn thành chuyển giao tài sản gia tộc. Tuy cổ phần dần chuyển qua tay người của Cát gia, nhưng họ không có quyền tùy ý bán cổ phần, đó là vì tránh làm phân tán sức mạnh gia tộc. Có điều trong quá trình đó có khác biệt thân sơ, hai người con trai của Cát Cảnh Thành có được cổ phần của công ty chất lượng, còn những người khác cổ phần của công ty kém hơn. Cát gia nắm 32% cổ phần của thực nghiệp Gia Tín, Cát Minh Đức chiếm 1/3 còn lại đều nắm trong tay Cát Cảnh Thành. Những chuyện này đều do Tôn Thượng Nghĩa kể cho Trương Khắc, ông ta còn nói. Tập đoàn phát triển tới ngày hôm nay, Minh Đức cống hiến rất lớn, ông ngoại Tĩnh Mông đại khái muốn đem thực nghiệp Gia Tín cho hắn. Nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng, ông cụ không chịu buông tay đâu. Trương Khắc nghĩ, phân chia chênh lệch như thế Cát Cảnh Thành còn sống thì ai nấy hòa thuận vui vẻ, nhưng ông ta mà đi, Cát gia chẳng náo loạn tung trời sao. Chẳng trách thực nghiệp Gia Tín mấy năm qua sống dở chết dở. Mặc dù dưới danh nghĩa tập đoàn Gia Tín có rất nhiều xí nghiệp, nhưng vì phân chia không đồng đều này, nên thực chất đã bằng mặt không bằng lòng với nhau rồi. Cát Cảnh Thành phân phối tài sản như thế, đợi thời khắc ông ta vào quan tài. Là lúc cả gia tộc tan rã, có lẽ ông ta sớm có giác ngộ này cũng chưa biết chừng nên đem tài sản hạch tâm để lại hết cho con mình. Một số chuyện ngay chị em Tôn Tĩnh Hương cũng không biết, vì các cô xưa nay rất lạnh nhạt với chuyện của Cát gia. Tôn Thượng Nghĩa nói cho biết nhiều nội tình như vậy, đương nhiên không phải vì đơn thuần là tán thưởng mình, cũng không phải vì mình là khách được Tôn Tĩnh Mông mời mà sinh ra hiểu lầm gì. Ông ta đã thổ lộ nhiều như thế, Trương Khắc cũng phải có đi có lại. Nói tới một số tháo tác vốn của điện tử Ái Đạt. Tôn Thượng Nghĩa nghe rất chăm chú, thậm chí còn lấy giấy bút ghi lại, nghiền ngẫm. Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn ở lại Hong Kong ăn Tết, nên Hứa Tư cũng không quá cô đơn. Ngày 30 Tết, Trương Khắc và Phó Tuấn ngồi má bay về nội địa, trên máy bay chống hót, nếu mà biết trước số người mua vé, có khi công ty hàng không thủ tiêu chuyến bay này cũng nên, không gặp phải Tạ Kiếm Nam, tạ ơn trời đất, chắc là hắn và Trần Tĩnh về trước một ngày rồi. Từ Hong Kong tới sân bay Thanh Sơn của tỉnh thành chỉ mất có 2 tiếng, nhưng thủ tục nhập cảnh còn tốn thời gian hơn. 30 Tết, giúp việc lái xe trong nhà đều đã nghỉ hết rồi, cho nên Tạ Vãn Tình tự mình lái xe tới đón, cô mặc áo măng tô màu trắng, không cài cúc, bên trong là áo len vàng bó chặt lấy bầu vú tròn trịa tạo nên đường cong quyến rũ, phía dưới là chiếc váy dài quá gối, trông thật duyên dáng trẻ trung, chỉ đồng mặc váy hồng, như tiểu công chúa cao quý, đang vẫy tay rối rít gọi. Trương Khắc. Trương Khắc, trông thấy hai mẹ con Tạ Vãn Tình, cô đơn của lữ khách xa nhà ngày Tết bị quét sạch, Trương Khắc cảm giác hạnh phúc ấm áp như trở về nhà, Trương Khắc ôm chầm lấy chỉ đồng, thơm liên tục lên hai gò má phúng phích của cô bé, nhìn Tạ Vãn Tình đứng phía sau cười tủm tỉm hiền dịu, hẳn lúc này cô cũng có chung cảm giác giống mình. Nếu chẳng phải còn có Phó Tuấn, Trương Khắc sẽ ôm cả hai mẹ con vào lòng. Đợi em tới ăn chưa đấy, ăn xong hãy về Hải Châu. Tạ Vãn Tình đưa chìa khóa cho Phó Tuấn. Đưa tay ra muốn đón lấy chỉ đồng từ trong lòng Trương Khắc. Được rồi, mùa hè là vào tiểu học rồi, còn muốn được bế sao? Chỉ đồng ngúng nguẩy không chịu xuống, Tạ Vãn Tình đành chịu.
Hơn 20 phút sau tới được Tân Mai Uyển, Lý Nghĩa Giang không đưa vợ về quê ăn Tết, buổi trưa tới ăn cơm cùng, Tân Mai Uyển lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy, lúc này đã 1 giờ hơn, Trương Khác không từ Học Bình đợi y tới lúc này chưa ăn cơm, lòng rất áy náy. Từ Học Bình hỏi lần này đi Hong Kong có thu hoạch gì hay không, Trương Khác cười đáp. Có thu hoạch gì hay không phải xem hôm nay ạ, Cát Cảnh Thành thích chia cổ phần cho người nhà trong đêm giao thừa để mừng tuổi. Hả? Từ Học Bình không hiểu lắm. Trương Khác giải thích cho ông, Tôn Thượng Nghĩa rất hứng thú với lần hợp tác này, vợ ông ta là con gái Cát Cảnh Thành, khi kế thừa gia sản, sẽ không thua kém hai con trai của Cát Cảnh Thành là bao. Cát Cảnh Thành đã có dấu hiệu không ổn, hai năm qua tốc độ chuyển giao gia sản đã tăng lên, đêm nay với con cháu Cát gia mà nói là ngày đáng mong đợi nhất. Nhà Tôn Thượng Nghĩa chủ động bỏ cổ phần của công ty tốt, yêu cầu cổ phần của Gia Tín, chắc là không khó lắm. Đương nhiên trước tiên phải trao đổi với Cát Minh Đức trước. Ăn trưa xong, Trương Khác và Phó Tuấn lái xe về Hải Châu. Xe vừa mới tới địa phận của Hải Châu thì nhận được điện thoại của Hứa Tư từ Hong Kong gọi tới. Bác Tôn bảo tôi gọi điện cho cậu, hiện bác ấy và Cát Minh Đức đã có thể quyết định tương lai của thực nghiệp Gia Tín. Trương Khác không nhịn được thầm kêu hay, mặc dù bọn họ có điều kiện đàm phán cực kỳ có lợi cũng không ngờ chuyện lại thuận lợi như thế, có thực nghiệp Gia Tín. Rất nhiều chuyện trước kia phải bó tay giờ đã có thể nhúng tay vào rồi. Trương Khác bảo Hứa Tư bàn chuyện hợp tác cụ thể với Cát Minh Đức, sau Tết y sẽ bỏ thời gian ra tới Hong Kong chuyến nữa. Quay về Hải Châu, nhà y đã chuyển sang nhà mới, tiệc tân gia chỉ mời người thân thiết, nghe nói bác cả Trương Chi Vi hôm đó khá là khổ sở, tiếc là Trương Khác không được chứng kiến, Tết năm nay cũng không thể về Đông xã rồi, chú Trương Chi Phi cũng đã chuyển vào Tân Cẩm Viên, hai nhà kề sát bên nhau. Mùng 3 Tết Trương Khác cùng cha lên tỉnh thành chúc Tết, y chỉ đi ba nhà Từ Học Bình, Diệp Tổ Phạm, Kim Quốc Hải, sau đó ngủ lại qua đêm ở nhà Từ Học Bình, hôm sau hội họp cùng đám Tô Tân Đông, Chu Du bay sang Hong Kong đàm phán chuyện hợp tác. Mùa thu năm vừa rồi Cát Cảnh Thành trúng gió, mặc dù cứu kịp thời, không để lại di chứng gì, nhưng ông ta phải thừa nhận, không còn mấy tinh lực quản lý vương quốc khổng lồ do ông ta lập nên nữa, liền tăng tốc đem tài sản chia cho con cháu. Đồng thời phân rõ quyền lợi và trách nhiệm mỗi người, tránh để bản nhắm mắt xuôi tay, sản nghiệp gia tộc rơi vào hỗn loạn. Cát Cảnh Thành quá hiểu tâm tư của đám con cháu rồi, muốn xí nghiệp gia tộc không tan rã vì cái chết của mình, chỉ đành thiên vị đem sản nghiệp hạch tâm tập trung vào trong tay một hai người, đương nhiên cách làm này với người khác hết sức không công bằng. Nhà Tôn Thượng Nghĩa lần này từ bỏ 1,2% cổ phần giá trị ở địa ốc Hằng Đại chuyển thành 17% cổ phần của thực nghiệp Gia Tín kém ra hơn hẳn. Cát Minh Đức không ý kiến gì, những người khác tất nhiên không có ý kiến. Cổ phần trong tay Cát Minh Đức cũng tăng tới 15%, như thế Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức có quyền quyết định tương lai của thực nghiệp Gia Tín, hợp tác với điện tử Ái Đạt. Trương Khác định đem 3.000 vạn đô la Hong Kong của Việt Tú HK, cùng quyền sử dụng thương hiệu đầu đĩa Ái Đạt tại thị trường Đông Nam Á cùng kỹ thuật chế tạo đầu đĩa có liên quan đầu tư vào thực nghiệp Gia Tín. Tôn Thượng Nghĩa cũng biết tính cực hạn của thời đại đầu đĩa VCD. Quyền sử dụng thương hiệu nếu chỉ có đầu đĩa VCD thôi thì giá trị rất hữu hạn. Đây vẫn chỉ là bố cục thôi, rồi sẽ tới trận chiến lớn. Chương 313, nữ nhân là mầm họa. Có điều Tôn Thượng Nghĩa và Cát Minh Đức lại dự đoán đầu đĩa VCD còn tuổi thọ chừng 10 năm nữa, vô hình chung làm tăng giá trị thương hiệu trong quá trình đàm phán, đặc biệt bọn họ không biết được cơn bão tài chính châu Á phá hoại kinh tế các nước Đông Nam Á dữ dội tới mức làm thị trường Đông Nam Á trước năm 2000 vô cùng ảm đạm. Cuối cùng Việt Tú HK lấy được 25% cổ phần của thực nghiệp Gia Tín, Cát gia không muốn từ bỏ địa vị đệ nhất cổ đông, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức phải bỏ thêm 1.000 vạn tiền mặt cá nhân của bọn họ, giữ cổ phần ở mức 32%. Thực nghiệp Gia Tín tức thì có 5.000 vạn tiền mặt, nhưng về con đường phát triển tương lai, hai bên có chỗ bất đồng. Hai người Tôn Cát cho rằng mô hình của Ái Đạt ở trong nước vô cùng thành công, có thể phục chế ở Đông Nam Á, mau chóng chiếm lĩnh thị trường. Nhưng Trương Khác biết cơn bão tài chính châu Á sắp tới, tăng cường đầu tư vào Đông Nam Á bây giờ tới lúc đó chẳng phải khóc không ra nước mắt, nên yêu cầu giảm đầu tư nhà máy, chỉ cần dùng hai nhà máy sẵn có ở Philippines và Việt Nam sản xuất đầu đĩa, việc khai phát thị trường giao cho đại lý đương địa làm. Ngoài ra Trương Khác còn hy vọng lợi dụng thực nghiệp Gia Tín phá hỏng liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và Samsung, dù thực lực của thực nghiệp Gia Tín kém hơn Samsung rất nhiều, nhưng có bối cảnh tập đoàn Gia Tín đằng sau. Có thể ngăn cản chuyện liên doanh là tốt nhất, không thì ít nhất cũng phải khiến Samsung đưa ra điều kiện có lợi hơn cho Hương Tuyết Hải. Lúc này là thời kỳ mẫn cảm Hong Kong sắp trở về,
xí nghiệp Hong Kong về nước đầu tư có rất nhiều chính sách ưu đãi, ưu tiên cao hơn hẳn Nhật Hàn. Hơn nữa hai người Tôn Cát cũng nhận thức được hiện giờ trong nước là thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới, chiến lược trọng tâm đặt ở trong nước là không sai. Chỉ đáng tiếc không thể phục chế mô hình làm người ta nhiệt huyết sôi trào của Ái Đạt ở Đông Nam Á. Cuối cùng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức chấp nhận phương án trung gian của Trương Khác, đem chiến lược trọng điểm đặt ở trong nước. Hứa Tư, Tô Tân Đông đại biểu Việt Tú HK và Ái Đạt ký hiệp nghị khung, chuyện cụ thể do Đào Hành Kiện phụ trách liên lạc, khi thực sự hợp tác, Đào Hành Kiện sẽ đại biểu City Việt Tú HK vào thực nghiệp Gia Tín. Chiều ngày mùng 8 Tết Trương Khác ngồi máy bay về nội địa, tàu thủy của đội cắm trại Trường Nhất Trung đã ngược dòng tới tỉnh thành, Trương Khác lên tàu thủy trước khi nó nhổ neo rời tỉnh thành. Chu Du cũng theo Trương Khác quay về nội địa, thấy hiện tại cũng không có chuyện gì cấp bách cần giải quyết, Trương Khác bảo hắn thả lòng một chút, hắn không từ chối, cùng Phó Tuấn theo Trương Khác lên thuyền. Hoạt động cắm trại do Ái Đạt tài trợ, Chu Du lên thuyền được hoan nghênh nhiệt liệt. Ngược lại Trương Khác lên thuyền giữa đường làm người khác thắc mắc, may là Trương Khác xưa nay luôn xuất quỷ nhập thần, hưởng thụ ưu đãi người thường không có, nên mọi người mau chóng không chú ý tới y nữa. Cắm trại cuối cùng tổ chức được 320 học sinh, do 26 giáo viên dẫn dắt, DTH Hải Châu phái hẳn một tổ chuyên đề đi theo phỏng vấn toàn bộ hành trình. Trương Khác chưa bao giờ đi đường thủy từ tỉnh thành lên Thượng Du, y chẳng cái hứng thú tao nhã đó, cho nên chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang hoang sơ hai bên đường, nhưng ngày thứ hai sau khi rời khỏi tỉnh thành, tiến vào Thượng Du của lưu vực Tiểu Giang, gần như không nhìn thấy được một khu rừng hoàn chỉnh. Ngày 11 tháng Giêng, ngày cuối cùng tháng 2 âm lịch, tàu thủy dừng ở lâm trường Hồng Chí, lâm trường quốc hữu lớn nhất ở Thượng Du Tiểu Giang. Sườn dốc trong lâm trường dùng từng cây gỗ đường kính 20-30 cm, trải thành con đường dài tới mấy cây em, tiện cho việc vận chuyển gỗ, trong lâm trường đang điên cuồng chặt phá cây cối, hai bên bờ sông đều đã bị chặt trơ trụi không còn lại chút gì. Năm 1998, Trung Hạ Du Trường Giang mưa to liên tiếp, nước dâng cao, diễn biến thành trận hồng thủy 50 năm có một, lan tới lưu vực Tiểu Giang. Tổn thất kinh tế, nhân số thương vong ra sao Trương Khác không nhớ, ký ức sâu nhất là đê Tiểu Giang ở địa phận Tân Vu bị vỡ. Cuốn hết hơn 100 bộ đội, hơn 300 người dân, vậy mà báo chí trong nước khi đó nói là không có thương vong, sau này chuyện mới bị truyền thông Hong Kong vạch trần. Trận đại hồng thủy năm 98 có thiên tai cũng có nhân họa, mấy chỗ đê vỡ trong lưu vực Tiểu Giang sau này điều tra gần như đều là công trình rỗng ruột, mực lũ trong lưu vực Tiểu Giang chỉ đạt mức lũ lịch sử 20 năm, vậy mà mức độ phá hoại của nó đạt tới mức lũ lịch sử 100 năm, nguyên nhân liên quan mật thiết với việc diện tích rừng ở Thượng Du Tiểu Giang thu hẹp nghiêm trọng, khiến cho năng lực tích trữ nước lũ giảm mạnh, gây ra thảm họa. Tham quan lâm trường, nhìn lãnh đạo lâm trường hào hứng giới thiệu thành tích chặt cây mấy năm qua của lâm trường, Trương Khác thấy ớn lạnh, vì mục tiêu làm giàu chính phủ địa phương thường bỏ mặc, thậm chí khuyến khích người dân khai thác tự nhiên theo kiểu tàn phá, các khu rừng thành vật hy sinh cho hành vi kinh tế ngắn hạn này. Sau trận đại hồng thủy năm 98, nhà nước phải công nhận việc chặt phá rừng bừa bãi góp phần gây nên tai họa này. Khi những người khác đang tưng bừng hưởng thụ không khí cắm trại thì Trương Khác nằm trong khoang thuyền xa hoa chuẩn bị riêng cho y, lòng dầu dĩ bực bội, nhưng y có thể làm gì được đây? Trước khi đại hồng thủy bùng phát, Thủ tướng Quốc vụ Viện còn tin tưởng phán đoán của chuyên gia, cho rằng trong vòng 3 năm lưu vực Trường Giang tuyệt đối không có khả năng xảy ra lũ lớn. Trốn vào đây làm gì thế? Đường Thanh đẩy cửa đi vào. Đỗ Phi và mấy bạn nam muốn xuống nước bơi, đi tìm bạn khắp nơi đấy. Bạn có dám xuống không? Mấy ngày qua nhiệt độ luôn ở mức dưới 0 độ C, với người sống thoải mái trong phòng điều hòa quen như Trương Khác, trời rét căm căm như thế làm sao xuống sông bơi được. Tránh bị đám Đỗ Phi cười nhạo, Trương Khác lười nhác lắc đầu. Mấy ngày qua bạn bị làm sao thế, cả ngày ủ rũ. Đường Thanh đi tới, quỳ trên giường, nhìn Trương Khác đầy quan tâm. Rõ ràng như vậy sao? Trương Khác ngẩng đầu soi mình trong gương. Có thấy sắc mặt kém chút nào đâu. Đương nhiên, trong tâm sự trùng trùng, chuyến đi Hong Kong vừa rồi không vui à? Ừ, ở Hong Kong nhớ bạn vô cùng. Trương Khác kéo Đường Thanh vào trong lòng. Muốn chết à? Đường Thanh vùng vẫy đứng dậy, rón rén đi ra khóa cửa phòng lại mới chạy tới nằm vào lòng Trương Khác. Bạn tưởng rằng mình là trẻ lên ba à? Sao gặp mình rồi sao lông mày vẫn nặng trĩu như thế? Trương Khác nhìn ra lâm trường ngoài cửa sổ. Ngọn đồi ở xung quanh đều chỉ còn những gốc cây trơ trụi, chỉ có gần bến tàu là có mảnh rừng nhỏ mới trồng, đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Đường Thanh, hỏi.
bạn thấy chặt rừng thành ra thế này là tốt hay xấu? Kiểm tra mình sao, tài nguyên rừng rất quan trọng, bảo hộ thiên nhiên, phòng ngừa lũ lụt, trong sách địa lý đều nói cả rồi. Đúng là học sinh gương mẫu. Trương Khác mỉm cười vuốt chóp mũi Đường Thanh. Tài nguyên rừng là tài nguyên vật chất, cũng là tài nguyên sinh thái, cái bạn vừa nói là nhu cầu với tài nguyên sinh thái. Đúng thế, mình cảm thấy lâm trường chặt phá như thế không tốt, nhưng lâm trường phải nuôi dưỡng bao nhiêu công nhân như vậy, thôn dân xung quanh cũng chỉ dựa vào nó, có điều mình thấy chính phủ đương địa cần dẫn dắt tốt, chặt gỗ là tất yếu, nhưng cũng phải kịp thời trồng lại cây non, bồi dưỡng rừng. Đạo lý nông cạn này đừng nói Đường Thanh mà kiếm bất kỳ một học sinh cao trung nào đều có thể hiểu được, vậy mà đám quan viên chính phủ luôn tự hình là tinh anh xã hội lại vẫn làm ra hành thiển cận cực độ này, chẳng qua là rơi vào cạm bẫy lợi ích. Sao thế, hai ngày qua bạn luôn suy nghĩ chuyện này sao? Đường Thanh chớp mắt hỏi. Đúng vậy, mấy năm qua Tiểu Giang gần như mỗi năm đều có lũ không lớn thì nhỏ, mà trước kia phải 2-3 năm mới có một trận lũ. Mình đang nghĩ, điều này liên quan với chuyện chặt phá rừng quá độ ở Thượng Du tới mức nào. Vẻ mặt Đường Thanh trở nên nghiêm túc, đại khái cao trung là giai đoạn đầu tiên con người sinh ra cảm giác trách nhiệm xã hội, tới đại học, cảm giác này trở nên hết sức mạnh mẽ, nhưng sau khi vào xã hội, bị hiện thực xã hội hành cho khốn đốn, trách nhiệm xã hội dần dần trở nên trơ lì. Cốc cốc Trương Khác ngẩng đầu lên nhìn thấy Đỗ Phi Mình Trần đứng ngoài gõ cửa sổ, hét lớn. Đường Thanh! Bảo bạn gọi Trương Khác đi bơi chứ không bảo bạn đi âu yếm với nó, mình biết ngay bảo bạn tới đây chẳng khác gì đưa dê vào miệng sói mà. Đường Thanh cuống cuồng đẩy Trương Khác ngồi bật dậy, mặt đỏ như máu, bị Trương Khác hỏi lung tung quên luôn cả mình tới đây làm gì. Trương Khác mặt dày hơn thớt, chẳng bận tâm Đỗ Phi nhạo báng, rời khoang thuyền, theo Đỗ Phi lên bong thuyền, tên bến tàu có rất nhiều người đang đứng, đều mặc quần bơi đang khởi động chuẩn bị xuống nước, Phó Tuấn cũng trong số đó. Nghe Đường Thanh nói sẽ bơi sang bờ đối diện rồi bơi lại, đoạn sông này mặt nước hẹp, nhưng bơi đi bơi lại cũng tới 1 km, trên đường có thuyền cứu sinh đi theo. Thế nào? Đỗ Phi huýt vai Trương Khác, giọng khích bác. Cùng xuống bơi chứ? Trương Khác khi đi ra ngoài đã mặc thêm một cái áo khoác, nhìn bãi cỏ bên bờ sông còn có vết tàn tuyết, dùng mình lắc đầu. Đi đi! Đường Thanh ôm vai Trương Khác, ghé miệng gần tai y thổi khẽ một hơi. Quay về mình cho hôn một cái. Cứ như không xuống nước là không được hôn nữa vậy, Trương Khác quay đầu lại hỏi Đường Thanh. Có được làm thêm chút chuyện khác nữa không? Đường Thanh ưỡn bộ ngực căng tròn lên, đôi mắt dài lẳng lơ quyến rũ ném cho y một cái nhìn đầy ẩn ý, Trương Khác cảm thấy máu trong người sôi sùng sùng không còn cảm thấy lạnh chút nào nữa. Được, bơi thì bơi. Trương Khác bị gái đẹp làm mờ mắt, hùng hồn tuyên bố. Đỗ Phi sớm đã chuẩn bị quần bơi cho Trương Khác. Vừa thay quần bơi bước ra khỏi khoang bị gió lùa qua lạnh tới run rẩy, thấy Đường Thanh đứng bên Trần Phi Dung dưng phấn reo hò cổ vũ, y không còn đường lùi nữa, lẩm bẩm. Nữ nhân không phải là tai họa mà là mẹ của tai họa. Mới mấy phút trước chỉ có hơn 10 người chuẩn bị, lúc này đã có hơn 20 rồi, nhất định là do đám nữ sinh kia kích động. Đường Thanh thấy bộ mặt sầu thảm Trương Khác đoán chừng y hối hận rồi, cười ngặt ngoẽo đẩy Trương Khác tới bến tàu tụ tập với mọi người. Lúc thân thể vừa lộ ra ngoài không khí lạnh là khó nổi nhất, nhưng khi lấy nước lạnh giá kích thích cơ thể, mau chóng thích ứng được, vận động một chút rồi xuống nước, còn cảm thấy ấm áp hơn cả trên bờ. Trương Khác bơi khá tốt, thể lực cũng ổn, chỉ là trước kia tập trong hồ bơi, lúc xuống sông uống liền vài ngụm nước mới quen được, có điều Phó Tuấn theo sát bên cạnh, không cần lo chết đuối. Trên đường bơi về, giáo viên, học sinh trên tàu thủy đều hưng phấn reo hò cổ vũ. Cứ như người xuống nước là làm một hành động vĩ đại ghê gớm lắm vậy. Trương Khác rất hưởng thụ được Đường Thanh cầm khăn lông lau khô nước trên người, lại được cô khoác áo choàng lên, nếu chẳng phải lần này xuống nước, không biết đến bao giờ mới có được đãi ngộ này. Mọi người cùng ăn tối ở nhà ăn của Lâm Trường, hơn 300 học sinh, nhiều hơn cả công nhân trồng rừng, náo nhiệt vô cùng, Chu Du, Mã Tử Thiện, Lý Chi Phương ngồi cùng bàn với lãnh đạo Lâm Trường. Dùng cơm tối xong, mọi người lại lên tàu thủy xuôi dòng đi xuống. Trước khi lên tàu thủy, Trương Khác tìm Chu Du tới, hỏi. Cẩm Hồ hiện đang làm rừng giấy nhất thể hóa, liệu có thể đẩy nhanh lên được không? Chu Du ngây ra, không ngờ Trương Khác tới Lâm Trường một chuyến lại đưa ra vấn đề như thế. Quá trình sản xuất giấy gây ô nhiễm môi trường cực lớn, hơn nữa bột giấy nhiều tạp chất, không thể dùng sản xuất giấy cao cấp. Từ năm 93, nhà nước dần đóng cửa các dây chuyền sản xuất bột giấy. Từ đó chủ yếu phải dựa vào nhập khẩu nước ngoài.
xí nghiệp giấy do Cẩm Hồ phụ trách đều nguyên liệu sản xuất giấy cao cấp từ Indonesia. Cái gọi là giấy rừng nhất thể hóa là trồng rừng, tạo nguyên liệu, làm giấy, hợp thể ba công đoạn, đó là con đường phải đi của tập đoàn giấy cỡ lớn. Cẩm Hồ hiện giờ đang từng bước thu mua chỉnh hợp mấy xí nghiệp giấy, xây dựng cơ sở sản xuất lớn ở khu Thành Nam, tạm thời còn chưa có kế hoạch lập nhà máy làm bột giấy, chưa thể nói tới rừng giấy nhất thể hóa. Nếu không muốn phá hỏng rừng hiện có, rừng giấy nhất thể hóa trước tiên là phải trồng rừng, phải đầu tư lượng tài chính lớn. Rừng cây nguyên liệu lấy gỗ nhanh chu kỳ thông thường từ 5, 6 năm, nói cách khác thời gian đầu đầu tư trồng rừng phải 5, 6 năm sau mới dần thu được lợi ích. Đây tuyệt đối là hạng mục đầu tư cao, thu hồi vốn chậm trừ xí nghiệp giấy có nguồn vốn cực kỳ hùng hậu chẳng ai làm, đặc biệt khi mà hiện lượng cung cấp bột giấy quốc tế khá sung túc, càng không ai đi làm chuyện tốn công này. Mặc dù rừng lấy gỗ nhanh không có lợi ích rõ ràng cho sinh thái, ít nhất nó có tác dụng rõ ràng trong việc trữ nước lũ, rừng lấy gỗ nhanh chu kỳ ngắn, nếu thực thi 1-2 năm là thành rừng, 5-6 năm là có thể chặt lấy gỗ, có thể giảm bớt phần nào thiệt hại của trận đại hồng thủy với lưu vực Tiểu Giang. Nói thực dù trồng được mấy chục vạn mẫu rừng thì giảm bớt thiệt hại do trận hồng thủy gây ra cũng rất hữu hạn, nhưng với con lạc đà chở mấy trăm cân, thêm một cọng cỏ có thể đè sụp nó, giảm đi một cọng cỏ, có lẽ khiến nó gắng gượng vượt qua được. Ngoài ra, chuyện đáng làm nhất chính là thuyết phục Từ Học Bình lệnh Sở Thủy lợi kiểm tra ẩn họa của công trình thủy lợi Trung Hạ Du Tiểu Giang, tăng cường đầu tư kiến thiết đê điều. Trương Khắc kể cho Chu Du kinh ngạc, nói. Chúng ta ở lại đi, không theo họ về Hải Châu nữa. Hả? Chu Du lại ngớ ra lần nữa, hắn muốn nói hiện giờ hắn là người của Ái Đạt, có muốn làm rừng vườn nhất thể hóa thật cùng phải phái người của Cẩm Hồ đến, chẳng biết Trương Khắc có ý nghĩ kỳ khôi gì mà lại sốt ruột ở lại như thế. Trương Khắc lên tàu thủy tìm Đường Thanh, Lý Chi Phương nói y sẽ ở lại. Đường Thanh không vui hỏi. Vì sao muốn ở lại? Người khác có mặt, tạm thời không giải thích rõ được, Trương Khắc đành nói. Hay là bạn cũng ở lại? Đường Thanh muốn ở cùng với Trương Khắc lắm, nhưng cô là thành viên hội học sinh, lại là một trong số người tổ chức cắm trại, không thể bỏ ngang được. Mấy ngày nữa là đi học rồi, Đường Thanh biết Trương Khắc ở lại quá nửa là chuyện công ty, lắc đầu căn dặn. Mình về Hải Châu trước vậy, bạn cẩn thận, trời lành đừng ăn mặc phong phanh, kẻo bị cảm. Trương Khắc cảm động muốn ôm Đường Thanh một cái, có điều cô xấu hổ tránh mất. Đối với đứa học sinh luôn thích gì làm nấy này, trường học khó nói được gì. Huống hồ y vốn lên tàu thủy nửa đường, Lý Chi Phương chỉ dặn dò thêm một tiếng, gọi điện thông báo cho Trương Chi Hành, làm hết trách nhiệm của trường học rồi để Trương Khắc ở lại. Phía Lâm Trường cũng tỏ ra khá bất ngờ. Khi dùng cơm tối, mấy lãnh đạo Lâm Trường đều tham gia, cuối cùng tiễn đoàn cắm trại rời đi là một phó giám đốc tên Đồ Tiến Doanh. Dù Ái Đạt chỉ là một xí nghiệp dân doanh, nhưng nổi tiếng trong nước, Đồ Tiến Doanh cảm thấy rắc rối, nhưng khó từ chối được. Liền gọi điện cho giám đốc Thái Cao Trung xem phải chiêu đãi thế nào mới thích hợp. Thái Cao Trung đang hưởng thụ thương nhân gỗ chiêu đãi, không rảnh để ý tới bên này, bảo Đồ Tiến Doanh tự quyết. Là Lâm Trường quốc hữu lớn nhất Thượng Du Tiểu Giang, có hơn 50 vạn mẫu rừng, gần như chiếm nửa diện tích huyện, mấy năm qua nhu cầu gỗ tăng mạnh, vô số thương nhân gỗ tràn vào Lâm Trường, khiến nơi này hưng thịnh chẳng kém gì xã thị trấn, có cả nhà trọ. Trương Khắc và Chu Du nhìn ra phía Lâm Trường không thoải mái. Kiên trì muốn tự an bài nơi ở, còn về mục đích ở lại thì vì Hải Châu không có không khí trong lành như thế, cũng không có thịt rừng ngon như vậy. Thấy bọn họ kiên trì ý mình, Đồ Tiến Doanh mặc kệ bỏ đi, có vẻ vội vàng. Đột nhiên ở lại, không có phía Lâm Trường phối hợp, muốn tìm hiểu tình hình cũng không biết bắt đầu từ đâu, đứng trên bến tàu, nhìn ánh đèn chiếu xuống mặt nước tạo ra ánh sóng lấp lánh, Chu Du hỏi. Sao đột nhiên lại nghĩ tới việc nhất thể hóa? Chương 314 Nhất thể hóa. Không thể nói trận đại hồng thủy 2 năm sau, Trương Khắc đáp. Nhớ tới Tạ Kiếm Nam là thấy ghét, nếu chúng ta nhất định làm nhất thể hóa, chưa biết chừng bọn chúng sẽ lui khỏi Cẩm Hồ. Chu Du bật cười vì lý do của Trương Khắc. Nhất thể hóa tuy có tiền đồ, nhưng chu kỳ hạng mục quá dài, tôi nghĩ tài chính trong tay chính thái không đủ chơi cùng chúng ta. Trồng rừng, xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy cỡ lớn, e nếu không có khoảng 2 tỷ khó làm được. Chu Du nhất thời không tính ra được lượng tài chính cần dùng, nhưng con số đại khái hắn ước chừng được, tỏ ra hoài nghi có nhất thiết phải lập hạng mục này không. Trương Khắc cân nhắc, tiền kỳ chỉ trồng rừng, hơn nữa hợp tác với Lâm Trường, nông hộ thì không cần phải đầu tư quá lớn. Còn cơ sở sản xuất bột giấy phải đợi sau khi thành rừng rồi đầu tư cũng kịp,
ban đầu làm một nhà máy nhỏ, tích lũy kinh nghiệm là được. Chu Du chỉ con đường phía trước, nơi đó có một vùng sàng đèn, đó là nơi nghỉ chân. Vừa đi vừa nói vậy. Trương Khắc hỏi. Anh nói xem hai người Dương Vân, Lưu Minh Huy ai có thể chia sẻ bớt áp lực cho anh. Chu Du vỗ trán. Cậu không bắt tôi quay về Cẩm Hồ phụ trách việc này chứ? Không, để anh ở Cẩm Hồ kiêm phó tổng phụ trách việc này. Chu Du thấy mình đúng là số khổ, Ái Đạt vừa đi vào quỹ đạo, tưởng được hưởng phúc vài ngày, lại bị Trương Khắc kéo đi làm cái chuyện khổ sai này, cười méo xẹo nói. Dương Vân, tầm đại cục của anh ta lớn hơn, quản lý đám tinh anh marketing mới chiêu mộ thời gian qua rất tốt. Được, vậy để Dương Vân phụ trách phòng thị trường san sẻ áp lực cho anh. Trương Khắc quyết định rất nhanh gọn. Chu Du chỉ còn biết cười khổ không thôi, bất kể thế nào, Chu Du cảm thấy 2-3 năm nữa suy nghĩ tới hạng mục nhất thể hóa cũng không muộn, có lẽ là Trương Khắc muốn đuổi chính thái ra khỏi Cẩm Hồ thật. Hai bên con đường nhỏ nối với bến tàu đều là nhà ở công nhân tự xây dựng, còn có rất nhiều cửa hàng, quán ăn, hiệu cắt tóc, gội đầu, massage, có cả chỗ đèn đỏ mập mờ. Thương nhân gỗ nổ về đây rất nhiều, sinh ra những chỗ thế này chẳng có gì là lạ. Đi tới phía trước một đoạn, chẳng thấy nhà trọ mà Đồ Tiến Doanh nói đâu, lại thấy một quán cờ, bên trong có vài người đang chơi, cờ tướng cờ vây đủ cả, còn có hai cô bé xinh xắn chừng hơn 10 tuổi đang chơi cờ năm quân, chắc là ai đó đi chơi cờ mang con gái theo. Trương Khắc đi tới định hỏi nhà trọ ở đâu, nghe thấy người đánh cờ bên trong đang oang oang nói đủ chuyện xấu của Lâm Trường, bọn họ đều là công nhân sinh ra lớn lên ở nơi này, tính cách thô kệch, bình thường chẳng làm gì nổi lãnh đạo Lâm Trường. Nhưng cũng chẳng sợ lắm, chửi mắng sau lưng là chuyện thường xuyên. Trương Khắc không vội hỏi đường mà gọi một ấm trà, một ấm 5 đồng, một cô bé đánh cờ pha trà cho bọn họ, trông lá trà không đẹp mắt, nhưng hương vừa thơm vừa thuần. Cô bé còn lại hỏi bọn họ muốn đánh cờ tướng hay cờ vây. Nam nhân có dáng vẻ chủ quán nằm trên cái ghế mây dài, đang đọc sách. Chu Du nói, cờ vây đi. Trình độ cờ vây của Chu Du không đáng để Trương Khắc coi vào đâu. Đổi sang chơi cờ tướng cũng chẳng ra sao, Trương Khắc hỏi. Hay là chơi cờ năm quân vậy? Chu Du mặt dày đáp. Ừ thì cờ năm quân, chơi hết. Trong quán chỉ có bọn họ là người ngoài, chủ quán cờ tất nhiên chú ý tới họ, thấy Trương Khắc đánh cờ cũng được, ngứa nghề đặt sách xuống, đi tới. Đánh với tôi một ván cờ, trà nước coi như tôi mời. Đang buồn không biết bắt chuyện với những người này ra sao, Chu Du đứng dậy ngay nhường chỗ cho chủ quán. Rủ Phó Tuấn đánh cờ năm quân. Phó Tuấn xắn tay áo lên. Định bắt nạt tôi à, chơi cờ tướng. Trương Khắc cười ha hả, Phó Tuấn đánh cờ tướng cực hay, chuyến này Chu Du hố lớn rồi. Trương Khắc hỏi chủ quán. Nhà trọ của Lâm Trường ở đâu, chúng tôi đi từ bến tàu tới đây mà không thấy. Các anh đi thêm vài bước là thấy rồi, không cần vội đâu, dù nó có đóng cửa cũng cứ gõ cửa là được. Lần đầu tới đây hả, 10 đồng một giường đấy. Đừng để bị họ chém. Chọc đít thằng Vương Bát Đản, anh không nói thì nhà trọ chúng tôi lừa bọn họ à. Một phụ nữ trung niên đứng xem đánh bài gần đó quay sang chửi chủ quán. Tai bà lúc nào cũng dựng lên như tai chó ấy. Chủ quán cười lớn, hỏi đám Trương Khắc. Đầu năm mới, các anh tới Lâm Trường làm cái gì? Nghe nói cho nhận thầu đất rừng, chúng tôi tới xem sao. Chu Du bịa bừa một lý do. Chỉ cần tìm đúng cửa thì đây là cách phát tài hay đấy. Chủ quán gật gù. Chu Du thừa cơ hỏi ngay. Thế là sao? Các anh tới thầu, tất nhiên phải hỏi kỹ rồi, hỏi tôi thế là sao tức là sao? Chủ quán lấy làm lạ. Chu Du nói bao thầu đất rừng, có thể hiểu là bao thầu đất trồng rừng, cũng có thể là thầu đất chặt cây, chủ quán hiểu bọn họ nói cái sau rồi. Trương Khắc không nói, bắt đầu đánh cờ. Tới trung bàn, ưu thế của Trương Khắc rất rõ. Chủ quán muốn vãn hồi thế hiếu, chủ động phát tấn công, nhiều người không chơi nữa, đứng bên cạnh xem. Có người hay chuyện hỏi. Sao các anh tới Lâm Trường thầu đất rừng? Lâm Trường thuộc Cục Lâm nghiệp, chuyện lằng nhằng đằng sau rất nhiều, không bằng tới thẳng Cục Lâm nghiệp huyện mà thương lược. 5.000 là có thể lấy được 300-400 mẫu, chỉ cần đút chục vạn là được, nếu có quan hệ thì 5-6 vạn là xong. Trương Khắc đang cầm quân cờ, nghe người đó vậy thì giật mình, quân cờ rơi cạnh xuống. Bắn cả quân cờ xung quanh đi, Phó Tuấn vội giúp y nhặt cờ lên. Chu Du hỏi, 1 mét khối gỗ đường kính 20cm kéo tới bên bờ sông thì bao nhiêu tiền? Một nam nhân khác lắc đầu chép miệng nói, chưa hỏi rõ ràng mà đã muốn tới thầu rồi à? Ha ha,
có điều chẳng sao cả, chỉ cần gõ đúng cửa, đút lót đủ số, không thể lỗ được. Ừm, 1 mét khối gỗ à? Người đó nhẩm tính trong đầu. Phải mất 80 đồng. Đúng là lãi thật, ở bên ngoài ít nhất cũng phải 200. Chu Du sợ Trương Khác không rõ phương diện này, nên báo con số hắn biết ra. Trương Khác không còn tâm tình đánh cờ nữa, bao thầu 300-400 mẫu đất rừng mà chỉ có 5.000 đồng vào sổ, tính ra mỗi mẫu chưa tới 20 đồng, mang đi mua mấy cây giống còn chưa đủ, chẳng trách hai bên bờ toàn đất chống đồi chọc. Một mẫu rừng ở đây ít nhất phải có 20 mét khối gỗ thô, bỏ đi giá nhân công, một mẫu rừng đáng giá 2.000, 300-400 mẫu, giá trị kinh tế gần 100 vạn, vậy mà chỉ cần đút 5-60 vạn, thêm vào 5.000 cho vào sổ là có thể kiếm được rồi. Cái thế giới này thật quái lạ. Chẳng trách trời rét mướt mà mấy phòng tắm, hiệu mát xa trong lâm trường lại náo nhiệt như vậy. Nếu nói mình tới đây thầu trồng rừng, chắc đám người này cười thối mũi. Trương Khác đặt quân cờ xuống, ăn thêm của chủ quán 2 quân, chủ quán không còn đường vãn hồi nữa, muốn đánh thêm 1 ván thì thấy muộn lắm rồi, sợ ảnh hưởng tới đám Trương Khác nghỉ ngơi thì quá thất lễ. Trương Khác lúc này mới nói, thực ra chúng tôi muốn thầu đồi chọc để trồng rừng. Người xung quanh nghe thế chố mắt ra nhìn y. Bọn họ chỉ nghe thấy có người tới chặt gỗ chứ chưa bao giờ nghe nói tới có người tới trồng rừng. Chủ quán là người phản ứng lại trước tiên. Các anh mà tới bao thầu đồi chọc trồng rừng thì tốt quá, sau này cứ tới cái quán rách này uống trà đánh cờ thoải mái. Mấy năm qua cây bị chặt như điên, đất rừng hoang hết cả, bọn chúng chỉ biết ăn cho đấy, không nghĩ thử xem, cứ chặt phá thế này, một vài năm nữa thôi là hết sạch rừng. Trương Khác rất ít nói chuyện chính trị với Từ Học Bình, y nghe được chuyện gì. Chỉ cần không quá liên quan tới mình, có thể không nói thì tránh nói, tình hình trong nước như thế, Từ Học Bình trong lòng không thể không biết, chỉ có điều ai cũng có cái khó riêng đành nhắm mắt cho qua. Chương 315, Sơn Trà. Nhưng hiện trạng hệ thống lâm nghiệp tỉnh tới mức này rồi, phải chỉnh đốn lại, có lẽ vãn hồi được gì đó trong trận Hồng Thủy năm 98. Từ Học Bình vốn xuất thân từ hệ thống chính pháp, lệnh người tra vụ này đơn giản, Trương Khác đang thầm tính phải nói với Từ Học Bình ra sao. Ngoài ra còn cả vấn đề chất lượng hệ thống đề phòng hộ lưu vực Tiểu Giang nữa, Trương Khác tin nhất định có chuyên gia thủy lợi trong tỉnh hoài nghi tính ổn định của nó, chỉ là do hệ thống quan liêu, những tiếng nói đó khó truyền lên trên được, mà dù truyền lên được tới tai lãnh đạo thì càng có nhiều tiếng nói khác át đi, ảnh hưởng tới phán đoán của lãnh đạo. Còn phải đau đầu nhiều đây. Điều kiện của quán trọ rất kém, trong lâm trường còn có nhà khách, có điều sau Tết rất đông người, đã không còn chỗ trống nữa. Nhà tắm phía trước cũng có thể trọ được, điều kiện cũng tốt hơn nhiều, nhưng cả đêm bị đám gái gọi quấy nhiễu, chẳng bằng ở nhà khách cho xong. Phòng trọ giống ký túc xá vậy, dài hẹp, tổng cộng có 6 cái giường, cũng có chỗ rẻ hơn, cùng kích cỡ phòng như vậy nhưng kê tới 12 cái giường, gian phòng như vậy Trương Khác không ở nổi. Từ quán cờ đi ra thì đã là 12 giờ rồi, vào nhà trọ còn chưa buồn ngủ, liền ngồi tán gẫu, chuyện rừng giấy nhất thể hóa dù sao là con đường sau này Cẩm Hồ cần phải đi. Nên bọn họ hiểu đại khái. Hiện trong nước còn chưa có nhiều kinh nghiệm tham khảo, song vì bảo vệ sinh thái rừng nguyên liệu công nghiệp, trong nước luôn nghiên cứu rừng lấy gỗ nhanh, chỉ là đầu tư hữu hạn, không thể làm chỗ dựa cho ngành giấy hiện đại. Nói chuyện tới tờ mờ sáng mới ngủ, hôm sau tất nhiên không dậy sớm được, Trương Khác còn muốn ngủ nướng thì Phó Tuấn vào phòng gọi. Khác thiếu gia, cô bé trong quán cờ hôm tới tìm cậu và giám đốc Chu. Hôm qua Phó Tuấn vào nhà trọ là ngủ say. Sáng dậy cũng sớm, Trương Khác đấu tranh vất vả để bò dậy. Chủ quán cờ họ Thẩm tên Ước, là giáo viên trường học của lâm trường, nhà cạnh đường nhưng không cho thuê, mà mở quán trà kiêm quán cờ, có điều thường ngày người đánh bài còn nhiều hơn. Hai cô bé ở trong quán cờ hôm qua một là con gái chủ quán Thẩm Hà, một là học sinh của chủ quán, cũng ở trong lâm trường, tối tới quán chơi. Chắc là con gái của Thẩm Ước tới tìm họ, Trương Khác vừa mặc y phục vừa nói với Chu Du. Chắc chủ quán ngứa tay muốn kéo tôi đi đánh cờ, hôm nay anh và Phó Tuấn đi hỏi thăm, tôi ở quán cờ đợi. Chu Du đang gấp chăn đệm, nghe Trương Khác nói thế thì cú lắm, chính y kéo mình tới đây có phải mình muốn đâu, giờ ung dung ngồi chơi xơi nước, bắt người khác làm việc, nhưng không biết phải kháng nghị thế nào. Đánh răng rửa mặt xong thì đã hơn 10 giờ rồi, trong bụng trống rỗng, Trương Khác hỏi Thẩm Hà gần đây có chỗ nào bán đồ ăn không, lúc này ăn chưa còn sớm, ăn sáng chắc không còn nữa. Thẩm Hà nói, ba em mời các anh ăn cơm trưa, có dê mới bắt được trong núi. Trương Khác nuốt nước bọt theo Thẩm Hà tới quán cờ, đến từ chối khách sáo cũng chẳng nói. Thẩm Ước đang đánh cờ với ông già chừng 60 tuổi,
thấy con gái dẫn đám Thẩm Mặc tới thì đứng dậy chào. Bảo Tiểu Hà tới xem hai lần mà mọi người vẫn còn ngủ, đây là giáo sư Chu Phúc Thụy của Đại học Lâm nghiệp, giáo sư Chu giúp Lâm Trường gây trồng cây lấy gỗ nhanh, nghe nói các anh có ý tới đây trồng rừng cho nên từ sáng sớm đã đợi ở đây. Chu Phúc Thụy chừng 60, tóc mai muối tiêu, mặc kiểu áo tôn trung sơn hay thấy vào thập niên 90, trong túi cắm hai cái bút máy, thời cách mạng văn hóa, ông ta từng cải tạo ở Lâm Trường, ngay thời đó đã gây trồng cây lấy gỗ nhanh, đã được 30 năm rồi. Chu Phúc Thụy thấy ba người Trương Khác ăn mặc sang trọng, nói năng có văn hóa, đặc biệt nghe Thẩm Ước nói Trương Khác đánh cờ rất tốt, làm ông ta coi là đồng loại cũng thuộc phần tử trí thức, thiện cảm tăng lên nhiều, nói. Trường học mấy ngày nữa là mở lại rồi, tôi vốn định chiều nay về tỉnh thành, cho nên bảo thầy giáo Thẩm mời mọi người tới. Thẩm Ước thở dài. 10 năm qua chặt 10 mẫu chưa trồng bù lại nổi một mẫu, 2 năm qua càng chặt phá dữ hơn, 1/3 Lâm Trường thành đất trống đồi chọc rồi. Mọi người chỉ biết chặt cây, chẳng ai nghĩ tới trồng cây, tới Lâm Trường cũng chẳng chịu trồng, nguyên nhân cụ thể chắc các anh biết rồi, nói cho thêm bực. Chuyện các anh muốn trồng rừng, tôi thấy Lâm Trường giơ hai tay hoan nghênh hết, mỗi năm Lâm Trường đều có chỉ tiêu trồng rừng, dù bọn họ đều giỏi làm con số giả, nhưng dù sao đồi núi trơ trụi cả trông cũng chẳng đẹp tí nào. Trương Khác chỉ cười không nói, y không những chỉ muốn trồng rừng, còn muốn Lâm Trường ngừng chặt phá bừa bãi, nếu nói ra ở đây, đám lãnh đạo Lâm Trường biết được lại chẳng lấy mạng họ. Đừng nói Lâm Trường, toàn bộ quan viên hệ thống lâm nghiệp đều chỉ muốn chặt hết rừng đem đổi lấy tiền ăn chơi xa xỉ. Thẩm Hà đi phá trà, đem bụng trống mà uống trà tha hồ mà sướng, khi trà mang lên thì ra không phải sơn trà hôm qua mà là bích loa xuân, Trương Khác tặc lưỡi. Thầy giáo Thẩm cất giấu toàn trà ngon, sơn trà hôm qua cũng thơm chẳng kém thứ hương thơm giết người này. Bích loa xuân còn được gọi hương trà sát nhân, chủ yếu là do hương thương thơm đặc biệt ngào ngạt của nó, nhưng người biết không nhiều. Thẩm Ước gật đầu. Trà trong núi uống không hề kém thứ bích loa xuân này, chỉ là trông không đẹp, đãi khách hơi thất lễ. Trương Khác hỏi. Gần đây có mưa được sơn trà không? Tôi muốn mua một ít đem về làm quá. Trương Khác không có sở thích đặc biệt về trà lắm. Một số người đem tặng sơn trà thể hiện được tình cảm hơn bích loa xuân nhiều. Thứ trà này tiêu thụ không tốt nên chẳng có mấy chỗ bán, có điều trong quán của tôi có nhiều lắm, khi nào cậu đi cứ cầm vài túi. Nói tới chuyện trồng rừng, Chu Phúc Thụy hỏi ý đồ sử dụng trong tương lai của Trương Khác. Hiện giờ trong nước rừng lấy gỗ nhanh trừ bảo hộ sinh thái ra, thì chủ yếu dùng làm vật liệu xây dựng. Trương Khác chẳng cần che giấu làm gì. Chúng tôi dùng để sản xuất bột giấy. Bột giấy à, quy mô thế nào? Chu Phúc Thụy hỏi tới. Hiện giờ nhà máy giấy Cẩm Hồ phụ trách tăng lên tới con số 20, toàn bộ việc cải tạo công nghệ đã hoàn thành, sản lượng chiếm hơn 2/3 toàn bộ ngành giấy Hải Châu. Mỗi năm tiêu hao gần 10 vạn tấn bột giấy, một mẫu rừng mỗi năm cho 5 mét khối gỗ thô, bằng 1 tấn gỗ, vậy ít nhất cần 10 vạn mẫu đất mới đảm bảo được nhu cầu. Con số này nói ra người ta sợ chết khiếp, Trương Khác cười đáp hàm hồ. Quy mô cũng được. Bên ngoài có 3 người đi vào, có cả Đồ Tiến Doanh bỏ rơi bọn họ tối qua, vừa thấy Chu Du, hắn niềm nở chào. Giám đốc Chu ở đây à, chúng tôi tìm ông nửa ngày rồi. Thấy cả Chu Phúc Thụy thì tỏ ra ngạc nhiên. Giáo sư Chu cũng ở đây sao? Chu Phúc Thụy chỉ một tiếng coi như chào hỏi, cho thấy ông chẳng có thiện cảm gì với Đồ Tiến Doanh. Chu Du hỏi, giám đốc Đồ tìm chúng tôi có chuyện gì? Nghe nói các vị định trồng rừng. Tôi báo chuyện này với giám đốc Thái rồi, nhưng không biết công ty các vị trồng rừng làm gì ạ. Chu Phúc Thụy xun xoe thấy rõ, khác hẳn thái độ khó chịu hôm qua. Lâm Trường không lớn, tin tức chắc chắn lan rất nhanh, Trương Khác chỉ không ngờ là Đồ Tiến Doanh phản ứng nhanh như thế. Chu Du bình thản trả lời. Làm bột giấy sản xuất giấy, chúng tôi có xí nghiệp làm giấy. Làm bột giấy cần tự trồng rừng sao? Đồ Tiến Doanh nghi ngờ. Lâm Trường có rất nhiều rừng thiên nhiên, tuyệt đối hợp lý hơn tự trồng rừng nhiều, sắp trưa rồi, mời các vị tới nhà khách ăn cơm, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Chu Phúc Thụy nổi giận quát. Chặt, 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 các người chỉ biết có chặt với phá, chặt sạch rừng rồi thì các người dựa vào cái gì để sống. Chỉ biết chặt rừng không chịu trồng rừng, mỗi năm sói mòn bao nhiêu đất màu, các người có biết không hả? Đồ Tiến Doanh bị mắng trước mặt người ngoài, thấy bẽ mặt lắm, nổi sung lên. Giáo sư Chu, đừng có nói bữa trước mặt khách, ông đâu có hiểu tình hình Lâm Trường, không chặt cây thì bao nhiêu công nhân sống bằng gì, còn trồng rừng thì lấy đâu ra tiền. Chương 316, 6 tỷ.
Lời của Đồ Tiến Doanh làm Trương Khắc nghe mà thấy lộn ruột, Lâm Trường Quốc hữu chặt phá bừa bãi, nhưng xí nghiệp của Lâm Trường vẫn cứ khó khăn, chỉ có đám người như hắn ở sau béo mẫm. Đồ Tiến Doanh muốn kéo bọn họ tới nhà khách của Lâm Trường ăn cơm, Trương Khắc ngồi không im nhúc nhích, Chu Du tất nhiên không đi được, nhưng mà Đồ Tiến Doanh mời quá nhiệt tình, đành nói. Đợi xong bàn cờ này hãy tính. Trương Khắc và Chu Phúc Thụy đi liền Tam Liên Tinh, đây là bố cục Trung Quốc lưu. Mấy thuật ngữ cờ vây, giải thích chắc hết ngày. Đồ Tiến Doanh sốt ruột, nhưng nhà máy giấy có liên quan tới Ái Đạt thì quy mô nhất định không nhỏ, hơn nữa xí nghiệp lớn như thế, quan hệ đằng sau khá sâu, Lâm Trường không thể không nể mặt, Đồ Tiến Doanh bảo người đi theo về báo cho Thái Cao Trung, hắn ở lại đợi. Thẩm Ước đích thân xuống bếp làm thịt dê, đánh được nửa ván cờ thì ngửi thấy mùi thơm phương phức trong bếp bay ra, ứa nước miệng nói. Tôi đói lắm rồi, chẳng còn sức cầm cờ nữa, không bằng chúng ta đi ăn trước. Rồi bỏ quân cờ vào hộp, đứng dậy tới nhà sau. Chu Du thấy Trương Khắc không thèm ngó ngàng tới đám người Lâm Trường, đành lên tiếng. Giám đốc Đồ, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ phái người liên hệ với Lâm Trường, quyết thế đi, hôm nay không quấy rầy nữa giám đốc Đồ nữa. Đồ Tiến Doanh chết đứng tại chỗ, hắn đứng đây gần một tiếng đồng hồ rồi, vậy mà Chu Du tùy tiện nói một câu bỏ mặc đấy. Đồ Tiến Doanh mất mặt nhưng chẳng thể làm được gì, quay người đi. Vẻ mặt không còn tươi cười như vừa rồi, mà có chút tức giận, nhưng mà chẳng qua làm cho người ta xem thôi, nếu không hắn không xuống thang được. Các vị là công ty gì thế? Đồ Tiến Doanh đợi gần một tiếng mà không dám oán trách câu nào. Thẩm Ước rất tò mò về thân phận đám Trương Khắc. Trương Khắc nhún vai. Có gì đâu, xí nghiệp dân doanh thôi, hôm qua giám đốc Đồ còn chẳng ưa gì chúng tôi, chẳng qua nghe nói chúng tôi muốn trồng rừng mới có chút thành ý. Các vị định bao thầu bao nhiêu đất? Mấy năm qua đám lãnh đạo Lâm Trường cũng làm kiêu ghê lắm, vài trăm mẫu mời bọn họ ăn cơm cũng khó đừng nói ngược lại. Công ty các vị quy mô nhất định lớn lắm phải không? Cũng được. Trương Khắc thuận miệng đáp. Chu Phúc Thụy mặt mày trở nên nghiêm túc. Làm bột làm giấy, giống Đồ Tiến Doanh nói đấy, trực tiếp chặt rừng thiên nhiên có lợi hơn nhiều, công ty các cậu suy tính thế nào vậy? Cái thượng dụ này còn bao nhiêu rừng để chặt nữa? Trương Khắc cũng nghiêm túc đáp. Công ty nào không có chút ý thức trách nhiệm xã hội, vĩnh viễn không làm lớn được. Trương Khắc tỏ thái độ làm sắc mặt Chu Phúc Thụy giãn ra, ông ta cũng thấy vừa rồi quá nghiêm túc, thở dài. Tỷ lệ che phủ rừng thượng du gần 20 năm qua đã giảm xuống một nửa, nhưng hệ thống lâm nghiệp đưa ra con số 29%, đúng là nói không ngượng mồm. Nếu được 20% thôi thì tôi cũng xin chặt cái đầu này, nếu còn tiếp tục chặt nữa là hại con cháu chúng ta. Trương Khắc hỏi ngay. Giáo sư Chu có con số điều tra cụ thể không? Toàn diện thì không có, nhưng con số vài huyện phụ cận thì có, mấy giáo sư trong trường 2 năm trước liên hợp viết báo cáo điều tra bảo vệ lâm nghiệp, đưa lên cả Bộ Lâm nghiệp Quốc gia rồi, Bộ trả lời yêu cầu điều tra toàn diện, Sở Lâm nghiệp tỉnh không cấp kinh phí, chúng tôi phải tự trích tiền từ đề án khác ra điều tra, Sở Lâm nghiệp không thừa nhận. Đằng sau chuyện này là tranh chấp lợi ích, người làm học vấn không hiểu được. Có điều tra, có con số cụ thể là tốt rồi. Không cần biết Sở Lâm nghiệp có thừa nhận hay không, Trương Khắc muốn mời Từ Học Bình tới đây một chuyến, tận mắt nhìn mới có thể biết tính bức thiết của nó. Ăn cơm chưa xong, Trương Khắc định trả tiền, Thẩm Ước kiên quyết không nhận. Ai muốn tới đây trồng rừng, tôi đều không thu tiền, hơn nữa tôi cũng chẳng hy vọng dựa vào mở quán kiếm cơm. Buổi chiều theo Chu Phúc Thụy đi vào Lâm Trường xem xét, đều là những chỗ hôm qua không nhìn thấy, có những nơi cả ngọn đồi trụi lủi chỉ trơ lại vài bụi cây nhỏ. Xa xa trông loang lổ như cái đầu chốc ghẻ thật khủng khiếp. Đồng thời cũng thỉnh giáo Chu Phúc Thụy chuyện trồng rừng lấy gỗ nhanh, đồng thời loại cây nào thích hợp làm bột giấy. Đến 6 giờ chiều có tàu thủy đi tỉnh thành, Trương Khắc vốn định ở Lâm Trường 2 ngày điều tra, có điều không chuẩn bị gì cả, chuyện điều tra được sẽ rất hữu hạn, may mà gặp được giáo sư của Đại học Lâm nghiệp. Trên thuyền Trương Khắc gọi điện cho Từ Học Bình, kể đơn giản điều mắt thấy tai nghe 2 ngày qua. Còn con số cụ thể, đợi lấy được báo cáo điều tra của Chu Phúc Thụy rồi tính. Chu Phúc Thụy lấy làm lạ, đám Trương Khắc rõ ràng có hứng thú với chuyện trồng rừng, vậy mà cuối cùng lại nhắm vào bản báo cáo kia. Buổi sáng tàu thủy cập bờ, đám Trương Khắc tới nhà của Chu Phúc Thụy lấy báo cáo điều tra, Chu Phúc Thụy gọi hai người khác cùng tham gia hoàn thành báo cáo tới, một là giảng viên thanh niên làm nghiên cứu bảo vệ rừng thiên nhiên, một là tiến sĩ cùng Chu Phúc Thụy nghiên cứu cải tiến di truyền rừng lấy gỗ nhanh. Nhưng không thể không hỏi ý kiến của Từ Học Bình đã dẫn họ tới gặp ông được. Hôm nay là nguyên tiêu,
Tạ Vãn Tình cũng về tỉnh thành, chuẩn bị đón Chỉ Đồng tới Hải Châu đi nhà trẻ. Tàu thủy đoàn cắm trại tối qua đã về tới Hải Châu, kết thúc hoạt động, một số báo chí và DTH tỉnh cho đăng tin với thời lượng nhất định, DTH Hải Châu làm hẳn một chuyên mục riêng. Trương Khác tới Tân Mai Uyển, đem tình hình nghiêm trọng rừng thiên nhiên trong tỉnh đối diện báo cáo cho Từ Học Bình. Từ Học Bình lật xem báo cáo điều tra, viết ra mấy con số lên giấy trắng đưa cho Trương Khác xem. Đây là con số báo cáo lên chính phủ mùa xuân, bác không thể nói báo cáo của Sở Lâm Nghiệp là sai ngay được, phải xuống xem mới biết. Mà sao cháu lại quan tâm tới chuyện này?